mình nói đại bi nhiều lắm, mình trì đại bi nhiều lắm, mình hiểu đại bi nhiều lắm, mình nghe đại bi nhiều lắm quý Phật tử à. Nhưng mà chưa có ai làm cho đại bi của mình có hồn cả. Quý Phật tử làm sao đại bi của mình phải có một chút hồn sống mới được? Quý Phật tử có biết không, nếu một người Phật tử nào mà trì thần chú đại bi, người đó thầy ví dụ như là một bác sĩ, khi mà trì chú đại bi có hồn rồi, Bồ Tát Quan Thế Âm, quý Phật tử ơi, phóng từng tia hào quang xuống bàn tay của người bác sĩ đó. Bồ Tát đại bi luôn luôn lúc nào cũng sống ở trong mênh mông vô lượng như thế này. Một vị bác sĩ đang trì chú đại bi, đang rung động đại bi, thì đôi tay của người bác sĩ đó chiêu cảm từng sợi tơ quang của Bồ Tát đại bi, giúp cho người bác sĩ đó, lạ lùng lắm quý Phật tử à, giúp cho người bác sĩ đó đôi tay của họ trở nên đôi tay của thiên thủ thiên nhãn. Cho nên chữa lành tất cả những vết thương rất khó, mà người bác sĩ khác không thể nào làm được. Bởi vì sao vậy? Vì trong tâm của người bác sĩ đó đang trì chú đại bi, làm cho đại bi của mình có hồn sống đó. Một người họa sĩ cũng vậy, một người họa sĩ đang vẽ những bức tranh, nếu mà tâm của họa sĩ đó đang trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, Bồ Tát đại bi mẹ hiền Quan Thế Âm của chúng ta phóng từng tia hào quang vào đôi tay của họa sĩ, họa sĩ sẽ vẽ từng bức tranh có hồn, đó chính là cái hồn của đại bi đó. Cho nên tất cả chúng ta trì đại bi mà quý Phật tử chưa tìm được quyền âm của đại bi. Trong đạo tràng của chúng ta có ai lắng nghe được quyền âm của đại bi không? Có không quý Phật tử? Ta trì đại bi, ta phải lắng nghe được quyền âm của đại bi. Quyền âm đại bi là cái gì? Thầy xin thưa với quý Phật tử, quyền âm của đại bi có nghĩa là lòng yêu thương của chúng ta. Có nhiều người Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lương Kiết Đế mà cứ như vậy đọc hoài mà lòng yêu thương của mình chưa có, âm thanh yêu thương của mình chưa thức giấc. Tất cả chúng ta sống trong cái cuộc đời này, quý Phật tử ơi, ai cũng có lòng yêu thương, ai cũng có dấu hiệu đại bi trong trái tim của mình hết. Nhưng mà tất cả chúng ta đã để cho lòng yêu thương của mình ngủ quên đó quý Phật tử à. Hôm nay ôn ở chùa Linh Ứng đã tạo ra một cảnh trí trang nghiêm, tôn tạo thánh tượng đại bi Quan Thế Âm cao 67 mét đó quý Phật tử à, để cho tất cả chúng ta câu hỏi về bên chân của Bồ Tát, để cho tất cả chúng ta lắng nghe được tiếng lòng của mình, lắng nghe được trái tim của mình thổn thức, lắng nghe được trái tim của mình yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta làm sao từng lời từng chữ trong bài chú đại bi, quý Phật tử phải làm cho đại bi xuất tượng. Quý Phật tử có đến lên chánh điện chùa Linh Ứng chưa? Ông trụ trì ở đây đã thỉnh 84 tượng Quan Âm đại bi xuất tượng đó. Bây giờ xong rồi quý Phật tử đó, mình đến chánh điện mình sẽ xem qua 84 tượng trong chú đại bi, tức là 84 thân hình mà Bồ Tát đại bi Quan Thế Âm hiện thân ra để cứu độ chúng sinh đó. Cho nên tất cả chúng ta là con của Phật, là con của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà mình không biết 84 cái thân tượng của Ngài là một điều vô cùng thiếu sót đó quý Phật tử à. Là một người con của Phật, tất cả chúng ta phải hiểu rằng Bồ Tát Quan Thế Âm không phải chỉ riêng ở thánh tượng trước mặt mình đâu. Sở dĩ mà ông trụ trì ở đây tạo cho quý Phật tử một cái thánh tượng tuyệt vời cao 67 mét. Quý Phật tử biết tại sao nó cao 67 mét không? Con số 6 có nghĩa là thân của Bồ Tát Quan Âm thành tựu bằng lục độ ba la mật đó quý Phật tử. Còn con số 7 có nghĩa là thân của Bồ Tát Quan Thế Âm thành tựu cả không gian, thành tựu cả thời gian luôn đó. Cho nên con số 7 có nghĩa là thành tựu ở thời gian. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi lại chủ nhật. Cho nên 67, con số 7 là con số thành tựu.
về thời gian. Mẹ Quan Âm của chúng ta không bao giờ bị thời gian làm cho chùn bước. Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là mẹ yêu thương của chúng ta, không bao giờ để cho thời gian nó làm cho mình chậm trễ. Cho nên con của mình ở bất cứ nơi đâu, khi tiếng của nó van xin cầu khẩn, mẹ Hiền Quan Thế Âm đều hiện thân đến cứu khổ. Phải không quý Phật tử? Cho nên vượt qua được thời gian rồi đó. Con số 7 cũng vượt qua khỏi không gian đó quý Phật tử à. Chỗ quý Phật tử ngồi là 1, trên trời là 2, sau lưng là 3, trước mặt là 4, bên trái là 5, bên phải là 6, chính giữa khoảng trống này là 7. Cho nên chính 7 cái điểm này mà nó thành tựu được không gian. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm, mẹ hiền muôn thuở của chúng ta đã vượt qua khỏi không gian. Không bao giờ để cho không gian làm cho mình vướng víu, không để cho không gian làm chậm bước chân của mình. Khi tất cả những đứa con còn lặn ngụp trong biển khổ của cuộc đời, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm vượt qua khỏi không gian, đứng lên giữa thời gian, cởi trên con thuyền Bát Nhã Ba La Mật Đa để cứu khổ muôn loài đó quý Phật tử à. Cho nên hôm nay, cái hạnh phúc nhất của tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này là quý Phật tử đang ngồi bên chân của Bồ Tát Quan Thế Âm cao 67 mét. Còn số 6 là con số lục độ Ba La Mật. Đạo tràng Đại Bi Tâm, ai đã hiểu được, ai đã biết được, ai đã đọc được lục độ Ba La Mật đâu? Giơ tay lên. Có không? Lục độ Ba La Mật có nghĩa là 6 con đường mà Bồ Tát phải đi qua. Mà những đứa con của Bồ Tát mặc áo tràng lam, người nào khoác lên trên mình chiếc áo tràng lam, chiếc áo giới màu lam, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải mở một chuyến hành trình xuyên phiền não, để tất cả chúng ta sống trọn với một cuộc đời của người con Phật. Đó là lục độ Ba La Mật. Ba La Mật là gì? Ba La Mật là sang bên kia đó quý Phật tử. Cho nên hiểu nôm na Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn sang bên kia bờ giác. Nhưng mà kỳ thật Ba La Mật có nghĩa là gì? Là thay đổi thói quen của mình. Cho nên bố thí Ba La Mật là tất cả chúng ta phải bố thí thay đổi thói quen của mình. Cánh cửa thứ nhất để cho người con Phật thành tựu được tâm đại bi. Bây giờ quý Phật tử, thường thường chúng ta có thói quen, chúng ta bố thí mà chúng ta đợi người khác cảm ơn mình. Bố thí như vậy không phải là bố thí của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình bố thí cho người ta mà mình cứ nghĩ rằng tôi là người giàu, bà là người nghèo, tôi là người có của, bà là người nghèo không có của, tôi cho bà là người nhận, tôi là kẻ ban ơn. Như vậy không phải là bố thí theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên từ đây về sau, người nào mà diễm phúc ngày mùng một ngày rằm mà bí hoặc Phật tử mỗi tối đến đây trì đại bi tâm đại đà ra ni, quý Phật tử phải bố thí thay đổi thói quen của mình, tức là bố thí Ba La Mật. Quý Phật tử ơi, mình cho một người nào đó, mình cầm một gói quà, trong đó có một gói mì cũng được, một chai nước tương cũng được, một bịch muối cũng được, một ký lô gạo cũng được, quý Phật tử ơi. Khi mà chúng ta cầm một gói quà, mình tặng cho một bà lão nghèo cùng. Khi cho xong rồi, quý Phật tử vòng tay lại và nói, con xin lỗi bà. Được không quý Phật tử? Mình xin lỗi bà cụ ở đây có nghĩa là, bà ơi, con đã mượn của bà gói quà này từ lâu lắm rồi. Con đã đi tìm bà để con gửi trả lại, nhưng mà trong hành trình sanh tử xuống lên xuống vô lượng kiếp, cho nên con tìm bà hoài, con tìm bà mãi không gặp. Và hôm nay trong đạo tràng Đại Bi Tâm con đã gặp được bà. Con xin gửi lại cho bà gói quà năm xưa, con xin lỗi bà. Bố thí như vậy là bố thí Bồ Tát Quan Thế Âm đó quý Phật tử. Bố thí như vậy là bố thí Đại Bi Tâm. Đạo tràng hôm nay ai là Phật tử Đại Bi Tâm đâu? Chậm quá quý Phật tử ơi.
làm đại bi tâm được đấy. Mình là con của Bồ Tát Quan Âm, mình là Phật tử của đạo tràng đại bi tâm, hỏi là đưa tay lên liền. Bởi vì tất cả chúng ta đều là trái tim của đại bi cả đó quý Phật tử à. Chúng ta không còn là một con người bình thường ngồi ở đây để trì chú nữa đâu. Mà quý Phật tử ơi, mình là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm đó. Mỗi một Phật tử là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tất cả chúng ta phải cùng nhau sát cánh bên nhau, xích lại gần nhau, bắt gặp nhau trong cùng một tần số đại bi tâm. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới có thể trở thành những thành viên của đại bi tâm được. Đã là đại bi tâm rồi thì phải bố thí theo đại bi tâm nghe quý Phật tử. Bố thí ba la mật là không phải cho người ta nhiều lắm. Có nhiều người nghĩ sai lầm là tôi cho ít quá cho nên tôi không phải là bố thí ba la mật. Còn có nhiều người nói rằng là tôi nghèo quá, tôi không đủ sức, tôi cho ít quá cho nên tôi không có ba la mật được. Quý Phật tử nào hiểu như vậy là chúng ta đã hiểu sai về ba la mật. Bố thí ba la mật là gì? Bố thí mà tất cả gia đình của chúng ta đều vui hết. Mình bố thí mà mọi người trong gia đình của mình đều tham gia hết đó quý Phật tử. Cho nên một người nào đó mà đem 200-300 kg gạo đến tất cả các chùa, gửi vào trong chùa để cúng dường Tam Bảo, mà dặn ni sư rằng: ni sư ơi, con cúng cho ni sư 200 kg gạo, ni sư đừng cho vợ con hay. Cúng dường như vậy không phải là bố thí ba la mật, quý Phật tử hiểu không? Mình bố thí làm sao cả gia đình mình đều bố thí, cả gia đình đều vui vẻ hết, đó là bố thí ba la mật. Cho nên đó, mỗi một ngày gia đình của mình ăn cơm 3 lon gạo, mỗi một buổi đó quý Phật tử. Cả gia đình mình, thầy ví dụ như mình xúc 3 lon gạo vào trong nồi để nấu cơm. Quý Phật tử ơi, mình hốt lại một nắm mình để qua bên đây để dành. Cho nên một ngày như vậy mình đã để dành được 2 nắm gạo rồi phải không? Một tuần được 14 nắm rồi, một tháng mình cứ nhân hoài đi. Quý Phật tử ơi, rồi chúng ta một ngày nào đó có một cụ đi ngang nhà mình gõ cửa xin gạo. Quý Phật tử ơi, mình đem cái số gạo mà cả gia đình của mình để dành đó, mình cho bà cụ. Quý Phật tử ơi, ta đã thành tựu được bố thí đại bi tâm rồi đó. Đâu có cần mình phải bố thí nhiều đâu, mà bố thí như vậy là bố thí bằng cả một tấm lòng. Bố thí mà chúng ta không có so đo, không có tính toán. Một người nào đó giàu lắm, chúng ta đi ra chợ, chúng ta nói rằng là bữa nay mua 10 bao gạo đến cúng chùa. Ở trong nhà mình đã dự định như vậy, nhưng mà khi đến chỗ mua gạo rồi, tự nhiên thay đổi ý định mua 5 bao cúng thôi. Quý Phật tử ơi, mình đã mất đi 90% đại bi tâm của mình rồi. Khi đi cúng chùa, không tính toán cúng bao nhiêu hết. Tùy duyên, không bao giờ tính trước. Quý Phật tử à, mình đi đến đó, mình tự tâm, mình phát tâm, mình cúng dường. Đừng có tính trước cái gì hết. Quý Phật tử nhớ, mình đi vào trong chùa, mình cúng không có nói rằng là nhiều hay ít, mà chỉ có cái tâm của mình rộng hay hẹp mà thôi. Nếu cúng dường với cái tâm rộng, mình là Bồ Tát Đại Bi Tâm. Còn mình cúng dường mà nói thiệt ra, mình cúng dường cả tấn gạo mà tâm của mình hẹp hòi quá. Mình cúng dường 1 tấn gạo mà tâm của mình cứ dính hoài quý Phật tử à. Cúng dường cho chùa Linh Ứng 1 tấn gạo hồi năm rồi, mà tới năm nay cũng còn nhắc 1 tấn gạo nữa. Như vậy là đâu phải cúng dường, không phải bố thí đại bi tâm Đà Ra Ni đâu. Cho nên mình trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, chúng ta phải để đại bi hiện thân trong cuộc sống của mình. Trì chú đại bi không phải Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia 108 biến, không phải đâu quý Phật tử à. Con số 108 biến có nghĩa là 108 phiền não thôi. Trì chú đại bi 108 biến để mình tận diệt phiền não của mình đó quý Phật tử. Cho nên đại bi mình phải làm sao cho nó hiện thân trong cuộc sống.
Thì chú Đại Bi làm sao cho con mắt của mình Nam Mô Khắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Mình thì chú Đại Bi làm sao cho lỗ tai của mình có Đại Bi, làm sao lỗ mũi của mình có Đại Bi, làm sao cho cái lưỡi của mình cũng có Đại Bi luôn. Đạo tràng của chúng ta trì chú Đại Bi làm sao 84.000 lỗ chân lông của chúng ta đều phát ra 84.000 tia hào quang Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni. Trì chú như vậy có nghĩa là quý Phật tử ơi, mỗi một Phật tử là một bài thần chú chứ không phải mở cuốn sách ra đâu nghe quý Phật tử. Người nào trì chú mà còn đọc, còn nhớ trong đầu hoặc là cầm cái bổn trì chú, tức là ta, Đại Bi Tâm là Đại Bi Tâm. Phải không? Còn mình trì chú Đại Bi bỏ cái bổn mình thuộc lòng thì mình là mình, thuộc lòng là thuộc lòng. Chừng nào mà quý Phật tử đi ở đâu, Đại Bi Tâm cũng có mặt ở đó. Trong cái thân của mình, hồn Đại Bi đang ngự trị trong ta. Mình đi đến một cành hoa, mình đều có Đại Bi Tâm trên đó. Quý Phật tử ơi, hoa nó cũng có cảm nhận như mình. Hoa nó cũng cần một lời sống như mình. Mình tưới nước hoài hoa nó cũng sống đó. Nhưng mà cái sống mà bằng nước, quý Phật tử ơi, giống như mình thôi, cũng vô thường, cũng chết chóc thôi. Nếu một người có tâm Đại Bi, khi chúng ta đến gần một đó hoa, thì quý Phật tử nên rót cái tâm của mình vào từng cánh hoa. Mình trì chú Đại Bi, mình rót vào từng cánh hoa. Không phải đứng cạnh cánh hoa này rồi quý Phật tử Nam Mô Hắc Ra Đắc Na. Không phải đâu quý Phật tử. Trì chú Đại Bi rồi, quý Phật tử ơi, xem từng cánh hoa này là từng người bạn của mình. Mình đụng vào trong một cái vật cứng mình biết đau, thì khi quý Phật tử chân qua, quý Phật tử ơi, cây kéo, cây dao cắt cái thân của hoa, cái thân của hoa cũng biết đau nữa đó. Người Phật tử nào mà không có những cảm nhận, không có những cái tư tưởng đồng cảm với hoa, quý Phật tử ơi, chúng ta đem hoa đến, rồi chúng ta cắt cụp, rồi chúng ta ghim vào trong bình nước một cách vô cảm lạnh lùng. Tức là quý Phật tử ơi, mình chân qua chưa có cái hồn của Đại Bi Tâm. Ở trong đạo tràng, quý Phật tử ngồi trong đây, đại đa số là Phật tử nữ. Tất cả chúng ta ai cũng ít nhất hơn một lần đã từng chân qua cúng Phật, phải không? Cho nên hôm nay Thầy mong rằng tất cả chúng ta sau này mỗi lần chân qua cúng Phật, mình phải làm sao cho qua mình một chút hồn Đại Bi Tâm. Trước khi chân qua, mình nói rằng hỡi tất cả những đó qua tuyệt vời, hỡi những người bạn đồng tu của chúng tôi, qua đã trang nghiêm cho Phật cũng như tôi trang nghiêm cho đạo tràng, xin qua hãy cho phép tôi cắt tỉa qua lại để đem qua cúng dường cho Phật. Mình phải tâm sự mình với qua, mình rót cái tâm Đại Bi của mình vào trong qua. Quý Phật tử có dám hứa già có thể làm được không? Là người con Phật phải làm được nghe quý Phật tử. Mời mốt đó quý Phật tử ơi, chúng ta chân qua mà chúng ta đồng cảm với qua, chúng ta rốt vào trong qua cái hồn của Đại Bi Tâm đó. Người nào có hồn của Đại Bi Tâm khi chân qua, qua không bao giờ tàn sớm hết. Mình chân qua lâu héo lắm. Còn người nào chân mà tâm hồn vô cảm lạnh lùng, quý Phật tử ơi, chân buổi sáng buổi trưa là nó cong cái đầu nó xuống rồi. Bởi vì nó cảm nhận cái tâm của mình tham sân si phiền não, cho nên qua nó chịu không nổi, nó héo xuống. Còn tất cả chúng ta chân qua mà mình tặng cho qua một sự mát mẻ tuyệt vời của Đại Bi Tâm, mình tặng cho qua sự mát mẻ, sự ấm áp tuyệt vời của Đại Bi Tâm, quý Phật tử ơi, qua mãi mãi thẳng đứng, qua mãi mãi không tàn đó. Cho nên mới mốt về thử đi nghe quý Phật tử, mình đến đạo tràng mình chân qua, rồi mình thầm thầm mình nói chuyện với qua. Nói chung mình giống như một người bạn hay là một đứa em bé bỏng của mình, quý Phật tử nâng niu nhẹ nhàng từng cánh hoa. Mình làm mạnh, mình sợ hoa nó đau, cũng giống như mình khi mà mình bị đứt tay mình đau như thế nào, hoa nó cũng đau như thế đó. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới có thể nhập vào trong hoa. Và chúng ta đưa được Đại Bi Tâm của mình vào trong muôn loài vạn vật. Bồ Tát Quan Thế Âm là mẹ yêu thương. Nói chung Bồ Tát Quan Thế Âm là thị hiển cuộc sống giữa cuộc đời này. Cho
nên chúng ta còn đi được là Bồ Tát Quan Thế Âm còn trước mặt chúng ta. Chúng ta còn hít thở là mẹ yêu thương vẫn còn sống bên cạnh chúng ta. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm tức là cuộc sống này đó quý Phật tử, là trật tự của cuộc sống. Cho nên người nào sống mà thuận theo trật tự, gọi là trật tự của vũ trụ, là quý Phật tử ơi, mình sống dai lắm. Trật tự của vũ trụ là gì? Là yêu thương, là tha thứ đó. Cho nên người nào mà sống mà sân hận, mà để bụng hoài là nghịch lại với cái trật tự của vũ trụ. Cái trật tự của vũ trụ có nghĩa là đại bi tâm, là lòng yêu thương. Trật tự của vũ trụ là gì? Là ăn chay không bao giờ sát sanh hại vật. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là một người mẹ yêu thương, mà tất cả chúng ta đều là những đứa con trong. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này nói riêng, và tất cả con người có mặt ở ngoài kia nói chung, quý Phật tử ơi, chúng ta là con của Bồ Tát mẹ yêu thương. Phật tử nam là anh, Phật tử nữ là chị. Tất cả chúng ta đều là người anh, người chị, đều là con của mẹ yêu thương hết, đều là con của Bồ Tát Quan Thế Âm hết. Còn tất cả chúng sinh, con trâu, con bò, con chó, con heo, con mèo, quý Phật tử ơi, con cá, con cua, con sò, con ngốc, quý Phật tử ơi, con trùng, con dế, con gián, con ruồi, con muỗi, vân vân và vân vân. Tất cả những chúng sinh đó đều là những đứa em bé bỏng của mình đó quý Phật tử. Cho nên mình trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, mình là người anh, người chị, còn tất cả chúng sanh xung quanh mình đều là những đứa em bé bỏng vô cùng. Vậy đó mà mình ngồi mình trì chú, cái lâu lâu mình giật mình vỗ vô chân mình một cái, chát em mình đã chết. Phải không? Mình ngồi mình trì chú đại bi đó, tức là mình làm sao cho cái hồn đại bi trong tâm của mình giật mình tỉnh giấc. Nhưng mà mình trì đại bi hoài mà cái hồn đại bi không bao giờ thức giấc, mà nó mãi mãi chìm trong quên lãng và nó ngủ quên truyền kiếp luôn quý Phật tử à. Rồi mình cứ trì cái xác của đại bi hoài. Cho nên mình ngồi mình trì mà mình cứ quên Nam Mô Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni, rồi những đứa em bé bỏng của mình nó trở thành những cái xác vụn về trên bàn tay của mình. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mỗi lần mà chúng ta vỗ một cái chát, con mũi nó không còn hình thù trên bàn tay của mình nữa, tức là con mũi đó đã từ giã cuộc sống của nó rồi. Quý Phật tử ơi, linh hồn của nó chia ra làm hai. Một là nó bám vào đôi tay của chúng ta, một là nó đứng phía bên kia cõi vô hình để nó chờ đợi mình đó. Cho nên quý Phật tử, chúng ta xòe cái bàn tay của mình ra coi nó còn con mắt ở trong đó không? Bồ Tát Quan Âm nói tất cả những đứa con của người đều có con mắt trong tay hết đó. Bây giờ quý Phật tử nhìn lén xuống bàn tay của mình coi nó còn con mắt không? Ai gì đạo Phật con không thấy, phải không? Không phải nó mất đâu quý Phật tử à, nó vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà quý Phật tử ơi, quán khí của quan hồn nó làm cho mờ đi con mắt trong lòng bàn tay của chúng ta. Không phải chỉ có một cái chát chết con mũi đâu, mà quý Phật tử ơi, con gián nè, con chuột nè, con nhện nhện nè, quý Phật tử ơi, rồi con cá quý Phật tử đánh dậy, rồi con gà quý Phật tử cắt cổ nó nữa, phải không? Cho nên đôi tay này quý Phật tử ơi, muôn ngàn quan hồn nó bám trên đôi tay của mình. Một nửa quan hồn nó ở lại trên tay, một nửa quan hồn nó đứng ở phía bên kia. Thầy nói ví dụ như một cô thôi, trong cuộc sống của mình, mình đánh mất đại bi tâm của mình rồi, mình không còn cái hồn của đại bi của mình nữa. Quý Phật tử ơi, mình đã gieo biết bao nhiêu quán khí giữa cuộc đời này. Một con mũi nữa linh hồn đứng đó chờ. Thầy ví dụ trong cuộc sống của mình giết khoảng chừng 5-3 triệu con mũi thôi, phải không? Thì 2 triệu rưỡi linh hồn của nó nằm bên kia nó chờ mình rồi. Trong suốt cuộc đời của mình mấy con cá nó chết thôi, thầy tính gọn gọn thôi, khoảng chừng 500.000 con cá nó chết thôi, thì 250.000 linh hồn đứng bên kia nó chờ mình. Quý Phật tử ơi, con gà của mình trong một đời của mình đó, quý Phật tử ít nhất của mình đó, mình gom gom lại mình ăn cũng hết 10 con thôi, tính ít thôi nha, 10 con gà thôi thì 5 linh hồn nó nằm ở bên đó rồi. Quý Phật tử ơi, ở bên kia cửa tử linh hồn nó đứng nó chờ mình, bởi vì sao? Vì loại hình tư tưởng của mình.
đại bi, mình niệm đại bi mà loại hình tư tưởng của mình không có một dấu hiệu của đại bi, phải không? Mình trì chú đại bi thì mình làm sao trong tư tưởng của mình có một khung hình của đại bi chứ? Mình trì chú đại bi mà khung hình của mình không có một chút yêu thương và tha thứ, thì mình trì chú đại bi cuối cùng rồi, quý Phật tử ơi, trì đại bi thật nhiều mà kết quả đại bi chẳng có bao nhiêu hết đó. Đến đạo tràng thì mình ngồi mình trì chú đại bi, mình thuộc lòng, mình đọc hay lắm, mình ngân nga, mình lên xuống, mình trầm bổng rất là đều đặn, quý Phật tử à. Nhưng mà mình chưa bao giờ cho đại bi nó nhập vào trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ biến đại bi thành cái hồn sống trong từng bước chân đi của mình. Thì quý Phật tử ơi, mình tu biết bao nhiêu mà loại hình tư tưởng của mình không có Bồ Tát, không có Bồ Tát đại bi. Mình ngồi mình trì chú đại bi mà tâm của mình nó rung động bằng tất cả những cái sự sân hận tham lam, thì quý Phật tử miệng đọc đại bi mà loại hình tư tưởng là loại hình tham sân si, quý Phật tử thấy không? Cho nên thầy nói cho tất cả chúng ta nghe, khi linh hồn của mình đi qua bên kia cửa tử, chúng ta gặp hai loại hình, một loại hình quán khí bên ngoài, một loại hình tư tưởng sân hận bên trong. Hai loại hình này nó kết hợp với nhau thành ra một hình thù của nghiệp lực. Tại sao chúng ta niệm Phật, chúng ta không tạo cho mình hình ảnh của Phật? Cái lỗi lầm lớn nhất của những người con Phật và của những người xuất gia tu học, chúng ta là người niệm Phật mà chúng ta chưa bao giờ tạo cho tâm mình một khung hình của Phật. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà quý Phật tử chưa bao giờ vẽ trong tâm của mình một khung hình của vô lượng quang. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình chưa bao giờ tạo trong tâm của mình một khung hình vô lượng thọ. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình chưa bao giờ tạo trong tâm của mình một khung hình vô lượng công đức. Quý Phật tử ơi, mình niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta chưa tạo trong tâm của mình một khung hình đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Chưa bao giờ chúng ta tạo cho mình một khung hình đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý Phật tử có đọc kinh Phổ Môn, quý Phật tử sẽ thấy rằng trước khi mà chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm đó, thì chúng ta phải có Phạm Âm nè, Hải Triều Âm nè, Thắng Bỉ Thế Gian Âm nè. Chừng nào quý Phật tử thắng bị thế gian âm thì quý Phật tử ơi, mình mới thành tựu Quán Thế Âm. Thắng bị thế gian âm có nghĩa là gì? Là những âm thanh trần tục của cuộc đời đó. Thế gian âm mà mình thắng qua, mình vượt qua được những âm thanh của cuộc đời. Âm thanh của cuộc đời là gì? Tham lam. Quý Phật tử vượt qua âm thanh tham lam trong tâm mình chưa? Vượt qua chưa quý Phật tử? Cái tiếng vỗ tay này nó mang đầy hai ý nghĩa. Một là thưa thầy con đã vượt qua, còn hai là thưa thầy con còn tham lam lắm. Ý nghĩa nào quý Phật tử? Ý nghĩa thứ nhất phải không? Tất cả chúng ta còn tham lam lắm quý Phật tử ơi. Nếu người nào nói con không còn tham lam nữa, ở trong đây có hai người không còn tham thôi. Một là người nằm trong bụng mẹ, hai là người nằm trong quan tài. Hai người đó không tham thôi. Còn tất cả chúng ta ngồi ở đây, áo vàng cũng như áo lam, xuất gia cũng như tại gia, còn nhúc nhích, còn đói bụng biết ăn, còn khát nước biết uống nước đó quý Phật tử, là chúng ta còn có lòng tham. Nhưng mà chúng ta đi theo dấu chân của Bồ Tát Đại Bi, chúng ta tận trừ lần lần tất cả những cái độc tố của tham lam. Cho nên quý Phật tử ơi, mặc áo lam rồi, quý Phật tử phải cố gắng làm sao giải độc cho mình mới được. Đừng có mặc áo tràng lam rồi mà quý Phật tử không chịu giải độc cho mình nha. Ở đây đạo tràng của mình đó, có ai giải độc tham không? Có nghĩa là bây giờ người ta đến cho mình tiền rồi, mà một chút người ta đến, người ta quên, người ta cho nữa. Mình nói A Di Đà, bữa nay tôi giải độc lòng tham, tôi không lấy nữa đâu. Có không? Có người nào dám giải độc như vậy không? Cho nên ở trong kinh Tán Thán Phật,
có một câu Bạch Hào Nguyễn chuyển ngũ tu di. Quý Phật tử có thuộc câu đó không? Bạch Hào Nguyễn chuyển ngũ tu di, có thuộc câu đó không? Đó là lời tán thán Đức Phật A Di Đà đó quý Phật tử. Tán thán Phật A Di Đà có nghĩa là nói giữa chặng mài của Đức Thế Tôn có một sợi tơ màu trắng mịn màng lắm. Sợi tơ đó quấn quanh năm ngọn núi Tu Di. Đức Thế Tôn dùng sợi tơ trắng giữa lòng, giữa chặng mài, quấn quanh năm ngọn núi Tu Di, giơ núi lên, hạ núi xuống, đưa núi qua bên phải, đưa núi qua bên trái. Quý Phật tử ơi, chúng ta thấy Đức Phật A-di-đà của mình dùng sợi tơ trắng nhỏ ở giữa chặng mài quấn quanh năm ngọn núi Tu Di, đưa lên, đưa xuống, đưa qua, đưa lại. Quý Phật tử tin không? Vỗ tay là tin hay không tin? Người nào nói là con đọc câu đó rồi con tin liền là quý Phật tử mê tín. Vừa đọc xong mà tin liền là mê tín. Bởi vì quý Phật tử tưởng tượng đi, cái lòng, cái cọng lông trắng giữa chặng mài nó mảnh như sợi tơ. Còn cái núi Tu Di là cái núi diệu cao, nó nằm ở ngoài cõi ta bà của mình chứ không nằm ở trong đất này đâu. Mà quý Phật tử nghe cái cọng lông trắng mà nó quấn một lượt năm ngọn núi Tu Di, nó đưa lên đưa xuống mà tin liền là mê tín dị đoan đó. Một niềm tin không có căn cứ, niềm tin không có biết lai lịch, một niềm tin không rõ lịch sử, mình tin như vậy là mê tín rồi, phải không? Thiệt sự ra bây giờ quý Phật tử năm ngọn núi Tu Di mình còn không biết nó nằm ở đâu nữa, rồi làm sao mà tin đây nữa, phải không? Núi Tu Di là núi diệu cao, mà diệu cao có nghĩa là nó cao hoài, nó không dừng lại được, gọi là núi diệu cao đó quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử làm ăn đi, trong tủ mình có tiền rồi, bây giờ quý Phật tử muốn làm ăn có tiền nữa không? Muốn làm nữa không? Làm hoài nó có hoài thì cứ đi làm thôi. Tới chừng già rồi vẫn còn đi làm, già nữa thì cứ đi làm nữa. Chừng nào tôi bị đột quỵ tai biến nằm một chỗ, tôi vẫn còn suy nghĩ chuyện đi làm nữa, chứ không chịu nghỉ nữa quý Phật tử à. Cho nên tiền tài đó là ngọn núi diệu cao thứ nhất. Tất cả chúng ta không ai mà chê tiền hết, phải không quý Phật tử? Có ai chê tiền không? Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, một người có đại bi tâm, có đại đà ra ni, một người Phật tử có trái tim của Bồ Tát, tham tiền cũng trật mà chê tiền cũng trật luôn. Bởi vì tiền là gì? Quý Phật tử biết không? Tiền là gì quý Phật tử biết không? Phương tiện Bồ Tát lực đó. Tiền là phương tiện Bồ Tát lực. Nhưng mà vì tất cả chúng ta tham đắm nó quá nhiều rồi quý Phật tử ơi, mình quên đi cứu cánh lực của mình. Phải không? Mình quên đi cái cứu cánh lực của mình, để cho cái đồng tiền nó sai sử, để cho lòng tham của mình nó biến đổi con người của mình. Quý Phật tử ơi, còn mình chê tiền có nghĩa là mình sai luôn. Mình làm sai chứ tiền không làm sai đâu quý Phật tử. Cho nên người Phật tử có tâm đại bi, chúng ta muốn làm sao trong đại bi tâm có hồn, quý Phật tử phải biết nhìn tiền theo đôi mắt của đại bi. Mình cầm tiền bằng thiên thủ, mình nhìn đồng tiền bằng thiên nhãn. Quý Phật tử ơi, người nào cầm đồng tiền mà không có con mắt trong lòng bàn tay, mình cầm tiền bằng bàn tay lông lá của ma đó quý Phật tử. Cho nên có hai người Phật tử, mỗi một người có 8 triệu đồng trong túi. Người thứ nhất đi vào trong làng nướng, kêu tất cả những đứa em vô tội của mình nướng trên lửa hồng, phải không? Lôi đầu từ đứa ra. Mình là anh cả mà mình đi vào trong quán, mình lôi em mình ra, mà lựa cái thằng nào còn sống chứ thằng nào chết ngộp là không ăn nha. Mình tàn nhẫn với những đứa em của mình quá quý Phật tử à. Mình ăn thịt em của mình, mình xé xác em của mình, mà mình phải lựa nó tươi, nó còn sống. Mình ăn trong sự đau đớn và giãy giụa của những đứa em vô tội mình mới vừa bụng mình. Có 8 triệu đồng đi vào trong làng nướng, lôi đầu từng đứa em của mình, những thằng mang tên là con tôm, con
mình nướng, mình lật qua, mình lật lại, rồi mình xé thịt thế mình ra, mình ăn, mình uống rượu bên men đắng, để rồi mình có những nụ cười bên nỗi đau của những đứa em vô tội. Còn một Phật tử kia cầm 8 triệu đồng, nhưng mà người đó không đi vào làng nướng mà đi vô làng ớt ô ớt để gửi 8 triệu này. Nhờ tất cả những tấm lòng vàng cho tôi gửi 8 triệu này để mà tôi giúp một chút tấm lòng của tôi để tìm lại những nụ cười cho những đứa trẻ sức môi. Quý Phật tử thấy đồng tiền nó có tội không? Người thứ nhất cầm 8 triệu đồng đi vào trong làng nướng, đôi tay này là đôi tay lông lá của ma. Người thứ hai cầm 8 triệu này đi vào trong làng SOS để mà tìm lại nụ cười cho những đứa trẻ sức môi, đôi tay này là thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Quan Âm đó. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta từ đây trở về sau, khi ngồi đọc kinh, đôi tay này lật từng trang kinh bằng thiên thủ thiên nhãn. Quý Phật tử ơi, có đôi khi đó mình lật từng trang kinh mà tay của mình lông lá của ma không? Làm sao đưa từng trang kinh vào tận trang đời nha quý Phật tử? Mình tụng kinh mà mình chỉ để kinh ở trong chánh điện. Quý Phật tử chưa bao giờ đem từng trang kinh vào tận trang đời cả. Nam mô Phổ Môn Thị Hiện Cứu Khổ Tầm Thinh. Nhưng mà quý Phật tử đã đưa Phổ Môn vào cuộc đời chưa? Quý Phật tử có đưa từng trang kinh Phổ Môn đi vào trong cuộc sống của chúng ta chưa? Thầy mong rằng đạo tràng của mình hãy dỡ từng trang kinh Phổ Môn, từng trang kinh của Bồ Tát Quan Thế Âm, hãy lật từng trang kinh bằng ngàn tay ngàn mắt. Đừng bao giờ quý Phật tử ơi lật từng trang giấy đó mà bằng những bàn tay lông lá của ma. Ngồi đọc kinh mà lật kinh như thế này mà lòng của mình sân hận lắm. Cái con mẹ này bà đọc kinh dở mà bà la lướng quá, phải không? Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni, mình đọc kinh mà tâm của mình cứ là tâm ma không, người làm sao đây? Mình đọc từng trang kinh, mình lật từng trang kinh mà tâm của mình không có đại bi, trái tim của mình không có đại bi lên tiếng. Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta mãi mãi chôn vùi kiếp sống của mình trong bóng đêm của dục vọng. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đi hành trình xuyên phiền não, chúng ta là những người con của Phật. Quý Phật tử ơi, con đường của Phật là một con đường duy nhất rộng rãi thênh thang lắm. Nhưng mà có một điều, đường về Phật rộng mênh mông mà không có một người tìm đến. Còn nẻo địa ngục A Tỳ nó chật vô cùng chật mà không biết bao nhiêu người chen lấn vào trong cửa đó. Phải không? 10 cánh cửa địa ngục mà mãi mãi gặp tất cả chúng sinh, còn cánh của Phật mênh mông vậy đó mà thưa thớt bóng người. Cũng giống như có một lần sứ giả Tây Phương về báo với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạch Đức Thế Tôn: con đứng con chờ tất cả những đứa con mặc áo tràng lam, chiếc xe Phật đã đứng bên kia cửa tử để chờ tất cả những tâm hồn của người con Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con đứng con chờ hoài, con thấy đi ngang qua con mặc áo tràng lam cầm sâu chuỗi, còn rủ rê nhau tất cả chúng ta là đạo tràng Đại Bi Tâm. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả Phật tử đó mặc áo tràng lam đi ngang chiếc xe Phật không thèm ngó con luôn, huống gì leo lên xe Phật. Đôi khi chúng ta mặc áo tràng lam, chúng ta niệm chú Đại Bi với quý Phật tử à, nhưng mà chúng ta đã bỏ quên chiếc xe Phật đã chờ đợi ta phía bên kia cửa tử. Nói tới cái cửa tử chứ kỳ thật ra đó là cánh cửa để đi về Phật. Chết là gì quý Phật tử biết không? Nếu một người nào không có lòng đại bi, tất cả chúng ta đều mang cái xác của phàm phu, chúng ta còn mang trong trái tim của mình những giọt máu tham sân và si đó quý Phật tử, thì tất cả chúng ta đều sợ chết. Mà nếu sợ chết rồi thì quý Phật tử ơi, qua bên kia cửa tử chúng ta không biết đường về. Còn nếu mà quý Phật tử hiểu được chết là gì, là quý Phật tử ơi, mình sẽ làm cho đại bi của mình tỉnh giấc. Trong đạo tràng Đại Bi Tâm có biết chết là gì không? Chết là thời gian nghỉ hè đó quý Phật tử. Chúng ta đang sống ở đây là quý Phật tử đang bước vào lớp học Đại Bi Tâm. Mỗi một Phật tử là một học trò, nhưng mà giỏi hay dở thì chờ về sau mới biết. Phải không?
tất cả chúng ta ngồi trong đây là quý Phật tử đang bước chân vào lớp học Đại Bi Tâm. Còn chết là gì? Là thời gian nghỉ hè. Còn kiếp sau là gì? Là quý Phật tử ơi, mình lên lớp hay mình ở lại lớp thôi? Mình ở đây mà mình học giỏi, mình lên lớp Tây Phương Cực Lạc. Còn ở đây mà mình học dở quá, quý Phật tử ơi, xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bây giờ thầy hỏi thiệt, đạo tràng Đại Bi Tâm, học giỏi hay học dở? Nghe nói ở lại lớp xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh, vỗ tay lẹ quá. Vậy thì đạo tràng Đại Bi Tâm, toàn bộ tất cả chúng ta là học sinh giỏi hết, phải không? Học sinh giỏi là phải làm sao? Học cho thuộc hai chữ đạo đức đi quý Phật tử à. Là con của Bồ Tát Đại Bi rồi thì quý Phật tử phải làm sao? Học thuộc lòng hai danh từ đạo đức. Ở đây chữ đạo không phải đê a đa o đao nặng đạo đâu, phải không? Quý Phật tử phải làm sao cho nó có cái hồn của chữ đạo, cái hồn của chữ đức, chính là cái hồn của Đại Bi Tâm đó. Còn mình đạo đức, mình nói bằng miệng không à, tôi đi tu, tôi có đạo đức, tôi ăn chay trường, tôi có đạo đức, chưa chắc đâu quý Phật tử. Có đôi khi chúng ta ăn trường chay mà nói không bao giờ trường chay. Ăn trường chay có nghĩa là gì? Trong buổi ăn của mình không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Nhưng mà chưa chắc lời nói của mình, chưa chắc lời nói của mình không có vị mặn nước mắt của chúng sinh nghe. Có nhiều người ăn chay mà mở miệng ra làm cho con người ta khóc tại chỗ luôn đó quý Phật tử. Ăn chay trường mà chửi xối xả vô mặt người ta, ăn thì không có vị mặn nước mắt mà nói mở miệng ra là mang vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Cho nên ăn có thể là trường trai nhưng mà nói chưa có trai trường đâu. Cho nên mong rằng quý Phật tử phải làm sao, con của Bồ Tát Đại Bi phải hiểu rõ, phải trọn vẹn, phải toàn diện nha quý Phật tử. Con của Bồ Tát Đại Bi vào trong đạo tràng Đại Bi Tâm, trì thần chú Đại Bi là phải làm sao có cái hồn của Đại Bi. Đừng bao giờ sống bằng cái xác vật vờ vật dưỡng. Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh lúc mà ban đầu đi đó, Trần Huyền Trang cũng đi bằng cái xác vật vờ vật dưỡng đó quý Phật tử à. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Đại Bi Tâm này, mỗi một Phật tử là một Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh đó. Trong tâm của mình có bốn đứa đệ tử, tùy theo mình dạy nó và tùy theo mình nghe lời đứa nào, phải không? Trong tâm của mình lý trí là Tôn Ngộ Không, lý trí của mình là trí tuệ Tôn Ngộ Không, không có cái gì cố chấp hết. Cái vũ khí của Tôn Ngộ Không là cây thiết bản thẳng thừng, không méo mó, không móc meo gì cả, phải không? Còn đệ tử thứ hai của mình là gì? Tình cảm đời thường trư bát giới. Vũ khí của nó là gì? Cái cào cỏ. Nó móc người ta dữ lắm luôn quý Phật tử à, phải không? Cái cào cỏ nó móc vô không à, phải không? Người đệ tử thứ ba là khả năng chịu đựng xa ngộ tịnh, gồng gánh trên vai. Đứa đệ tử cuối cùng là vượt lên chính mình, Tiểu Bạch Long đó. Cho nên đạo tràng của chúng ta hôm nay, người nào mà thấy trời là mưa, quý Phật tử ơi, mình đi bộ không có con Tiểu Bạch Long cho mình cởi, không có vượt lên chính mình, thấy trời mưa rồi không dám đi. Hồi nãy đó thầy đi có ba cô Phật tử leo lên chiếc xe mà chở đoàn Phật tử tới đây nè, đi trễ đi. Còn đâu có gian xe của thầy đi, tội nghiệp lắm, cách xa thiệt là xa vậy đó. Vậy mà chạy bộ lại để mà leo lên có gian xe của thầy tới đây. Cho nên tuy rằng là thế gian thấy Phật tử nó đang chạy bộ, nhưng mà trong tâm quý Phật tử ơi, đang cởi trên lưng con Tiểu Bạch Long vượt lên chính mình đó. Quý Phật tử thấy không? Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao Đại Bi Tâm trong con người của mình phải có hồn. Đừng bao giờ sống bằng một cái xác vật vờ vật dưỡng. Chúng ta sống mà tâm của mình không có không, Tôn Ngộ có không à, phải không? Cái gì cũng có hết chứ không có Tôn Ngộ không. Quý Phật tử thấy trư bát giới đẹp không?
Đẹp không quý Phật tử? Vậy đó mà ai cũng thích mình là Trư Bát Giới hết. Trư Bát Giới là gì? Là nặng nề. Trư Bát Giới là gì? Là âm u. Trư Bát Giới là gì? Là lười biếng giải đãi. Trư Bát Giới là gì? Là tham ăn tham ngủ đó quý Phật tử à. Trư Bát Giới thấy cái gì khó là không muốn đi rồi, phải không? Coi phim Tây Du Ký, cái gì mà khó là Trư Bát Giới không muốn làm. Trư Bát Giới có nghĩa là thấy trời mưa là không muốn đến đạo tràng linh đứng để trì chú đại bi. Cho nên thầy mừng lắm, đạo tràng của chúng ta hôm nay ngồi trong đạo tràng toàn là Tôn Ngộ Không không đó. Quý Phật tử ơi, chúng ta là lý trí tuyệt vời, là trái tim của đại bi đó. Hôm nay trời mưa thật, nhưng mà quý Phật tử có biết không, nếu mà đứng về phút thì đây là trời đang rưới mưa qua tán thán công đức của mình. Nói về đức, đây là cam lồ của Bồ Tát Ban Thế Âm đang tặng cho quý Phật tử đó. Hôm nay người nào mà áo tràng lam ướt hết, quý Phật tử ơi, tâm của mình thấm nhuần cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta mãi mãi đều được Quan Thế Âm thị hiện và luôn luôn che chở cho quý Phật tử. Quý Phật tử ơi, nếu mà mình niệm mình trì chú Đại Bi Quan Thế Âm mà trái tim của mình luôn luôn lúc nào cũng có Quan Âm ở trong đó, quý Phật tử ơi, Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn lúc nào cũng phóng ra muôn ngàn tia hào quang để che chở cho chúng ta hết. Tâm của chúng ta có cảm, Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện liền đó quý Phật tử. Cho nên đó, quý Phật tử ơi, có nhiều người đó, người ta không hiểu Bồ Tát nào, Đức Phật nào cũng có một ngày lễ vía hết, tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm tới 3 ngày? Phải không? 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, phải không quý Phật tử? Rồi tất cả chúng ta ai cũng lấy làm lạ hết. Rồi quý Phật tử đến người này hỏi, đến người kia hỏi. Quý Phật tử đến quý thầy, đến quý cô hỏi. Có đôi khi các thầy, các cô trả lời cho quý Phật tử ba cái ngày đó là cái ngày sinh ra, ngày xuất gia, ngày thành đạo. Hoặc là ngày sinh ra, ngày thành đạo, ngày nhập Niết Bàn của Bồ Tát Quan Âm. Nói như vậy là quý Phật tử ơi, nói để trấn an quý Phật tử thôi. Làm gì mà quý Phật tử, làm gì mà chúng ta biết được Bồ Tát Quan Âm sanh ngày 19 tháng 2 hay 19 tháng 6? Chúng ta làm gì biết Bồ Tát Quan Âm thành đạo 19 tháng 9 hay 19 tháng 2? Phải không? Cho nên tất cả chúng ta đừng có trả lời theo kiểu đó. Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 2 cũng vía, Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 6 cũng là ngày vía, Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 9 cũng là ngày vía. Có nghĩa là quý Phật tử có biết không, một năm trời Bồ Tát Quan Âm đều xuất hiện cả. Bồ Tát Quan Âm không bao giờ ngừng lại ở một bất cứ một thời gian nào, không dừng lại ở bất cứ một không gian nào. Có một lần, cái gia đình đó, hai vợ chồng từ ở trên chung cư đi xuống đi chợ. Đứa con nó còn bé, khoảng 7 tuổi, 8 tuổi. Rồi hai vợ chồng để con ở nhà, đi xuống dưới lầu để đi chợ. Thì trên đoạn đường đi chợ thì chung cư phát quả. Trong chung cư tự nhiên nó có quả quạng lớn lắm quý Phật tử à. Mà đứa con còn mắc kẹt ở trên cái lầu tư á. Hai vợ chồng đi về thì lấy lửa nó cháy hết trơn cái chung cư rồi. Khóc quá trời luôn, mà ở dưới thì tất cả những người chữa lửa người ta đã làm nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng mà đứa con còn nằm ở trong lửa. Thì bé gái 8 tuổi đó, ngày thường mẹ của bé dạy bé đó, khi con nào mà con gặp tất cả những cái sợ hãi đau khổ đó, con cứ chắp tay niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì ở trên cái chung cư đó có cái đạo tràng thờ Bồ Tát Quan Âm. Con bé nó thấy lửa cháy nó sợ quá luôn rồi. Nó chui dưới cái bàn đó quý Phật tử à. Nó chui xuống dưới cái bàn mà thờ Phật Quan Âm đó. Nó ngồi nó khóc, nó nói: Bồ Tát Quan Âm ơi cứu con với, lửa nóng quá, Bồ Tát Quan Âm ơi cứu con với. Lúc bấy giờ con bé ở trong cái bàn tự nhiên thấy có một chú lính cứu hỏa đi xăm xăm, đi xuyên qua lửa, bồng cô bé đi ra, đi xuống lầu, đi xuống đất, để đứa bé ngồi bên gốc cây. Nhưng mà tất cả mọi người thấy đứa bé đi xuống mà không thấy chú lính nào hết, mà chỉ có cô bé thấy Bồ Tát Quan Âm đang bồng mình đi xuống. Thì lúc bấy giờ hai vợ chồng mừng quá, lên nhìn trên cái lịch và thấy rằng đó là ngày 19 tháng.
tháng 2. Cho nên từ đó người ta mới chọn ngày 19 tháng 2 là ngày thể hiện cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm. Và cũng có một lần nữa, một đoàn thuyền đang đi. Một con thuyền chở rất là nhiều người đi trên cái biển lớn lắm quý Phật tử. Cơn sóng nó dập dồn dữ dội luôn. Quý Phật tử ơi, biết trên tàu đó biết bao nhiêu con người, phân nửa người đó thì tin, nghe theo lời ông thuyền trưởng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, còn phân nửa kia thì không có tin, không thèm niệm. Cho nên rồi khi mà sóng nó vỗ làm bể chiếc thuyền ra rồi đó quý Phật tử, thì những người nào mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Cứu Khổ Cứu Nạn đó thì tự nhiên chụp được những cái miếng dán bể của chiếc thuyền, rồi tự nhiên cái ngọn gió đưa từng tấm dán đưa vào trong chỗ cạn. Còn tất cả những người mà không có niệm Quan Âm đều mất tích trong lòng biển cả hết. Thì tất cả những người còn sống sót đó sau này biết rằng cái ngày mà lâm nạn của mình chính là ngày 19 tháng 6, là ngày Quan Âm thị hiện cứu khổ cứu nạn đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Âm thị hiện cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng ta đều ngày 19 hết. Cho nên nó có những cái chuyện mà khi mà Bồ Tát thị hiện cứu khổ đó đều trùng ngày 19 hết. Còn quý Phật tử thấy có hai gia đình đó, hai vợ chồng, một đứa con. Thì cái người ăn cướp này, cái tên ăn cướp này theo dõi hai vợ chồng, hai đứa con dữ lắm. Bởi vì cái tượng Phật Bồ Tát Quan Thế Âm bằng ngọc bích mà người mẹ đeo ở trên cổ, thằng ăn cướp nó đi theo hoài luôn. Hai vợ chồng đi dã ngoại, đi vào trong rừng đi dã ngoại vậy mà thằng ăn cướp đó nó đi theo dõi hoài. Khi mà hai mẹ con ngồi ở trong một cái gờ đá, người chồng đi tìm thức ăn đi về để hai vợ chồng với đứa con dã ngoại, thì bất chợt người mẹ nhìn thấy phía bên kia có một tên nó gườm gườm. Người mẹ nghi ngờ, lột cái tượng Phật Quan Âm trao cho đứa con của mình, bảo nó chạy vào trong rừng đi. Thằng ăn cướp nó chạy tới, nó cầm cây dao, nó thấy đứa bé chạy vào trong rừng, nó biết rằng thằng nhỏ này cầm tượng Quan Âm bằng ngọc bích. Quý Phật tử ơi, nó cầm cây dao, nó gượt theo thằng nhỏ, nó gượt quá trời. Thằng nhỏ vừa chạy vừa Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, chạy trốn chết, chạy một hồi ở trên trước mặt nó cái vách đá treo leo hết chạy luôn. Nó ngồi, nó dựa vô vách đá, nó tuột xuống luôn. Nó nhìn thấy thằng ăn cướp mặt ngoài thấy ghê lắm, cầm cái kiếm, cái dao găm bự gì nè, kể như là cuộc đời nó tan rồi. Thằng đó đâm một phát, quý Phật tử ơi, nó đâm làm sao không biết nữa, nó trúng vô cục đá. Cái mảnh đá đó quý Phật tử, làm sao từ ở trong đá văng vô con mắt của nó. Nó ôm con mắt của nó dùng cây dao xuống. Thằng nhỏ bắt đầu ôm tượng Quan Âm chạy về má nó, phải không? Khi mà nó chạy về bên cạnh mẹ nó rồi thì mẹ nó và cha nó cũng đang chạy lại. Cả gia đình gặp nhau ôm đứa con quá trời, trên tay vẫn còn cầm Bồ Tát Quan Thế Âm. Và coi trong lịch đó là ngày 19 tháng 9. Đó là tất cả những cái thị hiện cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử à. Cho nên ở trong kinh Quán Thế Âm, nếu mà cần một vị Phật thị hiện thì Quán Thế Âm hiện ra Phật để cứu khổ chúng sinh. Hiện là Bồ Tát sẽ là Bồ Tát cứu khổ chúng sinh. Hiện ra tất cả thân thinh văn duyên giác đều hiện ra để cứu khổ chúng sinh. Nếu cần hiện ra tỳ kheo ni thì Bồ Tát Quan Âm cũng hiện ra tỳ kheo ni để cứu độ tất cả chúng sinh. Thậm chí có thể hiện ra trưởng lão nè, rồi người nữ của trưởng lão nè, rồi đồng nam nè, rồi đồng nữ nè quý Phật tử, để cứu độ chúng sinh. Thì Bồ Tát Quan Âm đều hiện thân để cứu độ hết. Thậm chí hiện ra thân trời rồng dạ so quỷ thần, tất cả Bồ Tát Quan Âm đều hiện thân ra để cứu khổ chúng sinh hết. Có thể hiện ra thân lúa mè tre lao, đá núi bụi bặm, sông ngồi ao rạch, nơi nào cần Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm thị hiện. Có hai cha con đó trì chú đại bi cũng giống như quý Phật tử vậy nè. Một ngày kia đi lên rừng, rồi bất chợt lạc vào trong rừng sâu. Lạc 3 ngày rồi quý Phật tử à, đói quá, không có gì ăn hết. Cho nên hai cha con ngồi tựa vào trong gốc cây. Đói rồi, hai cha con nói thôi bây giờ xếp bằng trì chú Quan Âm chờ Phật rước. Đói mà bụng rủng tay chân hết. Quý Phật tử ơi, ngồi đó mà trì chú Quan Âm, trì chú gì chú Đại Bi, rồi hai cha con ngủ thiếp đi. Khi hừng sáng hai cha con giật mình thức dậy, quý Phật tử ơi, tất cả những cái loài nấm nó mọc xung quanh hai cha con vậy đó. Hai cha con mừng quá, trong thời gian đi lạc mà bắt đầu lấy đá đập thành lửa, lấy
thân làm từng lá cải, cần hiện thân làm từng hạt lúa, Bồ Tát Quan Thế Âm đều hiện thân cứu khổ hết. Cho nên quý Phật tử ơi, có đôi khi mình ăn cơm đó, trong chén cơm của mình từng hạt gạo, từng hạt cơm là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử à. Mình đang ăn thân của mẹ yêu thương đó. Bồ Tát Quan Thế Âm muốn cho tất cả chúng ta ăn thân thể của người, để trong lòng của quý Phật tử có một chút đại bi tâm. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình ăn cơm, mình ăn hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà quý Phật tử ơi, trong tâm của mình có một chút lòng từ bi không quý Phật tử? Có không? Có luôn tới chết hay là có một chút rồi hết? Quý Phật tử ơi, lòng đại bi của mình chợt có, chợt không, chợt còn, chợt mất. Mình ngồi trong đạo tràng đại bi, mình đang nghe pháp hoặc mình đang trì chú đại bi, lòng đại bi của mình đang thức dậy. Nhưng mà quý Phật tử ơi, khi mà mình rời khỏi linh ứng tự này rồi, quý Phật tử còn có giữ trong trái tim của mình đại bi tâm Đại Đà Ra Ni nữa hay không? Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta cố gắng quý Phật tử ơi, trái tim của mình phải là trái tim của đại bi. Và hiện tại bây giờ quý Phật tử đang là những học sinh trong trường học Đại Bi. Quý Phật tử ơi, mình làm sao cho chữ đạo của mình có hồn, chữ đức của mình có hồn. Cái hồn của đạo là gì? Yêu thương. Cái hồn của đức là gì? Tha thứ đó quý Phật tử. Cho nên có đôi khi nói tôi là người đạo đức, nhưng mà mình không biết cái hồn của hai từ đạo đức. Phải không? Thấy ông đó hiền hiền, thấy ông đó cái mặt không có hung dữ, nói ông này đạo đức. Chàng ơi, ổng ác ở trong ruột hơn cái gì luôn nữa, phải không? Cho nên đừng bao giờ nhìn cái mặt, đừng bao giờ nghe cái lời nói trong bụng. Thầy mong quý Phật tử làm sao trong tâm của mình phải có cái hồn của đạo là yêu thương, trong tâm của mình phải có cái hồn của chữ đức cho quý Phật tử, tức là tha thứ. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đại bi tâm phải luôn yêu thương và luôn tha thứ. Cầu nguyện đạo tràng của chúng ta, đạo tràng đại bi tâm, luôn luôn lúc nào cũng phải trang trải đại bi tâm trong vạn nẻo đường. Đừng bao giờ quý Phật tử làm cho đại bi tâm của mình đến ngõ cụt. Chúng ta phải làm sao đến với nhau bằng hoa sen, đến với nhau bằng cam lồ vị, đến với nhau bằng nhành dương liễu trên tay. Nhành dương liễu có nghĩa là gì? Nhành dương liễu có nghĩa là gì quý Phật tử? Tùy duyên nhưng bất biến. Nhành dương liễu trên tay của Bồ Tát Quan Âm ngã xuống nhưng vội vàng đứng lên. Quý Phật tử ơi, người nào nói tôi tu riết sao mà tôi chán quá rồi bỏ chùa đi là đánh mất nhành dương liễu rồi đó. Trong đạo tràng của chúng ta, người nào mà nói rằng tôi vô chùa riết rồi tôi không muốn đi nữa, vô trong chùa tôi tu riết sao tôi chán quá, tôi mệt mỏi quá, người đó trên tay đã mất nhành dương liễu. Còn người nào vô trong đây tu, ngồi đâu ngủ đó là đánh mất cam lồ trên tay của Bồ Tát Quan Âm. Xè tay ra coi, hồi xưa Bồ Tát Quan Âm tặng cho mình tay bên đây cái bình dương liễu, tay bên kia cái bình cam lồ, tay bên kia là nhành dương liễu đó quý Phật tử. Bây giờ xè tay ra coi, còn cái bình, còn cái nhành dương không? Còn không? Mô Phật, con đánh mất ở chỗ nào con cũng không biết nữa. Phải không? Trong cái quá trình lên xuống của mình từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh và trở lại làm người, đôi tay của mình đã từng cầm nhành dương, đôi tay của mình đã từng cầm bình cam lồ của Bồ Tát Quan Âm. Nhưng rồi quý Phật tử ơi, mình đã bị ma dương cướp mất từ lâu rồi. Nó giật trên tay của mình bình cam lồ, nó giật trên tay của mình nhành dương liễu đó quý Phật tử. Tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Cho nên cầm nhành dương là yêu thương, cầm tịnh bình là luôn luôn tha thứ. Cho nên tay của mình mất nhành dương, mình mất đi cái hồn của chữ đạo. Tay của mình mất đi bình cam lồ, mình mất đi cái sự tha thứ, tức là mất đi cái hồn của chữ đức thiêng liêng. Cho nên bây giờ đôi tay của mình không còn đạo, đôi tay của mình không còn đức. Quý Phật tử ơi, hãy tìm về đạo tràng linh ứng này, mỗi một đêm rằm, mỗi một đêm mùng một, hãy cố gắng dùng quyền âm trong tận trái tim mình để đọc chú đại bi. Không có đọc bằng cái miệng nữa nghe quý Phật tử. Mình đọc
bằng cái miệng không mà la cho thiệt lớn không à, phải không? Cho nên cố gắng đọc bằng quyền âm vi diệu của mình. Tức là quyền âm ở đây không phải là kêu mình đừng có đọc ra tiếng. Mình có quyền đọc ra tiếng, nhưng mà quý Phật tử phải làm sao? Mình đọc trong tâm yêu thương và tâm vô ngã, thì cái lời của mình mới là quyền âm vi diệu. Còn mình trì chú đại bi mà mình mất đi yêu thương, mình trì chú đại bi mà mình còn bản ngã, mình trì chú đại bi mà mình còn nói bữa nay tôi trì chú đại bi được 108 biến, tôi đến đây tôi đi tu đại bi được mười mấy lần rồi. Tức là đại bi của mình không có hồn đó quý Phật tử. Trì chú đại bi phải làm sao cho nó có quyền âm nghe quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta bữa nay tâm sự với Bồ Tát đại bi, quý Phật tử mệt mỏi chưa? Mệt chưa? Chưa mệt mà vỗ tay chậm quá như vậy mà nói chưa mệt. Nếu mà quý Phật tử nghe pháp mà khỏe, thầy hỏi mệt chưa? Dạ, vỗ tay thiệt là nhanh liền. Đằng này nói chưa mà nói yếu xìu, vỗ tay còn thưa thớt, phải không quý Phật tử? Vậy thì trong đây cái người mệt thì nhiều, cái người ít mệt cũng ít luôn, phải không? Ngồi dưới chân Bồ Tát Đại Bi, quý Phật tử ơi, quý Phật tử có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không quý Phật tử? Cái ngày rằm tháng trước, thầy có ra đây và thầy có đến đây luôn. Thầy thấy quý Phật tử ngồi trì chú Đại Bi, nhưng mà kỳ thật so với ngày hôm nay, quý Phật tử ơi, ngày hôm ấy không hạnh phúc bằng, bởi vì ngày hôm nay mình có cam lồ rưới nơi đầu, phải không? Cho nên hôm nay hạnh phúc hơn. Tuy rằng là cái thân của mình nó lạnh lắm quý Phật tử à, lên trên đây đã lạnh rồi, ngồi trong đêm này gió cũng đã lạnh rồi, biển cả nó thổi cũng đã lạnh rồi, phải không? Rồi trời mưa thân của mình cũng lạnh rồi, nhưng mà thầy mong rằng trái tim của mình luôn ấm áp. Trái tim của mình luôn ấm áp đó là trái tim của mình đã thức dậy đó quý Phật tử. Cho nên là người con của Phật, thầy mong rằng tất cả chúng ta phải sống trong ánh hào quang của Bồ Tát Quan Âm. Đừng bao giờ để cho hào quang này mất đi quý Phật tử à. Tất cả chúng ta sống trong đây phải làm cho Bồ Tát Quan Thế Âm có hồn sống. Bồ Tát Quan Thế Âm chính là từng bước chân đi của quý Phật tử. Bồ Tát Quan Thế Âm chính là đôi tai nhiệm màu của mình. Nếu một người nào trì chú đại bi mà bằng cái hồn của mình đó quý Phật tử, một cái cách nấu cơm của mình thôi, một buổi cơm chay của mình dâng cúng cho chư tăng, hoặc là mình nấu cơm cho một đạo tràng tu một ngày an lạc, mình công quả, mình trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, trong canh của mình, trong cơm của mình đều có hương vị của cam lồ thủy hết đó. Cho nên mình làm sao mình trì chú đại bi mà lúc nào đại bi cũng có hồn sống hết quý Phật tử. Mình làm sao đại bi của mình đó mà cả gia đình của mình đều sống trong cái sự ấm áp của tình thương. Quý Phật tử phải làm sao cho đại bi tâm luôn sưởi ấm trong gia đình, đại bi tâm luôn Phật hóa gia đình. Đừng bao giờ để cho người trì chú đại bi mà gây lộn với người trì chú đại bi. Nhớ một điều, đây là một điều cấm kỵ của đạo tràng đại bi tâm. Người trì chú đại bi không bao giờ giận người trì chú đại bi. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm. Người này giận người kia, tức là chúng ta đã làm cho thân thể của Bồ Tát Quan Thế Âm chảy máu. Cho nên đại bi tâm đừng bao giờ giận hờn nhau. Quý Phật tử dám hứa trước Bồ Tát đại bi không? Tất cả chúng ta phải hứa trước Bồ Tát Quan Thế Âm rằng mẹ Quán Thế Âm yêu thương muôn thuở của chúng con. Chúng con toàn thể đạo tràng đại bi tâm hôm nay quỳ dưới chân của mẹ hiền muôn thuở. Mỗi một đứa con là mỗi một phần thân thể của mẹ hiền. Từ đây cho đến mãi mãi muôn đời sau, nếu chúng con còn gặp nhau, chúng con đều sống trong đạo tràng đại bi tâm. Chúng con xin hứa, chúng con không cãi với nhau, chúng con không trống trái nhau. Chúng con luôn xích lại gần nhau, chúng con luôn bắt gặp nhau trong cùng một tần số đại bi tâm. Được không quý Phật tử? Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải làm sao thể hiện được trái tim của mình trong cuộc sống này.
Thầy cầu nguyện cho tất cả chúng ta, những người ngồi trong đạo tràng này nói riêng và tất cả chúng sinh nói chung, luôn luôn lúc nào cũng được Bồ Tát Quan Thế Âm che chở, và luôn luôn lúc nào tất cả hương linh, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoại, hai bên cửu quyền thất tổ của quý Phật tử, nhờ công đức của quý Phật tử tìm đến đạo tràng trì chú đại bi này, mà tất cả hương linh của những người quá cố đều được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thầy cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng đại bi tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đều có trái tim của Bồ Tát, đều sống trong cái hồn của Bồ Tát đại bi, đều bắt gặp nhau, đều kết nối yêu thương với nhau, và nhất là luôn bắt gặp nhau trong trái tim của Bồ Tát. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng đại bi tâm. Mình nói đại bi nhiều lắm, mình trì đại bi nhiều lắm, mình hiểu đại bi nhiều lắm, mình nghe đại bi nhiều lắm quý Phật tử à, nhưng mà chưa có ai làm cho đại bi của mình có hồn cả. Quý Phật tử, làm sao đại bi của mình phải có một chút hồn sống mới được? Quý Phật tử có biết không, nếu một người Phật tử nào mà trì thần chú đại bi, người đó, thầy ví dụ như là một bác sĩ, khi mà trì chú đại bi có hồn rồi, Bồ Tát Quan Thế Âm, quý Phật tử ơi, phóng từng tia hào quang xuống bàn tay của người bác sĩ đó. Bồ Tát đại bi luôn luôn lúc nào cũng sống ở trong mênh mông vô lượng như thế này. Một vị bác sĩ đang trì chú đại bi, đang rung động đại bi, thì đôi tay của người bác sĩ đó chiêu cảm từng sợi tơ quang của Bồ Tát đại bi, giúp cho người bác sĩ đó, lạ lùng lắm quý Phật tử à, giúp cho người bác sĩ đó, đôi tay của họ trở nên đôi tay của thiên thủ thiên nhãn, cho nên chữa lành tất cả những vết thương rất khó mà người bác sĩ khác không thể nào làm được. Bởi vì sao vậy? Vì trong tâm của người bác sĩ đó đang trì chú đại bi, làm cho đại bi của mình có hồn sống đó. Một người họa sĩ cũng vậy. Một người họa sĩ đang vẽ những bức tranh, nếu mà tâm của họa sĩ đó đang trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, Bồ Tát đại bi, mẹ hiền Quan Thế Âm của chúng ta phóng từng tia hào quang vào đôi tay của họa sĩ, họa sĩ sẽ vẽ từng bức tranh có hồn, đó chính là cái hồn của đại bi đó. Cho nên tất cả chúng ta trì đại bi mà quý Phật tử chưa tìm được quyền âm của đại bi. Trong đạo tràng của chúng ta có ai lắng nghe được quyền âm của đại bi không? Có không quý Phật tử? Ta trì đại bi, ta phải lắng nghe được quyền âm của đại bi. Quyền âm đại bi là cái gì? Thầy xin thưa với quý Phật tử, quyền âm của đại bi có nghĩa là lòng yêu thương của chúng ta. Có nhiều người Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Di Đà Bà Luân Kiết Đế mà cứ như vậy đọc hoài mà lòng yêu thương của mình chưa có, âm thanh yêu thương của mình chưa thức giấc. Tất cả chúng ta sống trong cái cuộc đời này, quý Phật tử ơi, ai cũng có lòng yêu thương, ai cũng có dấu hiệu đại bi trong trái tim của mình hết. Nhưng mà tất cả chúng ta đã để cho lòng yêu thương của mình ngủ quên đó quý Phật tử à. Hôm nay ông ở chùa Linh Ứng đã tạo ra một cảnh trí trang nghiêm, tôn tạo thánh tượng đại bi Quan Thế Âm cao 67 mét đó quý Phật tử à, để cho tất cả chúng ta câu hỏi về bên chân của Bồ Tát, để cho tất cả chúng ta lắng nghe được tiếng lòng của mình, lắng nghe được trái tim của mình thổn thức, lắng nghe được trái tim của mình yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta làm sao từng lời từng chữ trong bài chú đại bi, quý Phật tử phải làm cho đại bi xuất tượng. Quý Phật tử có đến lên chánh điện chùa Linh Ứng chưa? Ông trụ trì ở đây đã thỉnh 84 tượng Quan Âm đại bi xuất tượng đó. Bây giờ xong rồi quý Phật tử đó, mình đến chánh điện mình sẽ xem qua 84 tượng trong chú đại bi, tức là 84 thân hình mà Bồ Tát đại bi Quan Thế Âm hiện thân ra để cứu độ chúng sinh đó. Cho nên tất cả chúng ta là con của Phật, là con của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà mình không biết 84 cái thân tượng của Ngài là một điều vô cùng thiếu sót đó quý Phật tử à.
là một người con của Phật. Tất cả chúng ta phải hiểu rằng Bồ Tát Quan Thế Âm không phải chỉ riêng ở thánh tượng trước mặt mình đâu. Sở dĩ mà ông trụ trì ở đây tạo cho quý Phật tử một cái thánh tượng tuyệt vời cao 67 mét. Quý Phật tử biết tại sao nó cao 67 mét không? Con số 6 có nghĩa là thân của Bồ Tát Quan Âm thành tựu bằng lục độ Ba La Mật đó quý Phật tử. Còn con số 7 có nghĩa là thân của Bồ Tát Quan Thế Âm thành tựu cả không gian, thành tựu cả thời gian luôn đó. Cho nên con số 7 có nghĩa là thành tựu ở thời gian Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi lại Chủ nhật. Cho nên 67, con số 7 là con số thành tựu về thời gian. Mẹ Quan Âm của chúng ta không bao giờ bị thời gian làm cho chùng bước. Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là mẹ yêu thương của chúng ta, không bao giờ để cho thời gian nó làm cho mình chậm trễ. Cho nên con của mình ở bất cứ nơi đâu, khi tiếng của nó vang xin cầu khẩn, mẹ Hiền Quan Thế Âm đều hiện thân đến cứu khổ. Phải không quý Phật tử? Cho nên vượt qua được thời gian rồi đó, con số 7 cũng vượt qua khỏi không gian đó quý Phật tử à. Chỗ quý Phật tử ngồi là 1, trên trời là 2, sau lưng là 3, trước mặt là 4, bên trái là 5, bên phải là 6, chính giữa khoảng trống này là 7. Cho nên chính 7 cái điểm này mà nó thành tựu được không gian. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm mẹ hiền muôn thuở của chúng ta đã vượt qua khỏi không gian. Không bao giờ để cho không gian làm cho mình vướng víu, không để cho không gian làm chậm bước chân của mình. Khi tất cả những đứa con còn lặn ngụp trong biển khổ của cuộc đời, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm vượt qua khỏi không gian, đứng lên giữa thời gian, cởi trên con thuyền Bát Nhã Ba La Mật Đa để cứu khổ muôn loài đối với Phật tử à. Cho nên hôm nay cái hạnh phúc nhất của tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này là quý Phật tử đang ngồi bên chân của Bồ Tát Quan Thế Âm cao 67 mét. Con số 6 là con số lục độ Ba La Mật. Đạo tràng Đại Bi Tâm, ai đã hiểu được, ai đã biết được, ai đã đọc được lục độ Ba La Mật đâu, giơ tay lên. Có không? Lục độ Ba La Mật có nghĩa là 6 con đường mà Bồ Tát phải đi qua. Mà những đứa con của Bồ Tát mặc áo tràng lam, người nào khoác lên trên mình chiếc áo tràng lam, chiếc áo giới màu lam, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải mở một chuyến hành trình xuyên phiền não, để tất cả chúng ta sống trọn với một cuộc đời của người con Phật. Đó là lục độ Ba La Mật. Ba La Mật là gì? Ba La Mật là sang bên kia đó quý Phật tử. Cho nên hiểu nôm na Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn sang bên kia bờ giác. Nhưng mà kỳ thật Ba La Mật có nghĩa là gì? Là thay đổi thói quen của mình. Cho nên bố thí Ba La Mật là tất cả chúng ta phải bố thí thay đổi thói quen của mình. Cánh cửa thứ nhất để cho người con Phật thành tựu được tâm đại bi. Bây giờ quý Phật tử, thường thường chúng ta có thói quen, chúng ta bố thí mà chúng ta đợi người khác cảm ơn mình. Bố thí như vậy không phải là bố thí của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình bố thí cho người ta mà mình cứ nghĩ rằng tôi là người giàu, bà là người nghèo, tôi là người có của, bà là người nghèo không có của, tôi cho bà là người nhận, tôi là kẻ ban ơn. Như vậy không phải là bố thí theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên từ đây về sau, người nào mà diễm phúc ngày mùng một ngày rằm mà bí hoặc Phật tử mỗi tối đến đây trì Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni, quý Phật tử phải bố thí thay đổi thói quen của mình, tức là bố thí Ba La Mật. Quý Phật tử ơi, mình cho một người nào đó, mình cầm một gói quà, trong đó có một gói mì cũng được, một chai nước tương cũng được, một bịch muối cũng được, một ký lô gạo cũng được, quý Phật tử ơi. Khi mà chúng ta cầm một gói quà mình tặng cho một bà lão nghèo cùng, khi cho xong rồi, quý Phật tử vòng tay lại và nói: con xin lỗi bà, được không quý Phật?
có nghĩa là: bà ơi, con đã mượn của bà gói quà này từ lâu lắm rồi. Con đã đi tìm bà để con gửi trả lại, nhưng mà trong hành trình sanh tử xuống lên lên xuống vô lượng kiếp, cho nên con tìm bà hoài, con tìm bà mãi không gặp. Và hôm nay trong đạo tràng Đại Bi Tâm con đã gặp được bà, con xin gửi lại cho bà gói quà năm xưa, con xin lỗi bà. Bố thí như vậy là bố thí Bồ Tát Quan Thế Âm đối với Phật tử. Bố thí như vậy là bố thí Đại Bi Tâm. Đạo tràng hôm nay ai là Phật tử Đại Bi Tâm đâu? Chậm quá quý Phật tử ơi. Hỏi một câu, ai là Bồ Tát, ai là Phật tử trong đạo tràng Đại Bi Tâm mà giơ tay cũng chậm nữa thì làm sao làm Đại Bi Tâm được đây? Mình là con của Bồ Tát Quan Âm, mình là Phật tử của đạo tràng Đại Bi Tâm, hỏi là đưa tay lên liền. Bởi vì tất cả chúng ta đều là trái tim của Đại Bi cả đó quý Phật tử à. Chúng ta không còn là một con người bình thường ngồi ở đây để trì chú nữa đâu. Mà quý Phật tử ơi, mình là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm đó. Mỗi một Phật tử là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tất cả chúng ta phải cùng nhau sát cánh bên nhau, xích lại gần nhau, bắt gặp nhau trong cùng một tần số Đại Bi Tâm. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới có thể trở thành những thành viên của Đại Bi Tâm được. Đã là Đại Bi Tâm rồi thì phải bố thí theo Đại Bi Tâm nghe quý Phật tử. Bố thí Ba La Mật là không phải cho người ta nhiều lắm. Có nhiều người nghĩ sai lầm là tôi cho ít quá cho nên tôi không phải là bố thí Ba La Mật. Còn có nhiều người nói rằng là tôi nghèo quá, tôi không đủ sức, tôi cho ít quá cho nên tôi không có Ba La Mật được. Quý Phật tử nào hiểu như vậy là chúng ta đã hiểu sai về Ba La Mật. Bố thí Ba La Mật là gì? Bố thí mà tất cả gia đình của chúng ta đều vui hết. Mình bố thí mà mọi người trong gia đình của mình đều tham gia hết đó quý Phật tử. Cho nên một người nào đó mà đem 200-300 kg gạo đến tất cả các chùa, gửi vào trong chùa để cúng dường Tam Bảo, mà dặn ni sư rằng: ni sư ơi, con cúng cho ni sư 200 kg gạo, ni sư đừng cho vợ con hay. Cúng dường như vậy không phải là bố thí Ba La Mật, quý Phật tử hiểu không? Mình bố thí làm sao cả gia đình mình đều bố thí, cả gia đình đều vui vẻ hết, đó là bố thí Ba La Mật. Cho nên đó, mỗi một ngày gia đình của mình ăn cơm 3 lon gạo mỗi một buổi đó quý Phật tử. Cả gia đình mình, thầy ví dụ như mình xúc 3 lon gạo vào trong nồi để nấu cơm. Quý Phật tử ơi, mình hốt lại một nắm mình để qua bên đây để dành. Cho nên một ngày như vậy mình đã để dành được 2 nắm gạo rồi phải không? Một tuần được 14 nắm rồi. Một tháng mình cứ nhân hoài đi quý Phật tử ơi, rồi chúng ta một ngày nào đó có một cụ đi ngang nhà mình gõ cửa xin gạo. Quý Phật tử ơi, mình đem cái số gạo mà cả gia đình của mình để dành đó mình cho bà cụ. Quý Phật tử ơi, ta đã thành tựu được bố thí Đại Bi Tâm rồi đó. Đâu có cần mình phải bố thí nhiều đâu. Mà bố thí như vậy là bố thí bằng cả một tấm lòng. Bố thí mà chúng ta không có so đo, không có tính toán. Một người nào đó giàu lắm, chúng ta đi ra chợ, chúng ta nói rằng là bữa nay mua 10 bao gạo đến cúng chùa. Ở trong nhà mình đã dự định như vậy, nhưng mà khi đến chỗ mua gạo rồi, tự nhiên thay đổi ý định mua 5 bao cúng thôi. Quý Phật tử ơi, mình đã mất đi 90% Đại Bi Tâm của mình rồi. Khi đi cúng chùa, không tính toán cúng bao nhiêu hết. Tùy duyên, không bao giờ tính trước. Quý Phật tử à, mình đi đến đó, mình tự tâm, mình phát tâm, mình cúng dường. Đừng có tính trước cái gì hết. Quý Phật tử nhớ, mình đi vào trong chùa, mình cúng không có nói rằng là nhiều hay ít. Mà chỉ có cái tâm của mình rộng hay hẹp mà thôi. Nếu cúng dường với cái tâm rộng, mình là Bồ Tát Đại Bi Tâm.
Còn mình cúng dường mà nói thiệt ra mình cúng dường cả tấn gạo mà tâm của mình hẹp hòi quá. Mình cúng dường một tấn gạo mà tâm của mình cứ dính hoài, quý Phật tử à. Cúng dường cho chùa Linh Ứng một tấn gạo hồi năm rồi mà tới năm nay cũng còn nhắc một tấn gạo nữa. Như vậy là đâu phải cúng dường, không phải bố thí Đại Bi Tâm Đà Ra Ni đâu. Cho nên mình trì chú Đại Bi, quý Phật tử ơi, chúng ta phải để Đại Bi hiện thân trong cuộc sống của mình. Trì chú Đại Bi không phải Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia 108 biến, không phải đâu quý Phật tử à. Con số 108 biến có nghĩa là 108 phiền não thôi. Trì chú Đại Bi 108 biến để mình tận diệt phiền não của mình đó quý Phật tử. Cho nên Đại Bi mình phải làm sao cho nó hiện thân trong cuộc sống. Trì chú Đại Bi làm sao cho con mắt của mình Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Mình trì chú Đại Bi làm sao cho lỗ tai của mình có Đại Bi, làm sao lỗ mũi của mình có Đại Bi, làm sao cho cái lưỡi của mình cũng có Đại Bi luôn. Đạo tràng của chúng ta trì chú Đại Bi làm sao 84.000 lỗ chân lông của chúng ta đều phát ra 84.000 tia hào quang Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni. Trì chú như vậy có nghĩa là quý Phật tử ơi, mỗi một Phật tử là một bài thần chú chứ không phải mở cuốn sách ra đâu nghe quý Phật tử. Người nào trì chú mà còn đọc, còn nhớ trong đầu hoặc là cầm cái bổn trì chú, tức là ta, Đại Bi Tâm là Đại Bi Tâm. Phải không? Còn mình trì chú Đại Bi bỏ cái bổn mình thuộc lòng thì mình là mình, thuộc lòng là thuộc lòng. Chừng nào mà quý Phật tử đi ở đâu, Đại Bi Tâm cũng có mặt ở đó. Trong cái thân của mình, hồn Đại Bi đang ngự trị trong ta. Mình đi đến một cành hoa, mình đều có Đại Bi Tâm trên đó. Quý Phật tử ơi, hoa nó cũng có cảm nhận như mình. Hoa nó cũng cần một lời sống như mình. Mình tưới nước hoài qua nó cũng sống đó. Nhưng mà cái sống mà bằng nước, quý Phật tử ơi, giống như mình thôi, cũng vô thường, cũng chết chóc thôi. Nếu một người có tâm Đại Bi, khi chúng ta đến gần một đó qua, thì quý Phật tử nên rót cái tâm của mình vào từng cánh hoa. Mình trì chú Đại Bi, mình rót vào từng cánh hoa. Không phải đứng cạnh cánh hoa này rồi quý Phật tử Nam Mô Hắc Ra Đắc Na. Không phải đâu quý Phật tử. Trì chú Đại Bi rồi quý Phật tử ơi, xem từng cánh hoa này là từng người bạn của mình. Mình đụng vào trong một cái vật cứng mình biết đau, thì khi quý Phật tử chân qua, quý Phật tử ơi, cây kéo cây dao cắt cái thân của hoa, cái thân của hoa cũng biết đau nữa đó. Người Phật tử nào mà không có những cảm nhận, không có những cái tư tưởng đồng cảm với hoa, quý Phật tử ơi, chúng ta đem hoa đến rồi chúng ta cắt cụp rồi chúng ta ghim vào trong bình nước một cách vô cảm lạnh lùng, tức là quý Phật tử ơi, mình chân qua chưa có cái hồn của Đại Bi Tâm. Ở trong đạo tràng, quý Phật tử ngồi trong đây đại đa số là Phật tử nữ, tất cả chúng ta ai cũng ít nhất hơn một lần đã từng chân qua cúng Phật, phải không? Cho nên hôm nay thầy mong rằng tất cả chúng ta sau này mỗi lần chân qua cúng Phật, mình phải làm sao cho qua mình một chút hồn Đại Bi Tâm. Trước khi chân qua, mình nói rằng hỡi tất cả những đó qua tuyệt vời, hỡi những người bạn đồng tu của chúng tôi, qua đã trang nghiêm cho Phật cũng như tôi trang nghiêm cho đạo tràng, xin qua hãy cho phép tôi cắt tỉa qua lại để đem qua cúng dường cho Phật. Mình phải tâm sự mình với qua, mình rót cái tâm Đại Bi của mình vào trong qua. Quý Phật tử có dám hứa và có thể làm được không? Là người con Phật phải làm được nghe quý Phật tử. Mời mốt đó quý Phật tử ơi, chúng ta chân qua mà chúng ta đồng cảm với qua, chúng ta rót vào trong qua cái hồn của Đại Bi Tâm đó. Người nào có hồn của Đại Bi Tâm khi chân qua, qua không bao giờ tàn sớm hết. Mình chân qua lâu héo lắm. Còn người nào chân mà tâm hồn vô cảm lạnh lùng, quý Phật tử ơi, chân buổi sáng buổi trưa là nó cong cái đầu nó xuống rồi. Bởi vì nó cảm nhận cái tâm của mình tham sân si phiền não, cho nên qua nó chịu không nổi, nó héo xuống. Còn tất cả chúng ta chân qua mà mình tặng cho qua một sự mát mẻ tuyệt vời của Đại Bi Tâm,
Mình tặng cho qua sự mát mẻ, sự ấm áp tuyệt vời của đại bi tâm. Quý Phật tử ơi, qua mãi mãi thẳng đứng, qua mãi mãi không tàn đó. Cho nên mới mốt về thử đi nghe quý Phật tử, mình đến đạo tràng mình chưng qua, rồi mình thầm thầm mình nói chuyện với qua. Nói chung mình giống như một người bạn hay là một đứa em bé bỏng của mình. Quý Phật tử nâng niu nhẹ nhàng từng cánh qua. Mình làm mạnh, mình sợ qua nó đau. Cũng giống như mình khi mà mình bị đứt tay, mình đau như thế nào, qua nó cũng đau như thế đó. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới có thể nhập vào trong qua. Và chúng ta đưa được đại bi tâm của mình vào trong muôn loài vạn vật. Bồ Tát Quan Thế Âm là mẹ yêu thương. Nói chung Bồ Tát Quan Thế Âm là thể hiện cuộc sống giữa cuộc đời này. Cho nên chúng ta còn đi được là Bồ Tát Quan Thế Âm còn trước mặt chúng ta. Chúng ta còn hít thở là mẹ yêu thương vẫn còn sống bên cạnh chúng ta. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm tức là cuộc sống này đó quý Phật tử, là trật tự của cuộc sống. Cho nên người nào sống mà thuận theo trật tự, gọi là trật tự của vũ trụ, là quý Phật tử ơi, mình sống dai lắm. Trật tự của vũ trụ là gì? Là yêu thương, là tha thứ đó. Cho nên người nào mà sống mà sân hận, mà để bụng hoài, là nghịch lại với cái trật tự của vũ trụ. Cái trật tự của vũ trụ có nghĩa là đại bi tâm, là lòng yêu thương. Trật tự của vũ trụ là gì? Là ăn chay, không bao giờ sát sanh hại vật. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là một người mẹ yêu thương, mà tất cả chúng ta đều là những đứa con trong. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này nói riêng, và tất cả con người có mặt ở ngoài kia nói chung, quý Phật tử ơi, chúng ta là con của Bồ Tát mẹ yêu thương. Phật tử nam là anh, Phật tử nữ là chị. Tất cả chúng ta đều là người anh, người chị, đều là con của mẹ yêu thương hết, đều là con của Bồ Tát Quan Thế Âm hết. Còn tất cả chúng sinh, con trâu, con bò, con chó, con heo, con mèo, quý Phật tử ơi, con cá, con cua, con sò, con ốc, quý Phật tử ơi, con trùng, con dế, con gián, con rùa, con muỗi, vân vân và vân vân. Tất cả những chúng sinh đó đều là những đứa em bé bỏng của mình đó quý Phật tử. Cho nên mình trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, mình là người anh, người chị, còn tất cả chúng sanh xung quanh mình đều là những đứa em bé bỏng vô cùng. Vậy đó mà mình ngồi mình trì chú, cái lâu lâu mình giật mình vỗ vô chân mình một cái, chắc em mình đã chết. Phải không? Mình ngồi mình trì chú đại bi đó, tức là mình làm sao cho cái hồn đại bi trong tâm của mình giúp mình tỉnh giấc. Nhưng mà mình trì đại bi hoài mà cái hồn đại bi không bao giờ thức giấc, mà nó mãi mãi chìm trong quên lãng và nó ngủ quên truyền kiếp luôn quý Phật tử à. Rồi mình cứ trì cái xác của đại bi hoài. Cho nên mình ngồi mình trì mà mình cứ quên Nam Mô Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni, rồi những đứa em bé bỏng của mình nó trở thành những cái xác vụn về trên bàn tay của mình. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mỗi lần mà chúng ta vỗ một cái chát, con mũi nó không còn hình thù trên bàn tay của mình nữa, tức là con mũi đó đã từ giã cuộc sống của nó rồi. Quý Phật tử ơi, linh hồn của nó chia ra làm hai. Một là nó bám vào đôi tay của chúng ta, một là nó đứng phía bên kia cõi vô hình để nó chờ đợi mình đó. Cho nên quý Phật tử, chúng ta xòe cái bàn tay của mình ra coi nó còn con mắt ở trong đó không. Bồ Tát Quan Âm nói tất cả những đứa con của người đều có con mắt trong tay hết đó. Bây giờ quý Phật tử nhìn lén xuống bàn tay của mình coi nó còn con mắt không. A-di-đà Phật, con không thấy, phải không? Không phải nó mất đâu quý Phật tử à, nó vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà quý Phật tử ơi, quán khí của quan hồn nó làm cho mờ đi con mắt trong lòng bàn tay của chúng ta. Không phải chỉ có một cái chát chết con mũi đâu. Mà quý Phật tử ơi, con gián nè, con chuột nè, con nhện nhện nè, quý Phật tử ơi, rồi con cá quý Phật tử đánh dậy, rồi con gà quý Phật tử cắt cổ nó nữa, phải không? Cho nên đôi tay này, quý Phật tử ơi, muôn ngàn quan hồn nó bám trên đôi tay của mình. Một nửa quan hồn nó ở lại trên tay, một nửa quan hồn nó đứng ở phía bên kia. Thầy nói ví dụ như một cô thôi, trong cuộc sống của mình,
mình đánh mất đại bi tâm của mình rồi, mình không còn cái hồn của đại bi của mình nữa. Quý Phật tử ơi, mình đã gieo biết bao nhiêu quán khí giữa cuộc đời này. Một con mũi nửa linh hồn đứng đó chờ. Thầy ví dụ trong cuộc sống của mình giết khoảng chừng 5-3 triệu con mũi thôi, phải không? Thì 2 triệu rưỡi linh hồn của nó nằm bên kia nó chờ mình rồi. Trong suốt cuộc đời của mình mấy con cá nó chết thôi, thầy tính gọn gọn thôi, khoảng chừng 500 ngàn con cá nó chết thôi, thì 250 ngàn linh hồn đứng bên kia nó chờ mình. Quý Phật tử ơi, con gà của mình trong một đời của mình đó, quý Phật tử ít nhất của mình đó, mình gom gom lại mình ăn cũng hết 10 con thôi, tính ít thôi nha, 10 con gà thôi thì 5 linh hồn nó nằm ở bên đó rồi. Quý Phật tử ơi, ở bên kia cửa tử linh hồn nó đứng nó chờ mình, bởi vì sao? Vì loại hình tư tưởng của mình. Mình trì chú đại bi, mình niệm đại bi mà loại hình tư tưởng của mình không có một dấu hiệu của đại bi, phải không? Mình trì chú đại bi thì mình làm sao trong tư tưởng của mình có một khung hình của đại bi chứ? Mình trì chú đại bi mà khung hình của mình không có một chút yêu thương và tha thứ, thì mình trì chú đại bi cuối cùng rồi, quý Phật tử ơi, trì đại bi thật nhiều mà kết quả đại bi chẳng có bao nhiêu hết đó. Đến đạo tràng thì mình ngồi mình trì chú đại bi, mình thuộc lòng, mình đọc hay lắm, mình ngân nga, mình lên xuống, mình trầm bổng rất là đều đặn, quý Phật tử à. Nhưng mà mình chưa bao giờ cho đại bi nó nhập vào trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ biến đại bi thành cái hồn sống trong từng bước chân đi của mình. Thì quý Phật tử ơi, mình tu biết bao nhiêu mà loại hình tư tưởng của mình không có Bồ Tát, không có Bồ Tát đại bi. Mình ngồi mình trì chú đại bi mà tâm của mình nó rung động bằng tất cả những cái sự sân hận tham lam, thì quý Phật tử miệng đọc đại bi mà loại hình tư tưởng là loại hình tham sân si, quý Phật tử thấy không? Cho nên thầy nói cho tất cả chúng ta nghe, khi linh hồn của mình đi qua bên kia cửa tử, chúng ta gặp hai loại hình, một loại hình quán khí bên ngoài, một loại hình tư tưởng sân hận bên trong. Hai loại hình này nó kết hợp với nhau thành ra một hình thù của nghiệp lực. Tại sao chúng ta niệm Phật, chúng ta không tạo cho mình hình ảnh của Phật? Cái lỗi lầm lớn nhất của những người con Phật và của những người xuất gia tu học, chúng ta là người niệm Phật mà chúng ta chưa bao giờ tạo cho tâm mình một khung hình của Phật. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà quý Phật tử chưa bao giờ vẽ trong tâm của mình một khung hình của vô lượng quang. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình chưa bao giờ tạo trong tâm của mình một khung hình vô lượng thọ. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình chưa bao giờ tạo trong tâm của mình một khung hình vô lượng công đức. Quý Phật tử ơi, mình niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta chưa tạo trong tâm của mình một khung hình đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Chưa bao giờ chúng ta tạo cho mình một khung hình đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý Phật tử có đọc kinh Phổ Môn, quý Phật tử sẽ thấy rằng trước khi mà chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm đó, thì chúng ta phải có Phạm Âm nè, Hải Triều Âm nè, Thắng Bỉ Thế Gian Âm nè. Chừng nào quý Phật tử thắng bị thế gian âm thì quý Phật tử ơi, mình mới thành tựu quán thế âm. Thắng bị thế gian âm có nghĩa là gì? Là những âm thanh trần tục của cuộc đời đó. Thế gian âm mà mình thắng qua, mình vượt qua được những âm thanh của cuộc đời. Âm thanh của cuộc đời là gì? Tham lam. Quý Phật tử vượt qua âm thanh tham lam trong tâm mình chưa? Vượt qua chưa quý Phật tử? Cái tiếng vỗ tay này nó mang đầy hai ý nghĩa. Một là thưa thầy con đã vượt qua. Còn hai là thưa thầy con còn tham lam lắm. Ý nghĩa nào quý Phật tử? Ý nghĩa thứ nhất phải không? Tất cả chúng ta còn tham lam lắm quý Phật tử ơi. Nếu người nào nói con không còn tham lam nữa, ở trong đây có hai người không còn tham thôi. Một là người nằm trong bụng mẹ, hai là người nằm trong quan tài. Hai người đó không tham thôi. Còn tất cả chúng ta ngồi ở đây, áo vàng cũng như áo lam, xuất gia cũng như tại gia, còn nhúc nhích,
còn đói bụng biết ăn, còn khát nước biết uống nước đó quý Phật tử, là chúng ta còn có lòng tham. Nhưng mà chúng ta đi theo dấu chân của Bồ Tát Đại Bi, chúng ta tận trừ lần lần tất cả những cái độc tố của tham lam. Cho nên quý Phật tử ơi, mặc áo lam rồi, quý Phật tử phải cố gắng làm sao giải độc cho mình mới được. Đừng có mặc áo tràng lam rồi mà quý Phật tử không chịu giải độc cho mình nha. Ở đây đạo tràng của mình đó, có ai giải độc tham không? Có nghĩa là bây giờ người ta đến cho mình tiền rồi, mà một chút người ta đến, người ta quên, người ta cho nữa. Mình nói A Di Đà, bữa nay tôi giải độc lòng tham, tôi không lấy nữa đâu. Có không? Có người nào dám giải độc như vậy không? Cho nên ở trong kinh Tán Thán Phật có một câu bạch hào quyển chuyển ngũ tu di. Quý Phật tử có thuộc câu đó không? Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, có thuộc câu đó không? Đó là lời tán thán Đức Phật A Di Đà đó quý Phật tử. Tán thán Phật A Di Đà có nghĩa là nói giữa chặng mài của Đức Thế Tôn có một sợi tơ màu trắng mịn màng lắm. Sợi tơ đó quấn quanh năm ngọn núi Tu Di. Đức Thế Tôn dùng sợi tơ trắng giữa lòng, giữa chặng mài, quấn quanh năm ngọn núi Tu Di, giơ núi lên, hạ núi xuống, đưa núi qua bên phải, đưa núi qua bên trái. Quý Phật tử ơi, chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà của mình dùng sợi tơ trắng nhỏ ở giữa chặng mài quấn quanh năm ngọn núi Tu Di, đưa lên, đưa xuống, đưa qua, đưa lại. Quý Phật tử tin không? Vỗ tay là tin hay không tin? Người nào nói là con đọc câu đó rồi con tin liền là quý Phật tử mê tín. Vừa đọc xong mà tin liền là mê tín. Bởi vì quý Phật tử tưởng tượng đi, cái lòng, cái cọng lông trắng giữa chặng mài nó mảnh như sợi tơ. Còn cái núi Tu Di là cái núi diễu cao, nó nằm ở ngoài cõi ta bà của mình chứ không nằm ở trong đất này đâu. Mà quý Phật tử nghe cái cọng lông trắng mà nó quấn một lượt năm ngọn núi Tu Di, nó đưa lên đưa xuống mà tin liền là mê tín dị đoan đó. Một niềm tin không có căn cứ, niềm tin không có biết lai lịch, một niềm tin không rõ lịch sử, mình tin như vậy là mê tín rồi. Phải không? Thiệt sự ra bây giờ quý Phật tử năm ngọn núi Tu Di mình còn không biết nó nằm ở đâu nữa, rồi làm sao mà tin đây nữa. Phải không? Núi Tu Di là núi diệu cao, mà diệu cao có nghĩa là nó cao hoài, nó không dừng lại được, gọi là núi diệu cao đó quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử làm ăn đi, trong tủ mình có tiền rồi, bây giờ quý Phật tử muốn làm ăn có tiền nữa không? Muốn làm nữa không? Làm hoài nó có hoài thì cứ đi làm thôi, tới chừng già rồi vẫn còn đi làm. Già nữa thì cứ đi làm nữa, chừng nào tôi bị đột quỵ tai biến nằm một chỗ, tôi vẫn còn suy nghĩ chuyện đi làm nữa chứ không chịu nghỉ nữa quý Phật tử à. Cho nên tiền tài đó là ngọn núi diệu cao thứ nhất. Tất cả chúng ta không ai mà chê tiền hết, phải không quý Phật tử? Có ai chê tiền không? Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, một người có đại bi tâm, có đại đà ra ni, một người Phật tử có trái tim của Bồ Tát, tham tiền cũng trật mà chê tiền cũng trật luôn. Bởi vì tiền là gì? Quý Phật tử biết không? Tiền là gì? Quý Phật tử biết không? Phương tiện Bồ Tát lực đó. Tiền là phương tiện Bồ Tát lực. Nhưng mà vì tất cả chúng ta tham đắm nó quá nhiều rồi quý Phật tử ơi, mình quên đi cứu cánh lực của mình. Phải không? Mình quên đi cái cứu cánh lực của mình, để cho cái đồng tiền nó sai sử, để cho lòng tham của mình nó biến đổi con người của mình. Quý Phật tử ơi, còn mình chê tiền có nghĩa là mình sai luôn. Mình làm sai chứ tiền không làm sai đâu quý Phật tử. Cho nên người Phật tử có tâm đại bi, chúng ta muốn làm sao trong đại bi tâm có hồn, quý Phật tử phải biết nhìn tiền theo đôi mắt của đại bi. Mình cầm tiền bằng thiên thủ, mình nhìn đồng tiền bằng thiên nhãn.
Quý Phật tử ơi, người nào cầm đồng tiền mà không có con mắt trong lòng bàn tay, mình cầm tiền bằng bàn tay lông lá của ma đó quý Phật tử. Cho nên có hai người Phật tử, mỗi một người có 8 triệu đồng trong túi. Người thứ nhất đi vào trong làng nướng, kêu tất cả những đứa em vô tội của mình nướng trên lửa hồng, phải không? Lôi đầu từ đứa ra. Mình là anh cả mà, mình đi vào trong quán, mình lôi em mình ra, mà lựa cái thằng nào còn sống chứ thằng nào chết ngộp là không ăn nha. Mình tàn nhẫn với những đứa em của mình quá quý Phật tử à. Mình ăn thịt em của mình, mình xé xác em của mình, mà mình phải lựa nó tươi, nó còn sống. Mình ăn trong sự đau đớn và giãy giụa của những đứa em vô tội mình mới vừa bụng mình. Có 8 triệu đồng đi vào trong làng nướng, lôi đầu từng đứa em của mình, những thằng mang tên là con tôm, con cua, con mực, rồi mình nướng, mình lật qua, mình lật lại, rồi mình xé thịt em mình ra, mình ăn, mình uống rượu bên men đắng, để rồi mình có những nụ cười bên nỗi đau của những đứa em vô tội. Còn một Phật tử kia cầm 8 triệu đồng, nhưng mà người đó không đi vào làng nướng mà đi vô làng ớt ô ớt để gửi 8 triệu này. Nhờ tất cả những tấm lòng vàng cho tôi gửi 8 triệu này để mà tôi giúp một chút tấm lòng của tôi để tìm lại những nụ cười cho những đứa trẻ sức môi. Quý Phật tử thấy đồng tiền nó có tội không? Người thứ nhất cầm 8 triệu đồng đi vào trong làng nướng, đôi tay này là đôi tay lông lá của ma. Người thứ hai cầm 8 triệu này đi vào trong làng SOS để mà tìm lại nụ cười cho những đứa trẻ sức môi. Đôi tay này là thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Quan Âm đó. Hãy mong rằng đạo tràng của chúng ta từ đây trở về sau, khi ngồi đọc kinh, đôi tay này lật từng trang kinh bằng thiên thủ thiên nhãn. Quý Phật tử ơi, có đôi khi đó, mình lật từng trang kinh mà tay của mình lông lá của ma không? Làm sao đưa từng trang kinh vào tận trang đời nha quý Phật tử? Mình tụng kinh mà mình chỉ để kinh ở trong chánh điện. Quý Phật tử chưa bao giờ đem từng trang kinh vào tận trang đời cả. Nam mô Phổ Môn Thị Hiện Cứu Khổ Tầm Thinh. Nhưng mà quý Phật tử đã đưa Phổ Môn vào cuộc đời chưa? Quý Phật tử có đưa từng trang kinh Phổ Môn đi vào trong cuộc sống của chúng ta chưa? Thầy mong rằng đạo tràng của mình hãy dở từng trang kinh Phổ Môn, từng trang kinh của Bồ Tát Quan Thế Âm, hãy lật từng trang kinh bằng ngàn tay ngàn mắt. Đừng bao giờ quý Phật tử ơi lật từng trang giấy đó mà bằng những bàn tay lông lá của ma. Ngồi đọc kinh mà lật kinh như thế này mà lòng của mình sân hận lắm. Cái con mẹ này bả đọc kinh dở mà bả la lướng quá, phải không? Đại bi tâm đại đà ra ni, mình đọc kinh mà tâm của mình cứ là tâm ma không, người làm sao đây? Mình đọc từng trang kinh, mình lật từng trang kinh mà tâm của mình không có đại bi, trái tim của mình không có đại bi lên tiếng. Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta mãi mãi chôn vùi kiếp sống của mình trong bóng đêm của dục vọng. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đi hành trình xuyên phiền não, chúng ta là những người con của Phật. Quý Phật tử ơi, con đường của Phật là một con đường duy nhất rộng rãi thênh thang lắm. Nhưng mà có một điều, đường về Phật rộng mênh mông mà không có một người tìm đến. Còn nẻo địa ngục A Tỳ nó chật vô cùng chật mà không biết bao nhiêu người chen lấn vào trong cửa đó. Phải không? 10 cánh cửa địa ngục mà mãi mãi gặp tất cả chúng sinh, còn cánh của Phật mênh mông vậy đó mà thưa thớt bóng người. Cũng giống như có một lần sứ giả Tây Phương về báo với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạch Đức Thế Tôn: con đứng con chờ tất cả những đứa con mặc áo tràng lam, chiếc xe Phật đã đứng bên kia cửa tử để chờ tất cả những tâm hồn của người con Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con đứng con chờ hoài, con thấy đi ngang qua con mặc áo tràng lam cầm sâu chuỗi, còn rủ rê nhau tất cả chúng ta là đạo tràng đại bi tâm. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả Phật tử đó mặc áo tràng lam đi ngang chiếc xe Phật không thèm ngó con luôn, huống gì leo lên xe Phật. Đôi khi chúng ta mặc áo tràng lam, chúng ta niệm chú đại bi với quý Phật tử à, nhưng mà chúng ta đã bỏ quên chiếc xe Phật đã chờ đợi ta phía bên kia cửa tử.
nói tới cái cửa tử chứ kỳ thật ra đó là cánh cửa để đi về Phật. Chết là gì quý Phật tử biết không? Nếu một người nào không có lòng đại bi, tất cả chúng ta đều mang cái xác của phàm phu, chúng ta còn mang trong trái tim của mình những giọt máu tham sân và si đó quý Phật tử, thì tất cả chúng ta đều sợ chết. Mà nếu sợ chết rồi thì quý Phật tử ơi, qua bên kia cửa tử chúng ta không biết đường về. Còn nếu mà quý Phật tử hiểu được chết là gì, là quý Phật tử ơi, mình sẽ làm cho đại bi của mình tỉnh giấc. Trong đạo tràng Đại Bi Tâm có biết chết là gì không? Chết là thời gian nghỉ hè đó quý Phật tử. Chúng ta đang sống ở đây là quý Phật tử đang bước vào lớp học Đại Bi Tâm. Mỗi một Phật tử là một học trò, nhưng mà giỏi hay dở thì chờ về sau mới biết. Phải không? Tất cả chúng ta ngồi trong đây là quý Phật tử đang bước chân vào lớp học Đại Bi Tâm. Còn chết là gì? Là thời gian nghỉ hè. Còn kiếp sau là gì? Là quý Phật tử ơi, mình lên lớp hay mình ở lại lớp thôi. Mình ở đây mà mình học giỏi, mình lên lớp Tây Phương Cực Lạc. Còn ở đây mà mình học dở quá, quý Phật tử ơi, xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bây giờ thầy hỏi thiệt, đạo tràng Đại Bi Tâm học giỏi hay học dở? Nghe nói ở lại lớp xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh vỗ tay lẻ quá. Vậy thì đạo tràng Đại Bi Tâm toàn bộ tất cả chúng ta là học sinh giỏi hết phải không? Học sinh giỏi là phải làm sao? Học cho thuộc hai chữ đạo đức đi quý Phật tử à. Là con của Bồ Tát Đại Bi rồi thì quý Phật tử phải làm sao? Học thuộc lòng hai danh từ đạo đức. Ở đây chữ đạo không phải đê a đa o đao nặng đạo đâu. Phải không? Quý Phật tử phải làm sao cho nó có cái hồn của chữ đạo, cái hồn của chữ đức, chính là cái hồn của Đại Bi Tâm đó. Còn mình đạo đức, mình nói bằng miệng không à, tôi đi tu, tôi có đạo đức, tôi ăn chay trường, tôi có đạo đức, chưa chắc đâu quý Phật tử. Có đôi khi chúng ta ăn trường chay mà nói không bao giờ trường chay. Ăn trường chay có nghĩa là gì? Trong buổi ăn của mình không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Nhưng mà chưa chắc lời nói của mình, chưa chắc lời nói của mình không có vị mặn nước mắt của chúng sinh nghe. Có nhiều người ăn chay mà mở miệng ra làm cho con người ta khóc tại chỗ luôn đó quý Phật tử. Ăn chay trường mà chửi xối xả vô mặt người ta. Ăn thì không có vị mặn nước mắt mà nói mở miệng ra là mang vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Cho nên ăn có thể là trường trai nhưng mà nói chưa có trai trường đâu. Cho nên mong rằng quý Phật tử phải làm sao con của Bồ Tát Đại Bi phải hiểu rõ, phải trọn vẹn, phải toàn diện nha quý Phật tử. Con của Bồ Tát Đại Bi vào trong đạo tràng Đại Bi Tâm, trì thần chú Đại Bi là phải làm sao có cái hồn của Đại Bi. Đừng bao giờ sống bằng cái xác vật vờ vật dưỡng. Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh lúc mà ban đầu đi đó, Trần Huyền Trang cũng đi bằng cái xác vật vờ vật dưỡng đó quý Phật tử à. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Đại Bi Tâm này, mỗi một Phật tử là một Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh đó. Trong tâm của mình có bốn đứa đệ tử, tùy theo mình dạy nó và tùy theo mình nghe lời đứa nào, phải không? Trong tâm của mình lý trí là Tôn Ngộ Không, lý trí của mình là trí tuệ Tôn Ngộ Không, không có cái gì cố chấp hết. Cái vũ khí của Tôn Ngộ Không là cây thiết bản thẳng thừng, không méo mó, không móc meo gì cả. Phải không? Còn đệ tử thứ hai của mình là gì? Tình cảm đời thường trư bát giới. Vũ khí của nó là gì? Cái cào cỏ. Nó móc người ta dữ lắm luôn quý Phật tử à. Phải không? Cái cào cỏ nó móc vô không à. Phải không? Người đệ tử thứ ba là khả năng chịu đựng xa ngộ tịnh gồng gánh trên vai. Đứa đệ tử cuối cùng là vượt lên chính mình, Tiểu Bạch Long đó. Cho nên đạo tràng của chúng ta hôm nay, người nào mà thấy trời là mưa
Quý Phật tử ơi, mình đi bộ không có con tiểu bạch long cho mình cởi, không có vượt lên chính mình, thấy trời mưa rồi không dám đi. Hồi nãy đó thầy đi có ba cô Phật tử leo lên chiếc xe mà chở đoàn Phật tử tới đây nè, đi trễ đi. Còn đừng có gian xe của thầy đi, tội nghiệp lắm, cách xa thiệt là xa vậy đó. Vậy mà chạy bộ lại để mà leo lên có gian xe của thầy tới đây. Cho nên tuy rằng là thế gian thấy Phật tử nó đang chạy bộ, nhưng mà trong tâm quý Phật tử ơi đang cởi trên lưng con tiểu bạch long vượt lên chính mình đó. Quý Phật tử thấy không? Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao đại bi tâm trong con người của mình phải có hồn, đừng bao giờ sống bằng một cái xác vật vờ vật vưởng. Chúng ta sống mà tâm của mình không có không, tôn ngộ có không à, phải không? Cái gì cũng có hết chứ không có tôn ngộ không. Quý Phật tử thấy chư Bát Giới đẹp không? Đẹp không quý Phật tử? Vậy đó mà ai cũng thích mình là chư Bát Giới hết. Chư Bát Giới là gì? Là nặng nề. Chư Bát Giới là gì? Là âm u. Chư Bát Giới là gì? Là lười biếng giải đãi. Chư Bát Giới là gì? Là tham ăn tham ngủ đó quý Phật tử à. Chư Bát Giới thấy cái gì khó là không muốn đi rồi, phải không? Coi phim Tây Du Ký, cái gì mà khó là chư Bát Giới không muốn làm. Chư Bát Giới có nghĩa là thấy trời mưa là không muốn đến đạo tràng linh đứng để trì chú đại bi. Cho nên thầy mừng lắm, đạo tràng của chúng ta hôm nay ngồi trong đạo tràng toàn là tôn ngộ không không đó. Quý Phật tử ơi, chúng ta là lý trí tuyệt vời, là trái tim của đại bi đó. Hôm nay trời mưa thật, nhưng mà quý Phật tử có biết không, nếu mà đứng về phút thì đây là trời đang rưới mưa qua tán thán công đức của mình. Nói về đức, đây là cam lồ của Bồ Tát Ban Thế Âm đang tặng cho quý Phật tử đó. Hôm nay người nào mà áo tràng lam ướt hết, quý Phật tử ơi, tâm của mình thấm nhuần cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta mãi mãi đều được Quan Thế Âm thị hiện và luôn luôn che chở cho quý Phật tử. Quý Phật tử ơi, nếu mà mình niệm mình trì chú đại bi Quan Thế Âm mà trái tim của mình luôn luôn lúc nào cũng có Quan Âm ở trong đó, quý Phật tử ơi, Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn lúc nào cũng phóng ra muôn ngàn tia hào quang để che chở cho chúng ta hết. Tâm của chúng ta có cảm, Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện liền đó quý Phật tử. Cho nên đó, quý Phật tử ơi, có nhiều người đó người ta không hiểu, Bồ Tát nào, Đức Phật nào cũng có một ngày lễ vía hết, tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm tới 3 ngày? Phải không? 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, phải không quý Phật tử? Rồi tất cả chúng ta ai cũng lấy làm lạ hết. Rồi quý Phật tử đến người này hỏi, đến người kia hỏi. Quý Phật tử đến quý thầy, đến quý cô hỏi. Có đôi khi các thầy, các cô trả lời cho quý Phật tử. Ba cái ngày đó là cái ngày sinh ra, ngày xuất gia, ngày thành đạo. Hoặc là ngày sinh ra, ngày thành đạo, ngày nhập Niết Bàn của Bồ Tát Quan Âm. Nói như vậy là quý Phật tử ơi, nói để trấn an quý Phật tử thôi. Làm gì mà quý Phật tử, làm gì mà chúng ta biết được Bồ Tát Quan Âm sanh ngày 19 tháng 2 hay 19 tháng 6? Chúng ta làm gì biết Bồ Tát Quan Âm thành đạo 19 tháng 9 hay 19 tháng 2? Phải không? Cho nên tất cả chúng ta đừng có trả lời theo kiểu đó. Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 2 cũng vía, Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 6 cũng là ngày vía, Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 9 cũng là ngày vía. Có nghĩa là quý Phật tử có biết không, một năm trời Bồ Tát Quan Âm đều xuất hiện cả. Bồ Tát Quan Âm không bao giờ ngừng lại ở một bất cứ một thời gian nào, không dừng lại ở bất cứ một không gian nào. Có một lần, cái gia đình đó, hai vợ chồng từ ở trên chung cư đi xuống đi chợ, đứa con nó còn bé khoảng 7 tuổi, 8 tuổi. Rồi hai vợ chồng để con ở nhà, đi xuống dưới lầu để đi chợ. Thì trên đoạn đường đi chợ thì chung cư phát quả. Trong chung cư tự nhiên nó có quả quạng lớn lắm quý Phật tử à. Mà đứa con còn mắc kẹt ở trên cái lầu tư á. Hai vợ chồng đi về thì thấy lửa nó cháy hết trơn cái chung cư rồi. Khóc quá trời luôn, mà ở dưới thì tất cả những người chữa lửa người ta đã làm nhiệm vụ của mình rồi.
mà đứa con còn nằm ở trong lửa. Thì bé gái 8 tuổi đó, ngày thường mẹ của bé dạy bé đó, khi con nào mà con gặp tất cả những cái sợ hãi đau khổ đó, con cứ chắp tay niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì ở trên cái chung cư đó có cái đạo tràng thờ Bồ Tát Quan Âm. Con bé nó thấy lửa cháy nó sợ quá luôn rồi. Nó chui dưới cái bàn đó quý Phật tử à. Nó chui xuống dưới cái bàn mà thờ Phật Quan Âm đó. Nó ngồi nó khóc, nó nói: Bồ Tát Quan Âm ơi cứu con với, lửa nóng quá, Bồ Tát Quan Âm ơi cứu con với. Lúc bấy giờ con bé ở trong cái bàn tự nhiên thấy có một chú, thấy có một chú lính cứu hỏa đi xăm xăm, đi xuyên qua lửa, bồng cô bé đi ra, đi xuống lầu, đi xuống đất, để đứa bé ngồi bên gốc cây. Nhưng mà tất cả mọi người thấy đứa bé đi xuống mà không thấy chú lính nào hết, mà chỉ có cô bé thấy Bồ Tát Quan Âm đang bồng mình đi xuống. Thì lúc bấy giờ hai vợ chồng mừng quá, lên nhìn trên cái lịch và thấy rằng đó là ngày 19 tháng 2. Cho nên từ đó người ta mới chọn ngày 19 tháng 2 là ngày thể hiện cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm. Và cũng có một lần nữa, một đoàn thuyền đang đi. Một con thuyền chở rất là nhiều người đi trên cái biển lớn lắm quý Phật tử. Cơn sóng nó dập dồn dữ dội luôn. Quý Phật tử ơi, biết trên tàu đó biết bao nhiêu con người, phân nửa người đó thì tin, nghe theo lời ông thuyền trưởng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, còn phân nửa kia thì không có tin, không thèm niệm. Cho nên rồi khi mà sóng nó vỗ làm bể chiếc thuyền ra rồi đó quý Phật tử, thì những người nào mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Cứu Khổ Cứu Nạn đó thì tự nhiên chụp được những cái miếng dán bể của chiếc thuyền, rồi tự nhiên cái ngọn gió đưa từng tấm dán đưa vào trong chỗ cạn. Còn tất cả những người mà không có niệm Quan Âm đều mất tích trong lòng biển cả hết. Thì tất cả những người còn sống sót đó sau này biết rằng cái ngày mà lâm nạn của mình chính là ngày 19 tháng 6, là ngày Quan Âm thị hiện cứu khổ cứu nạn đối với Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Âm thị hiện cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng ta đều ngày 19 hết. Cho nên nó có những cái chuyện mà khi mà Bồ Tát thị hiện cứu khổ đó đều trùng ngày 19 hết. Còn quý Phật tử thấy có hai gia đình đó, hai vợ chồng, một đứa con. Thì cái người ăn cướp này, cái tên ăn cướp này theo dõi hai vợ chồng, hai đứa con dữ lắm. Bởi vì cái tượng Phật Bồ Tát Quan Thế Âm bằng ngọc bích mà người mẹ đeo ở trên cổ, thằng ăn cướp nó đi theo hoài luôn. Hai vợ chồng đi dã ngoại, đi vào trong rừng đi dã ngoại, nhưng mà thằng ăn cướp đó nó đi theo dõi hoài. Khi mà hai mẹ con ngồi ở trong một cái gờ đá, người chồng đi tìm thức ăn đi về để hai vợ chồng với đứa con dã ngoại, thì bất chợt người mẹ nhìn thấy phía bên kia có một tên nó gườm gườm. Người mẹ nghi ngờ, lột cái tượng Phật Quan Âm trao cho đứa con của mình, bảo nó chạy vào trong rừng đi. Thằng ăn cướp nó chạy tới, nó cầm cây dao, nó thấy đứa bé chạy vào trong rừng, nó biết rằng thằng nhỏ này cầm tượng Quan Âm bằng ngọc bích. Quý Phật tử ơi, nó cầm cây dao, nó gượt theo thằng nhỏ, nó gượt quá trời. Thằng nhỏ vừa chạy vừa Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, chạy chối chết, chạy một hồi ở trên trước mặt nó cái vách đá treo leo hết chạy luôn. Nó ngồi nó dựa vô vách đá, nó tuột xuống luôn. Nó nhìn thấy thằng ăn cướp mặt ngoài thấy ghê lắm, cầm cái kiếm cây dao găm bự gì nè, kể như là cuộc đời nó tan rồi. Thằng đó đâm một phát, quý Phật tử ơi, nó đâm làm sao không biết nữa, nó trúng vô cục đá. Cái mảnh đá đó quý Phật tử, làm sao từ ở trong đá văng vô con mắt của nó. Nó ôm con mắt của nó dùng cây dao xuống. Thằng nhỏ bắt đầu ôm tượng Quan Âm chạy về má nó. Phải không? Khi mà nó chạy về bên cạnh mẹ nó rồi, thì mẹ nó và cha nó cũng đang chạy lại. Cả gia đình gặp nhau ôm đứa con quá trời, trên tay vẫn còn cầm Bồ Tát Quan Thế Âm. Và coi trong lịch đó là ngày 19 tháng 9. Đó là tất cả những cái thể hiện cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử à. Cho nên ở trong kinh Quán Thế Âm, nếu mà cần một vị Phật thị hiện thì Quán Thế Âm hiện ra Phật để cứu khổ chúng sinh. Hiện là Bồ Tát sẽ là Bồ Tát cứu khổ chúng sinh. Hiện ra tất cả thân thinh văn duyên giác đều hiện ra để cứu khổ chúng sinh. Nếu cần hiện ra tỳ kheo, tỳ kheo ni thì Bồ Tát Quan Âm cũng hiện ra tỳ kheo ni để cứu độ tất cả chúng sinh. Thậm chí có thể hiện ra trưởng lão nè, rồi người nữ của trưởng lão nè, rồi đồng nam nè, rồi đồng nữ nè quý Phật tử, để cứu độ chúng sinh. Thì
hiện thân để cứu độ hết, thậm chí hiện ra thân trời rồng dạ xoa quỷ thần, tất cả Bồ Tát Quan Âm đều hiện thân ra để cứu khổ chúng sinh hết. Có thể hiện ra thân lúa mè tre lao, đá núi bụi bặm, sông ngồi ao rạch, nơi nào cần Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm thị hiện. Có hai cha con đó trì chú đại bi cũng giống như quý Phật tử vậy nè. Một ngày kia đi lên rừng, rồi bất chợt lạc vào trong rừng sâu. Lạc ba ngày rồi quý Phật tử à, đói quá, không có gì ăn hết. Cho nên hai cha con ngồi tựa vào trong gốc cây. Đói rồi, hai cha con nói thôi bây giờ xếp bằng trì chú Quan Âm chờ Phật rước. Đói mà bụng rủng tay chân hết. Quý Phật tử ơi, ngồi đó mà trì chú Quan Âm, trì chú vì chú Đại Bi, rồi hai cha con ngủ thiếp đi. Khi hừng sáng hai cha con giật mình thức dậy, quý Phật tử ơi, tất cả những cái loài nấm nó mọc xung quanh hai cha con vậy đó. Hai cha con mừng quá, trong thời gian đi lạc mà bắt đầu lấy đá đập thành lửa, lấy cỏ khô, lấy củi khô nhốt bếp lên, lấy cái nấm đó nướng ở trong rừng để ăn. Nhờ cái nấm rừng đó mà sống được qua ngày. Quý Phật tử thấy không, cần hiện thân làm nấm, cần hiện thân làm từng lá cải, cần hiện thân làm từng hạt lúa, Bồ Tát Quan Thế Âm đều hiện thân cứu khổ hết. Cho nên quý Phật tử ơi, có đôi khi mình ăn cơm đó, trong chén cơm của mình từng hạt gạo, từng hạt cơm là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử à. Mình đang ăn thân của mẹ yêu thương đó. Bồ Tát Quan Thế Âm muốn cho tất cả chúng ta ăn thân thể của người, để trong lòng của quý Phật tử có một chút đại bi tâm. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình ăn cơm, mình ăn hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà quý Phật tử ơi, trong tâm của mình có một chút lòng từ bi không quý Phật tử? Có không? Có luôn tới chết hay là có một chút rồi hết? Quý Phật tử ơi, lòng đại bi của mình chợt có chợt không, chợt còn chợt mất. Mình ngồi trong đạo tràng đại bi, mình đang nghe pháp hoặc mình đang trì chú đại bi, lòng đại bi của mình đang thức dậy. Nhưng mà quý Phật tử ơi, khi mà mình rời khỏi linh ứng tự này rồi, quý Phật tử còn có giữ trong trái tim của mình đại bi tâm Đại Đà Ra Ni nữa hay không? Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta cố gắng quý Phật tử ơi, trái tim của mình phải là trái tim của đại bi. Và hiện tại bây giờ quý Phật tử đang là những học sinh trong trường học đại bi. Quý Phật tử ơi, mình làm sao cho chữ đạo của mình có hồn, chữ đức của mình có hồn. Cái hồn của đạo là gì? Yêu thương. Cái hồn của đức là gì? Tha thứ đó quý Phật tử. Cho nên có đôi khi nói tôi là người đạo đức, nhưng mà mình không biết cái hồn của hai từ đạo đức. Phải không? Thấy ông đó hiền hiền, thấy ông đó cái mặt không có hung dữ, nói ông này đạo đức. Chàng ơi, ông ác ở trong ruột hơn cái gì luôn nữa. Phải không? Cho nên đừng bao giờ nhìn cái mặt, đừng bao giờ nghe cái lời nói trong bụng. Thầy mong quý Phật tử làm sao trong tâm của mình phải có cái hồn của đạo là yêu thương. Trong tâm của mình phải có cái hồn của chữ đức cho quý Phật tử, tức là tha thứ. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đại bi tâm phải luôn yêu thương và luôn tha thứ. Cầu nguyện đạo tràng của chúng ta, đạo tràng đại bi tâm luôn luôn lúc nào cũng phải trang trải đại bi tâm trong vạn nẻo đường. Đừng bao giờ quý Phật tử làm cho đại bi tâm của mình đến ngõ cụt. Chúng ta phải làm sao đến với nhau bằng hoa sen, đến với nhau bằng cam lồ vị, đến với nhau bằng nhành dương liễu trên tay. Nhành dương liễu có nghĩa là gì? Nhành dương liễu có nghĩa là gì quý Phật tử? Tùy duyên nhưng bất biến. Nhành dương liễu trên tay của Bồ Tát Quan Âm ngã xuống nhưng vội vàng đứng lên. Quý Phật tử ơi, người nào nói tôi tu riết sao mà tôi chán quá rồi bỏ chùa đi là đánh mất nhành dương liễu rồi đó. Trong đạo tràng của chúng ta, người nào mà nói rằng tôi vô chùa riết rồi tôi không muốn đi nữa, vô trong chùa tôi tu riết sao tôi chán quá, tôi mệt mỏi quá, người đó trên tay đã mất nhành dương liễu. Còn người nào vô trong đây tu, ngồi đâu ngủ đó là đánh mất cam lồ trên tay của Bồ Tát Quan Âm. Xè tay ra coi, hồi xưa Bồ Tát Quan Âm tặng cho mình tay bên đây cái bình dương liễu, tay bên kia cái bình cam lồ, tay bên kia là nhành dương liễu đó quý Phật tử. Bây giờ xè tay ra coi, còn cái bình, còn cái nhành dương không?
Còn không? Mô Phật con đánh mất ở chỗ nào con cũng không biết nữa. Phải không? Trong cái quá trình lên xuống của mình từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh và trở lại làm người, đôi tay của mình đã từng cầm nhành dương, đôi tay của mình đã từng cầm bình cam lồ của Bồ Tát Quan Âm. Nhưng rồi quý Phật tử ơi, mình đã bị ma dương cướp mất từ lâu rồi. Nó giật trên tay của mình bình cam lồ, nó giật trên tay của mình nhành dương liễu đó quý Phật tử. Tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Cho nên cầm nhành dương là yêu thương, cầm tịnh bình là luôn luôn tha thứ. Cho nên tay của mình mất nhành dương, mình mất đi cái hồn của chữ đạo. Tay của mình mất đi bình cam lồ, mình mất đi cái sự tha thứ, tức là mất đi cái hồn của chữ đức thiêng liêng. Cho nên bây giờ đôi tay của mình không còn đạo, đôi tay của mình không còn đức. Quý Phật tử ơi, hãy tìm về đạo tràng linh đứng này, mỗi một đêm rằm, mỗi một đêm mùng một, hãy cố gắng dùng quyền âm trong tận trái tim mình để đọc chú Đại Bi. Không có đọc bằng cái miệng nữa nghe quý Phật tử. Mình đọc bằng cái miệng không mà la cho thiệt lớn không à, phải không? Cho nên cố gắng đọc bằng quyền âm vi diệu của mình. Tức là quyền âm ở đây không phải là kêu mình đừng có đọc ra tiếng. Mình có quyền đọc ra tiếng, nhưng mà quý Phật tử phải làm sao mình đọc trong tâm yêu thương và tâm vô ngã. Thì cái lời của mình mới là quyền âm vi diệu. Còn mình trì chú Đại Bi mà mình mất đi yêu thương, mình trì chú Đại Bi mà mình còn bản ngã, mình trì chú Đại Bi mà mình còn nói bữa nay tôi trì chú Đại Bi được 108 biến, tôi đến đây tôi đi tu Đại Bi được mười mấy lần rồi. Tức là Đại Bi của mình không có hồn đó quý Phật tử. Trì chú Đại Bi phải làm sao cho nó có quyền âm nghe quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta bữa nay tâm sự với Bồ Tát Đại Bi, quý Phật tử mệt mỏi chưa? Mệt chưa? Chưa mệt mà vỗ tay chậm quá như vậy mà nói chưa mệt. Nếu mà quý Phật tử nghe pháp mà khỏe, thầy hỏi mệt chưa? Dạ, vỗ tay thiệt là nhanh liền. Đằng này nói chưa mà nói yếu xìu, vỗ tay còn thưa thớt, phải không quý Phật tử? Vậy thì trong đây cái người mệt thì nhiều, cái người ít mệt cũng ít luôn, phải không? Ngồi dưới chân Bồ Tát Đại Bi, quý Phật tử ơi, quý Phật tử có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không quý Phật tử? Cái ngày rằm tháng trước, thầy có ra đây và thầy có đến đây luôn. Thầy thấy quý Phật tử ngồi trì chú Đại Bi. Nhưng mà kỳ thật so với ngày hôm nay, quý Phật tử ơi, ngày hôm ấy không hạnh phúc bằng. Bởi vì ngày hôm nay mình có cam lồ rưới nơi đầu, phải không? Cho nên hôm nay hạnh phúc hơn. Tuy rằng là cái thân của mình nó lạnh lắm quý Phật tử à, lên trên đây đã lạnh rồi, ngồi trong đêm này gió cũng đã lạnh rồi, biển cả nó thổi cũng đã lạnh rồi, phải không? Rồi trời mưa thân của mình cũng lạnh rồi, nhưng mà thầy mong rằng trái tim của mình luôn ấm áp. Trái tim của mình luôn ấm áp đó là trái tim của mình đã thức dậy đó quý Phật tử. Cho nên là người con của Phật, thầy mong rằng tất cả chúng ta phải sống trong ánh hào quang của Bồ Tát Quan Âm. Đừng bao giờ để cho hào quang này mất đi quý Phật tử à. Tất cả chúng ta sống trong đây phải làm cho Bồ Tát Quan Thế Âm có hồn sống. Bồ Tát Quan Thế Âm chính là từng bước chân đi của quý Phật tử. Bồ Tát Quan Thế Âm chính là đôi tai nhiệm màu của mình. Nếu một người nào trì chú Đại Bi mà bằng cái hồn của mình đó quý Phật tử, một cái cách nấu cơm của mình thôi, một buổi cơm chay của mình dâng cúng cho chư tăng, hoặc là mình nấu cơm cho một đạo tràng tu một ngày an lạc, mình công quả, mình trì chú Đại Bi, quý Phật tử ơi, trong canh của mình, trong cơm của mình đều có hương vị của cam lồ thủy hết đó. Cho nên mình làm sao mình trì chú Đại Bi mà lúc nào Đại Bi cũng có hồn sống hết quý Phật tử. Mình làm sao Đại Bi của mình đó mà cả gia đình của mình đều sống trong cái sự ấm áp của tình thương. Quý Phật tử phải làm sao cho Đại Bi tâm luôn sưởi ấm trong gia đình, Đại Bi tâm luôn Phật hóa gia đình. Đừng bao giờ để cho người trì chú Đại Bi mà gây lộn với người trì chú Đại Bi. Nhớ một điều, đây là một điều cấm kỵ của đạo tràng Đại Bi tâm. Người trì chú Đại Bi không bao giờ giận người trì chú Đại Bi.
Vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm. Người này giận người kia, tức là chúng ta đã làm cho thân thể của Bồ Tát Quan Thế Âm chảy máu. Cho nên Đại Bi Tâm đừng bao giờ giận hờn nhau. Quý Phật tử dám hứa trước Bồ Tát Đại Bi không? Tất cả chúng ta phải hứa trước Bồ Tát Quan Thế Âm rằng: Mẹ Quán Thế Âm yêu thương muôn thuở của chúng con, chúng con toàn thể đạo tràng Đại Bi Tâm hôm nay quỳ dưới chân của mẹ hiền muôn thuở. Mỗi một đứa con là mỗi một phần thân thể của mẹ hiền. Từ đây cho đến mãi mãi muôn đời sau, nếu chúng con còn gặp nhau, chúng con đều sống trong đạo tràng Đại Bi Tâm. Chúng con xin hứa, chúng con không cãi với nhau, chúng con không trống trái nhau, chúng con luôn xích lại gần nhau, chúng con luôn bắt gặp nhau trong cùng một tần số Đại Bi Tâm. Được không quý Phật tử? Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải làm sao thể hiện được trái tim của mình trong cuộc sống này. Thầy cầu nguyện cho tất cả chúng ta, những người ngồi trong đạo tràng này nói riêng và tất cả chúng sinh nói chung, luôn luôn lúc nào cũng được Bồ Tát Quan Thế Âm che chở. Và luôn luôn lúc nào tất cả hương linh, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoại, hai bên cửu quyền thất tổ của quý Phật tử, nhờ công đức của quý Phật tử tìm đến đạo tràng trì chú Đại Bi này, mà tất cả hương linh của những người quá cố đều được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thầy cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng Đại Bi Tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đều có trái tim của Bồ Tát, đều sống trong cái hồn của Bồ Tát Đại Bi, đều bắt gặp nhau, đều kết nối yêu thương với nhau, và nhất là luôn bắt gặp nhau trong trái tim của Bồ Tát. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng Đại Bi Tâm. Mình nói Đại Bi nhiều lắm, mình trì Đại Bi nhiều lắm, mình hiểu Đại Bi nhiều lắm, mình nghe Đại Bi nhiều lắm quý Phật tử à. Nhưng mà chưa có ai làm cho Đại Bi của mình có hồn cả. Quý Phật tử làm sao Đại Bi của mình phải có một chút hồn sống mới được? Quý Phật tử có biết không, nếu một người Phật tử nào mà trì thần chú Đại Bi, người đó thầy ví dụ như là một bác sĩ, khi mà trì chú Đại Bi có hồn rồi, Bồ Tát Quan Thế Âm, quý Phật tử ơi, phóng từng tia hào quang xuống bàn tay của người bác sĩ đó. Bồ Tát Đại Bi luôn luôn lúc nào cũng sống ở trong mênh mông vô lượng như thế này. Một vị bác sĩ đang trì chú Đại Bi, đang rung động Đại Bi, thì đôi tay của người bác sĩ đó chiêu cảm từng sợi tơ quang của Bồ Tát Đại Bi, giúp cho người bác sĩ đó, lạ lùng lắm quý Phật tử à, giúp cho người bác sĩ đó, đôi tay của họ trở nên đôi tay của thiên thủ thiên nhãn. Cho nên chữa lành tất cả những vết thương rất khó, mà người bác sĩ khác không thể nào làm được. Bởi vì sao vậy? Vì trong tâm của người bác sĩ đó đang trì chú Đại Bi, làm cho Đại Bi của mình có hồn sống đó. Một người họa sĩ cũng vậy. Một người họa sĩ đang vẽ những bức tranh, nếu mà tâm của họa sĩ đó đang trì chú Đại Bi, quý Phật tử ơi, Bồ Tát Đại Bi, mẹ hiền Quan Thế Âm của chúng ta phóng từng tia hào quang vào đôi tay của họa sĩ, họa sĩ sẽ vẽ từng bức tranh có hồn. Đó chính là cái hồn của Đại Bi đó. Cho nên tất cả chúng ta trì Đại Bi mà quý Phật tử chưa tìm được quyền âm của Đại Bi. Trong đạo tràng của chúng ta có ai lắng nghe được quyền âm của Đại Bi không? Có không quý Phật tử? Ta trì Đại Bi, ta phải lắng nghe được quyền âm của Đại Bi. Quyền âm Đại Bi là cái gì? Thầy xin thưa với quý Phật tử, quyền âm của Đại Bi có nghĩa là lòng yêu thương của chúng ta. Có nhiều người Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế mà cứ như vậy đọc hoài mà lòng yêu thương của mình chưa có, âm thanh yêu thương của mình chưa thức giấc. Tất cả chúng ta sống trong cái cuộc đời này, quý Phật tử ơi, ai cũng có lòng yêu thương, ai cũng có dấu hiệu Đại Bi trong trái tim của mình hết. Nhưng mà tất cả chúng ta đã để cho lòng yêu thương của mình ngủ quên đó quý Phật tử à. Hôm nay ông ở chùa Linh Ứng đã tạo
tạo ra một cảnh trí trang nghiêm, tôn tạo thánh tượng Đại Bi Quan Thế Âm cao 67 mét đó quý Phật tử à, để cho tất cả chúng ta câu hỏi về bên chân của Bồ Tát, để cho tất cả chúng ta lắng nghe được tiếng lòng của mình, lắng nghe được trái tim của mình thổn thức, lắng nghe được trái tim của mình yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên Thầy mong đạo tràng của chúng ta làm sao từng lời từng chữ trong bài chú Đại Bi quý Phật tử phải làm cho Đại Bi xuất tượng. Quý Phật tử có đến lên chánh điện chùa Linh Ứng chưa? Ông trụ trì ở đây đã thỉnh 84 tượng Quan Âm Đại Bi xuất tượng đó. Bây giờ xong rồi quý Phật tử đó, mình đến chánh điện mình sẽ xem qua 84 tượng trong chú Đại Bi, tức là 84 thân hình mà Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm hiện thân ra để cứu độ chúng sinh đó. Cho nên tất cả chúng ta là con của Phật, là con của Bồ Tát Quan Thế Âm mà mình không biết 84 cái thân tượng của Ngài là một điều vô cùng thiếu sót đó quý Phật tử à. Là một người con của Phật, tất cả chúng ta phải hiểu rằng Bồ Tát Quan Thế Âm không phải chỉ riêng ở thánh tượng trước mặt mình đâu. Sở dĩ mà ông trụ trì ở đây tạo cho quý Phật tử một cái thánh tượng tuyệt vời cao 67 mét. Quý Phật tử biết tại sao nó cao 67 mét không? Con số 6 có nghĩa là thân của Bồ Tát Quan Âm thành tựu bằng lục độ ba la mật đó quý Phật tử. Còn con số 7 có nghĩa là thân của Bồ Tát Quan Thế Âm thành tựu cả không gian, thành tựu cả thời gian luôn đó. Cho nên con số 7 có nghĩa là thành tựu ở thời gian chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi lại chủ nhật. Cho nên 67, con số 7 là con số thành tựu về thời gian. Mẹ Quan Âm của chúng ta không bao giờ bị thời gian làm cho chùn bước. Bồ Tát Quan Thế Âm tức là mẹ yêu thương của chúng ta không bao giờ để cho thời gian nó làm cho mình chậm trễ. Cho nên con của mình ở bất cứ nơi đâu, khi tiếng của nó vang xin cầu khẩn, mẹ hiền Quan Thế Âm đều hiện thân đến cứu khổ. Phải không quý Phật tử? Cho nên vượt qua được thời gian rồi đó, con số 7 cũng vượt qua khỏi không gian đó quý Phật tử à. Chỗ quý Phật tử ngồi là 1, trên trời là 2, sau lưng là 3, trước mặt là 4, bên trái là 5, bên phải là 6, chính giữa khoảng trống này là 7. Cho nên chính 7 cái điểm này mà nó thành tựu được không gian. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm mẹ hiền muôn thuở của chúng ta đã vượt qua khỏi không gian, không bao giờ để cho không gian làm cho mình vướng víu, không để cho không gian làm chậm bước chân của mình. Khi tất cả những đứa con còn lặn ngụp trong biển khổ của cuộc đời, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm vượt qua khỏi không gian, đứng lên giữa thời gian, cưỡi trên con thuyền Bát Nhã Ba La Mật Đa để cứu khổ muôn loài đối với Phật tử à. Cho nên hôm nay cái hạnh phúc nhất của tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này là quý Phật tử đang ngồi bên chân của Bồ Tát Quan Thế Âm cao 67 mét. Con số 6 là con số lục độ ba la mật. Đạo tràng Đại Bi Tâm, ai đã hiểu được, ai đã biết được, ai đã đọc được lục độ ba la mật đâu? Giơ tay lên. Có không? Lục độ ba la mật có nghĩa là 6 con đường mà Bồ Tát phải đi qua. Mà những đứa con của Bồ Tát mặc áo tràng lam, người nào khoác lên trên mình chiếc áo tràng lam, chiếc áo giới màu lam, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải mở một chuyến hành trình xuyên phiền não, để tất cả chúng ta sống trọn với một cuộc đời của người con Phật. Đó là lục độ ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật là sang bên kia đó quý Phật tử. Cho nên hiểu nôm na ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn sang bên kia bờ giác. Nhưng mà kỳ thật ba la mật có nghĩa là gì? Là thay đổi thói quen của mình. Cho nên bố thí ba la mật là tất cả chúng ta phải bố thí thay đổi thói quen của mình. Cánh cửa thứ nhất để cho người con Phật thành tựu được tâm đại bi. Bây giờ quý Phật tử, thường thường chúng ta có thói quen
chúng ta bố thí mà chúng ta đợi người khác cảm ơn mình. Bố thí như vậy không phải là bố thí của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình bố thí cho người ta mà mình cứ nghĩ rằng tôi là người giàu, bà là người nghèo, tôi là người có của, bà là người nghèo không có của, tôi cho bà là người nhận, tôi là kẻ ban ơn. Như vậy không phải là bố thí theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên từ đây về sau, người nào mà diễm phúc ngày mùng một ngày rằm mà bí hoặc Phật tử mỗi tối đến đây trì đại bi tâm đại đà ra ni, quý Phật tử phải bố thí thay đổi thói quen của mình, tức là bố thí ba la mật. Quý Phật tử ơi, mình cho một người nào đó, mình cầm một gói quà, trong đó có một gói mì cũng được, một chai nước tương cũng được, một bịch muối cũng được, một ký lô gạo cũng được. Quý Phật tử ơi, khi mà chúng ta cầm một gói quà mình tặng cho một bà lão nghèo cùng, khi cho xong rồi, quý Phật tử vòng tay lại và nói: con xin lỗi bà. Được không quý Phật tử? Mình xin lỗi bà cụ ở đây có nghĩa là: bà ơi, con đã mượn của bà gói quà này từ lâu lắm rồi. Con đã đi tìm bà để con gửi trả lại, nhưng mà trong hành trình sanh tử xuống lên lên xuống vô lượng kiếp, cho nên con tìm bà hoài, con tìm bà mãi không gặp. Và hôm nay trong đạo tràng đại bi tâm con đã gặp được bà, con xin gửi lại cho bà gói quà năm xưa, con xin lỗi bà. Bố thí như vậy là bố thí Bồ Tát Quan Thế Âm đối với Phật tử. Bố thí như vậy là bố thí đại bi tâm. Đạo tràng hôm nay ai là Phật tử đại bi tâm đâu? Chậm quá quý Phật tử ơi. Hỏi một câu, ai là Bồ Tát, ai là Phật tử trong đạo tràng đại bi tâm mà giơ tay cũng chậm nữa thì làm sao làm đại bi tâm được đây? Mình là con của Bồ Tát Quan Âm, mình là Phật tử của đạo tràng đại bi tâm, hỏi là đưa tay lên liền. Bởi vì tất cả chúng ta đều là trái tim của đại bi cả đó quý Phật tử à. Chúng ta không còn là một con người bình thường ngồi ở đây để trì chú nữa đâu. Mà quý Phật tử ơi, mình là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm đó. Mỗi một Phật tử là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tất cả chúng ta phải cùng nhau sát cánh bên nhau, xích lại gần nhau, bắt gặp nhau trong cùng một tần số đại bi tâm. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới có thể trở thành những thành viên của đại bi tâm được. Đã là đại bi tâm rồi thì phải bố thí theo đại bi tâm nghe quý Phật tử. Bố thí ba la mật là không phải cho người ta nhiều lắm. Có nhiều người nghĩ sai lầm là tôi cho ít quá cho nên tôi không phải là bố thí ba la mật. Còn có nhiều người nói rằng là tôi nghèo quá, tôi không đủ sức, tôi cho ít quá cho nên tôi không có ba la mật được. Quý Phật tử nào hiểu như vậy là chúng ta đã hiểu sai về ba la mật. Bố thí ba la mật là gì? Bố thí mà tất cả gia đình của chúng ta đều vui hết. Mình bố thí mà mọi người trong gia đình của mình đều tham gia hết đó quý Phật tử. Cho nên một người nào đó mà đem 200-300 kg gạo đến tất cả các chùa, gửi vào trong chùa để cúng dường Tam Bảo, mà dặn ni sư rằng: ni sư ơi, con cúng cho ni sư 200 kg gạo, ni sư đừng cho vợ con hay. Cúng dường như vậy không phải là bố thí ba la mật, quý Phật tử hiểu không? Mình bố thí làm sao cả gia đình mình đều bố thí, cả gia đình đều vui vẻ hết, đó là bố thí ba la mật. Cho nên đó, mỗi một ngày gia đình của mình ăn cơm 3 lon gạo mỗi một buổi đó quý Phật tử. Cả gia đình mình, thầy ví dụ như mình xúc 3 lon gạo vào trong nồi để nấu cơm. Quý Phật tử ơi, mình hốt lại một nắm mình để qua bên đây để dành. Cho nên một ngày như vậy mình đã để dành được 2 nắm gạo rồi phải không? Một tuần được 14 nắm rồi, một tháng mình cứ nhân hoài đi. Quý Phật tử ơi, rồi chúng ta một ngày nào đó có một cụ đi ngang nhà mình gõ cửa xin gạo.
Quý Phật tử ơi, mình đem cái số gạo mà cả gia đình của mình để dành đó, mình cho bà cụ. Quý Phật tử ơi, ta đã thành tựu được bố thí đại bi tâm rồi đó. Đâu có cần mình phải bố thí nhiều đâu. Mà bố thí như vậy là bố thí bằng cả một tấm lòng. Bố thí mà chúng ta không có so đo, không có tính toán. Một người nào đó giàu lắm, chúng ta đi ra chợ, chúng ta nói rằng là bữa nay mua 10 bao gạo đến cúng chùa. Ở trong nhà mình đã dự định như vậy, nhưng mà khi đến chỗ mua gạo rồi, tự nhiên thay đổi ý định mua 5 bao cúng thôi. Quý Phật tử ơi, mình đã mất đi 90% đại bi tâm của mình rồi. Khi đi cúng chùa, không tính toán cúng bao nhiêu hết. Tùy duyên, không bao giờ tính trước. Quý Phật tử à, mình đi đến đó, mình tự tâm, mình phát tâm, mình cúng dường. Đừng có tính trước cái gì hết. Quý Phật tử nhớ, mình đi vào trong chùa, mình cúng không có nói rằng là nhiều hay ít, mà chỉ có cái tâm của mình rộng hay hẹp mà thôi. Nếu cúng dường với cái tâm rộng, mình là Bồ Tát Đại Bi Tâm. Còn mình cúng dường mà nói thiệt ra, mình cúng dường cả tấn gạo mà tâm của mình hẹp hòi quá. Mình cúng dường 1 tấn gạo mà tâm của mình cứ dính hoài. Quý Phật tử à, cúng dường cho chùa Linh Ứng 1 tấn gạo hồi năm rồi, mà tới năm nay cũng còn nhắc 1 tấn gạo nữa. Như vậy là đâu phải cúng dường, không phải bố thí đại bi tâm Đà Ra Ni đâu. Cho nên mình trì chú đại bi. Quý Phật tử ơi, chúng ta phải để đại bi hiện thân trong cuộc sống của mình. Trì chú đại bi không phải Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia 108 biến, không phải đâu quý Phật tử à. Con số 108 biến có nghĩa là 108 phiền não thôi. Trì chú đại bi 108 biến để mình tận diệt phiền não của mình đó quý Phật tử. Cho nên đại bi mình phải làm sao cho nó hiện thân trong cuộc sống. Trì chú đại bi làm sao cho con mắt của mình Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Mình trì chú đại bi làm sao cho lỗ tai của mình có đại bi, làm sao lỗ mũi của mình có đại bi, làm sao cho cái lưỡi của mình cũng có đại bi luôn. Đạo tràng của chúng ta trì chú đại bi làm sao 84.000 lỗ chân lông của chúng ta đều phát ra 84.000 tia hào quang đại bi tâm Đại Đà Ra Ni. Trì chú như vậy có nghĩa là quý Phật tử ơi, mỗi một Phật tử là một bài thần chú, chứ không phải mở cuốn sách ra đâu nghe quý Phật tử. Người nào trì chú mà còn đọc, còn nhớ trong đầu, hoặc là cầm cái bổn trì chú, tức là ta, đại bi tâm là đại bi tâm. Phải không? Còn mình trì chú đại bi, bỏ cái bổn mình thuộc lòng, thì mình là mình, thuộc lòng là thuộc lòng. Chừng nào mà quý Phật tử đi ở đâu, đại bi tâm cũng có mặt ở đó. Trong cái thân của mình, hồn đại bi đang ngự trị trong ta. Mình đi đến một cành hoa, mình đều có đại bi tâm trên đó. Quý Phật tử ơi, hoa nó cũng có cảm nhận như mình. Hoa nó cũng cần một lời sống như mình. Mình tưới nước hoài qua nó cũng sống đó. Nhưng mà cái sống mà bằng nước, quý Phật tử ơi, giống như mình thôi, cũng vô thường, cũng chết chóc thôi. Nếu một người có tâm đại bi, khi chúng ta đến gần một đó qua, thì quý Phật tử nên rót cái tâm của mình vào từng cánh hoa. Mình trì chú đại bi, mình rót vào từng cánh hoa. Không phải đứng cạnh cánh hoa này rồi quý Phật tử Nam Mô Hắc Ra Đắc Na. Không phải đâu quý Phật tử. Trì chú đại bi rồi, quý Phật tử ơi, xem từng cánh hoa này là từng người bạn của mình. Mình đụng vào trong một cái vật cứng mình biết đau, thì khi quý Phật tử chân qua, quý Phật tử ơi, cái kéo, cái dao cắt cái thân của hoa, cái thân của hoa cũng biết đau nữa đó. Người Phật tử nào mà không có những cảm nhận, không có những cái tư tưởng đồng cảm với hoa, quý Phật tử ơi, chúng ta đem hoa đến, rồi chúng ta cắt cụp, rồi chúng ta ghim vào trong bình nước một cách vô cảm lạnh lùng. Tức là quý Phật tử ơi, mình chân hoa chưa có cái hồn của đại bi tâm. Ở trong đạo tràng, quý Phật tử ngồi trong đây, đại đa số là Phật tử nữ. Tất cả chúng ta ai cũng ít nhất hơn một lần đã từng chân hoa cúng Phật, phải không?
Cho nên hôm nay thầy mong rằng tất cả chúng ta sau này mỗi lần chân trưng qua cúng Phật, mình phải làm sao cho qua mình một chút hồn đại bi tâm. Trước khi trưng qua, mình nói rằng hỡi tất cả những đóa hoa tuyệt vời, hỡi những người bạn đồng tu của chúng tôi, hoa đã trang nghiêm cho Phật cũng như tôi trang nghiêm cho đạo tràng, xin hoa hãy cho phép tôi cắt tỉa hoa lại để đem hoa cúng dường cho Phật. Mình phải tâm sự mình với hoa, mình rót cái tâm đại bi của mình vào trong hoa. Quý Phật tử có dám hứa già có thể làm được không? Là người con Phật phải làm được nha quý Phật tử. Mời mốt đó quý Phật tử ơi, chúng ta chưng qua mà chúng ta đồng cảm với qua, chúng ta rốt vào trong qua cái hồn của đại bi tâm đó. Người nào có hồn của đại bi tâm khi chưng qua, qua không bao giờ tàn sớm hết. Mình chưng qua lâu héo lắm. Còn người nào chưng mà tâm hồn vô cảm lạnh lùng, quý Phật tử ơi, chưng buổi sáng buổi trưa là nó cong cái đầu nó xuống rồi. Bởi vì nó cảm nhận cái tâm của mình tham sân si phiền não, cho nên qua nó chịu không nổi, nó héo xuống. Còn tất cả chúng ta chưng qua mà mình tặng cho qua một sự mát mẻ tuyệt vời của đại bi tâm, mình tặng cho qua sự mát mẻ, sự ấm áp tuyệt vời của đại bi tâm, quý Phật tử ơi, qua mãi mãi thẳng đứng, qua mãi mãi không tàn đó. Cho nên mới mốt về thử đi nghe quý Phật tử, mình đến đạo tràng mình chưng qua, rồi mình thầm thầm mình nói chuyện với qua. Nói chung mình giống như một người bạn hay là một đứa em bé bỏng của mình. Quý Phật tử nâng niu nhẹ nhàng từng cánh hoa, mình làm mạnh, mình sợ hoa nó đau. Cũng giống như mình khi mà mình bị đứt tay, mình đau như thế nào, hoa nó cũng đau như thế đó. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới có thể nhập vào trong hoa, và chúng ta đưa được đại bi tâm của mình vào trong muôn loài vạn vật. Bồ Tát Quan Thế Âm là mẹ yêu thương. Nói chung Bồ Tát Quan Thế Âm là thị hiện cuộc sống giữa cuộc đời này. Cho nên chúng ta còn đi được là Bồ Tát Quan Thế Âm còn trước mặt chúng ta. Chúng ta còn hít thở là mẹ yêu thương vẫn còn sống bên cạnh chúng ta. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm tức là cuộc sống này đó quý Phật tử, là trật tự của cuộc sống. Cho nên người nào sống mà thuận theo trật tự, gọi là trật tự của vũ trụ, là quý Phật tử ơi, mình sống dai lắm. Trật tự của vũ trụ là gì? Là yêu thương, là tha thứ đó. Cho nên người nào mà sống mà sân hận, mà để bụng hoài là nghịch lại với cái trật tự của vũ trụ. Cái trật tự của vũ trụ có nghĩa là đại bi tâm, là lòng yêu thương. Trật tự của vũ trụ là gì? Là ăn chay, không bao giờ sát sanh hại vật. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là một người mẹ yêu thương, mà tất cả chúng ta đều là những đứa con trong. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này nói riêng, và tất cả con người có mặt ở ngoài kia nói chung, quý Phật tử ơi, chúng ta là con của Bồ Tát mẹ yêu thương. Phật tử nam là anh, Phật tử nữ là chị. Tất cả chúng ta đều là người anh, người chị, đều là con của mẹ yêu thương hết, đều là con của Bồ Tát Quan Thế Âm hết. Còn tất cả chúng sinh, con trâu, con bò, con chó, con heo, con mèo, quý Phật tử ơi, con cá, con cua, con sò, con ngốc, quý Phật tử ơi, con trùng, con dế, con gián, con ruồi, con muỗi, vân vân và vân vân. Tất cả những chúng sinh đó đều là những đứa em bé bỏng của mình đó quý Phật tử. Cho nên mình trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, mình là người anh, người chị, còn tất cả chúng sanh xung quanh mình đều là những đứa em bé bỏng vô cùng. Vậy đó mà mình ngồi mình trì chú, cái lâu lâu mình giật mình vỗ vô chân mình một cái, chát em mình đã chết. Phải không? Mình ngồi mình trì chú đại bi đó, tức là mình làm sao cho cái hồn đại bi trong tâm của mình giúp mình tỉnh giấc. Nhưng mà mình trì đại bi hoài mà cái hồn đại bi không bao giờ thức giấc, mà nó mãi mãi chìm trong quên lãng và nó ngủ quên truyền kiếp luôn quý Phật tử à. Rồi mình cứ trì cái xác của đại bi hoài. Cho nên mình ngồi mình trì mà mình cứ quên Nam Mô Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni, rồi những đứa em bé bỏng của mình nó trở thành những cái xác vụn về trên bàn tay của mình.
Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mỗi lần mà chúng ta vỗ một cái chát, con mũi nó không còn hình thù trên bàn tay của mình nữa, tức là con mũi đó đã từ giã cuộc sống của nó rồi. Quý Phật tử ơi, linh hồn của nó chia ra làm hai, một là nó bám vào đôi tay của chúng ta, một là nó đứng phía bên kia cõi vô hình để nó chờ đợi mình đó. Cho nên quý Phật tử, chúng ta xòe cái bàn tay của mình ra coi nó còn con mắt ở trong đó không? Bồ Tát Quan Âm nói tất cả những đứa con của người đều có con mắt trong tay hết đó. Bây giờ quý Phật tử nhìn lén xuống bàn tay của mình coi nó còn con mắt không? A-di-đà Phật, con không thấy, phải không? Không phải nó mất đâu quý Phật tử à, nó vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà quý Phật tử ơi, quán khí của quan hồn nó làm cho mờ đi con mắt trong lòng bàn tay của chúng ta. Không phải chỉ có một cái chát chết con mũi đâu, mà quý Phật tử ơi, con gián nè, con chuột nè, con nhện nhện nè, quý Phật tử ơi, rồi con cá quý Phật tử đánh dậy, rồi con gà quý Phật tử cắt cổ nó nữa, phải không? Cho nên đôi tay này, quý Phật tử ơi, muôn ngàn quan hồn nó bám trên đôi tay của mình. Một nửa quan hồn nó ở lại trên tay, một nửa quan hồn nó đứng ở phía bên kia. Thầy nói ví dụ như một cô thôi, trong cuộc sống của mình, mình đánh mất đại bi tâm của mình rồi, mình không còn cái hồn của đại bi của mình nữa. Quý Phật tử ơi, mình đã gieo biết bao nhiêu quán khí giữa cuộc đời này. Một con mũi nữa linh hồn đứng đó chờ. Thầy ví dụ trong cuộc sống của mình giết khoảng chừng 5-3 triệu con mũi thôi, phải không? Thì 2 triệu rưỡi linh hồn của nó nằm bên kia nó chờ mình rồi. Trong suốt cuộc đời của mình, mấy con cá nó chết thôi, thầy tính gọn gọn thôi, khoảng chừng 500.000 con cá nó chết thôi, thì 250.000 linh hồn đứng bên kia nó chờ mình. Quý Phật tử ơi, con gà của mình trong một đời của mình đó, quý Phật tử ít nhất của mình đó, mình gom lại mình ăn cũng hết 10 con thôi, tính ít thôi nha, 10 con gà thôi, thì 5 linh hồn nó nằm ở bên đó rồi. Quý Phật tử ơi, ở bên kia cửa tử, linh hồn nó đứng nó chờ mình. Bởi vì sao? Vì loại hình tư tưởng của mình. Mình trì chú đại bi, mình niệm đại bi, mà loại hình tư tưởng của mình không có một dấu hiệu của đại bi, phải không? Mình trì chú đại bi thì mình làm sao trong tư tưởng của mình có một khung hình của đại bi chứ? Mình trì chú đại bi mà khung hình của mình không có một chút yêu thương và tha thứ, thì mình trì chú đại bi cuối cùng rồi, quý Phật tử ơi, trì đại bi thật nhiều mà kết quả đại bi chẳng có bao nhiêu hết đó. Đến đạo tràng thì mình ngồi mình trì chú đại bi, mình thuộc lòng, mình đọc hay lắm, mình ngân nga, mình lên xuống, mình trầm bổng rất là đều đặn quý Phật tử à. Nhưng mà mình chưa bao giờ cho đại bi nó nhập vào trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ biến đại bi thành cái hồn sống trong từng bước chân đi của mình. Thì quý Phật tử ơi, mình tu biết bao nhiêu mà loại hình tư tưởng của mình không có Bồ Tát, không có Bồ Tát đại bi. Mình ngồi mình trì chú đại bi mà tâm của mình nó rung động bằng tất cả những cái sự sân hận tham lam, thì quý Phật tử miệng đọc đại bi mà loại hình tư tưởng là loại hình tham sân si, quý Phật tử thấy không? Cho nên thầy nói cho tất cả chúng ta nghe, khi linh hồn của mình đi qua bên kia cửa tử, chúng ta gặp hai loại hình, một loại hình quán khí bên ngoài, một loại hình tư tưởng sân hận bên trong. Hai loại hình này nó kết hợp với nhau thành ra một hình thù của nghiệp lực. Tại sao chúng ta niệm Phật, chúng ta không tạo cho mình hình ảnh của Phật? Cái lỗi lầm lớn nhất của những người con Phật và của những người xuất gia tu học, chúng ta là người niệm Phật mà chúng ta chưa bao giờ tạo cho tâm mình một khung hình của Phật. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà quý Phật tử chưa bao giờ vẽ trong tâm của mình một khung hình của vô lượng quang. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình chưa bao giờ tạo trong tâm của mình một khung hình vô lượng thọ. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình chưa bao giờ tạo trong tâm của mình một khung hình vô lượng công đức. Quý Phật tử ơi, mình niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta chưa tạo trong tâm của mình một khung hình đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Chưa bao giờ chúng ta tạo cho mình một khung hình đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý Phật tử có đọc kinh Phổ Môn, quý Phật tử sẽ thấy rằng trước khi mà chúng ta niệm Nam Mô
Hô Quán Thế Âm đó, thì chúng ta phải có Phạm Âm nè, Hải Triều Âm nè, Thắng Bỉ Thế Gian Âm nè. Chừng nào quý Phật tử thắng bị thế gian âm thì quý Phật tử ơi, mình mới thành tựu Quán Thế Âm. Thắng bị thế gian âm có nghĩa là gì? Là những âm thanh trần tục của cuộc đời đó. Thế gian âm mà mình thắng qua, mình vượt qua được những âm thanh của cuộc đời. Âm thanh của cuộc đời là gì? Tham lam. Quý Phật tử vượt qua âm thanh tham lam trong tâm mình chưa? Vượt qua chưa quý Phật tử? Cái tiếng vỗ tay này nó mang đầy hai ý nghĩa. Một là thưa thầy con đã vượt qua. Còn hai là thưa thầy con còn tham lam lắm. Ý nghĩa nào quý Phật tử? Ý nghĩa thứ nhất phải không? Tất cả chúng ta còn tham lam lắm quý Phật tử ơi. Nếu người nào nói con không còn tham lam nữa, ở trong đây có hai người không còn tham thôi. Một là người nằm trong bụng mẹ, hai là người nằm trong quan tài. Hai người đó không tham thôi. Còn tất cả chúng ta ngồi ở đây, áo vàng cũng như áo lam, xuất gia cũng như tại gia, còn nhúc nhích, còn đói bụng biết ăn, còn khát nước biết uống nước đó quý Phật tử, là chúng ta còn có lòng tham. Nhưng mà chúng ta đi theo dấu chân của Bồ Tát Đại Bi, chúng ta tận trừ lần lần tất cả những cái độc tố của tham lam. Cho nên quý Phật tử ơi, mặc áo lam rồi, quý Phật tử phải cố gắng làm sao giải độc cho mình mới được. Đừng có mặc áo tràng lam rồi mà quý Phật tử không chịu giải độc cho mình nha. Ở đây đạo tràng của mình đó, có ai giải độc tham không? Có nghĩa là bây giờ người ta đến cho mình tiền rồi, mà một chút người ta đến, người ta quên, người ta cho nữa. Mình nói A-di-đà, bữa nay tôi giải độc lòng tham, tôi không lấy nữa đâu. Có không? Có người nào dám giải độc như vậy không? Cho nên ở trong kinh Tán Thán Phật có một câu bạch hào quyển chuyển ngũ tu di. Quý Phật tử có thuộc câu đó không? Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, có thuộc câu đó không? Đó là lời tán thán Đức Phật A-di-đà đó quý Phật tử. Tán thán Phật A-di-đà có nghĩa là nói giữa chặng mài của Đức Thế Tôn có một sợi tơ màu trắng mịn màng lắm. Sợi tơ đó quấn quanh năm ngọn núi Tu Di. Đức Thế Tôn dùng sợi tơ trắng giữa lòng, giữa chặng mài, quấn quanh năm ngọn núi Tu Di, dơ núi lên, hạ núi xuống, đưa núi qua bên phải, đưa núi qua bên trái. Quý Phật tử ơi, chúng ta thấy Đức Phật A-di-đà của mình dùng sợi tơ trắng nhỏ ở giữa chặng mài, quấn quanh năm ngọn núi Tu Di, đưa lên, đưa xuống, đưa qua, đưa lại. Quý Phật tử tin không? Vỗ tay là tin hay không tin? Người nào nói là con đọc câu đó rồi con tin liền là quý Phật tử mê tín. Vừa đọc xong mà tin liền là mê tín. Bởi vì quý Phật tử tưởng tượng đi, cái cọng lông trắng giữa chặng mài nó mảnh như sợi tơ. Còn cái núi Tu Di là cái núi diệu cao, nó nằm ở ngoài cõi ta bà của mình chứ không nằm ở trong đất này đâu. Mà quý Phật tử nghe cái cọng lông trắng mà nó quấn một lượt năm ngọn núi Tu Di, nó đưa lên đưa xuống mà tin liền là mê tín dị đoan đó. Một niềm tin không có căn cứ, niềm tin không có biết lai lịch, một niềm tin không rõ lịch sử, mình tin như vậy là mê tín rồi. Phải không? Thiệt sự ra bây giờ quý Phật tử năm ngọn núi Tu Di mình còn không biết nó nằm ở đâu nữa, rồi làm sao mà tin đây nữa. Phải không? Núi Tu Di là núi diệu cao, mà diệu cao có nghĩa là nó cao hoài, nó không dừng lại được, gọi là núi diệu cao đó quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử làm ăn đi, trong tủ mình có tiền rồi, bây giờ quý Phật tử muốn làm ăn có tiền nữa không? Muốn làm nữa không? Làm hoài, nó có hoài thì cứ đi làm thôi. Tới chừng già rồi vẫn còn đi làm, già nữa thì cứ đi làm nữa, chừng nào tôi bị đột quỵ tai biến nằm một chỗ, tôi vẫn còn suy nghĩ chuyện đi làm nữa chứ không chịu nghỉ nữa quý Phật tử à.
Cho nên tiền tài đó là ngọn núi diệu cao thứ nhất. Tất cả chúng ta không ai mà chê tiền hết, phải không quý Phật tử? Có ai chê tiền không? Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, một người có đại bi tâm, có đại đà ra ni, một người Phật tử có trái tim của Bồ Tát, tham tiền cũng trật mà chê tiền cũng trật luôn. Bởi vì tiền là gì? Quý Phật tử biết không? Tiền là gì? Quý Phật tử biết không? Phương tiện Bồ Tát lực đó. Tiền là phương tiện Bồ Tát lực. Nhưng mà vì tất cả chúng ta tham đắm nó quá nhiều rồi, quý Phật tử ơi, mình quên đi cứu cánh lực của mình. Phải không? Mình quên đi cái cứu cánh lực của mình, để cho cái đồng tiền nó sai sử, để cho lòng tham của mình nó biến đổi con người của mình. Quý Phật tử ơi, còn mình chê tiền có nghĩa là mình sai luôn. Mình làm sai chứ tiền không làm sai đâu quý Phật tử. Cho nên người Phật tử có tâm đại bi, chúng ta muốn làm sao trong đại bi tâm có hồn, quý Phật tử phải biết nhìn tiền theo đôi mắt của đại bi. Mình cầm tiền bằng thiên thủ, mình nhìn đồng tiền bằng thiên nhãn. Quý Phật tử ơi, người nào cầm đồng tiền mà không có con mắt trong lòng bàn tay, mình cầm tiền bằng bàn tay lông lá của ma đó quý Phật tử. Cho nên có hai người Phật tử, mỗi một người có 8 triệu đồng trong túi. Người thứ nhất đi vào trong làng nướng, kêu tất cả những đứa em vô tội của mình nướng trên lửa hồng. Phải không? Lôi đầu từ đứa ra. Mình là anh cả mà mình đi vào trong quán, mình lôi em mình ra mà lựa cái thằng nào còn sống chứ thằng nào chết ngộp là không ăn nha. Mình tàn nhẫn với những đứa em của mình quá quý Phật tử à. Mình ăn thịt em của mình xé xác em của mình mà mình phải lựa nó tươi, nó còn sống. Mình ăn trong sự đau đớn và giãy giụa của những đứa em vô tội mình mới vừa bụng mình. Có 8 triệu đồng đi vào trong làng nướng, lôi đầu từng đứa em của mình, những thằng mang tên là con tôm, con cua, con mực, rồi mình nướng, mình lật qua, mình lật lại, rồi mình xé thịt em mình ra, mình ăn, mình uống rượu bên men đắng, để rồi mình có những nụ cười bên nỗi đau của những đứa em vô tội. Còn một Phật tử kia cầm 8 triệu đồng, nhưng mà người đó không đi vào làng nướng mà đi vô làng ếch ô ếch để gửi 8 triệu này, nhờ tất cả những tấm lòng vàng cho tôi gửi 8 triệu này để mà tôi giúp một chút tấm lòng của tôi để tìm lại những nụ cười cho những đứa trẻ sức môi. Quý Phật tử thấy đồng tiền nó có tội không? Người thứ nhất cầm 8 triệu đồng đi vào trong làng nướng, đôi tay này là đôi tay lông lá của ma. Người thứ hai cầm 8 triệu này đi vào trong làng SOS để mà tìm lại nụ cười cho những đứa trẻ sức môi, đôi tay này là thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Quan Âm đó. Hãy mong rằng đạo tràng của chúng ta từ đây trở về sau, khi ngồi đọc kinh, đôi tay này lật từng trang kinh bằng thiên thủ thiên nhãn. Quý Phật tử ơi, có đôi khi đó mình lật từng trang kinh mà tay của mình lông lá của ma không? Làm sao đưa từng trang kinh vào tận trang đời nghe quý Phật tử? Mình tụng kinh mà mình chỉ để kinh ở trong chánh điện, quý Phật tử chưa bao giờ đem từng trang kinh vào tận trang đời cả. Nam mô Phổ Môn Thị Hiện Cứu Khổ Tầm Thinh. Nhưng mà quý Phật tử đã đưa Phổ Môn vào cuộc đời chưa? Quý Phật tử có đưa từng trang kinh Phổ Môn đi vào trong cuộc sống của chúng ta chưa? Thầy mong rằng đạo tràng của mình hãy dở từng trang kinh Phổ Môn, từng trang kinh của Bồ Tát Quan Thế Âm, hãy lật từng trang kinh bằng ngàn tay ngàn mắt. Đừng bao giờ quý Phật tử ơi lật từng trang giấy đó mà bằng những bàn tay lông lá của ma. Ngồi đọc kinh mà lật kinh như thế này mà lòng của mình sân hận lắm. Cái con mẹ này bả đọc kinh dở mà bả la lớn quá. Phải không? Đại bi tâm đại đà ra ni, mình đọc kinh mà tâm của mình cứ là tâm ma không, người làm sao đây? Mình đọc từng trang kinh, mình lật từng trang kinh mà tâm của mình không có đại bi, trái tim của mình không có đại bi lên tiếng. Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta mãi mãi chôn vùi kiếp sống của mình trong bóng đêm của dục vọng. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đi hành
hành trình xuyên phiền não. Chúng ta là những người con của Phật. Quý Phật tử ơi, con đường của Phật là một con đường duy nhất rộng rãi thênh thang lắm. Nhưng mà có một điều, đường về Phật rộng mênh mông mà không có một người tìm đến. Còn nẻo địa ngục A Tỳ nó chật vô cùng chật mà không biết bao nhiêu người chen lấn vào trong cửa đó. Phải không? 10 cánh cửa địa ngục mà mãi mãi gặp tất cả chúng sinh, còn cánh của Phật mênh mông vậy đó mà thưa thớt bóng người. Cũng giống như có một lần sứ giả Tây Phương về báo với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bạch Đức Thế Tôn. Con đứng con chờ tất cả những đứa con mặc áo tràng lam. Chiếc xe Phật đã đứng bên kia cửa tử để chờ tất cả những tâm hồn của người con Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con đứng con chờ ngoài. Con thấy đi ngang qua con mặc áo tràng lam cầm sâu chuỗi. Còn rủ rê nhau tất cả chúng ta là đạo tràng đại bi tâm. Bạch Đức Thế Tôn. Tất cả Phật tử đó mặc áo tràng lam đi ngang chiếc xe Phật không thèm ngó con luôn. Huống gì leo lên xe Phật. Đôi khi chúng ta mặc áo tràng lam, chúng ta niệm chú đại bi với quý Phật tử à. Nhưng mà chúng ta đã bỏ quên chiếc xe Phật đã chờ đợi ta phía bên kia cửa tử. Nói tới cái cửa tử chứ kỳ thật ra đó là cánh cửa để đi về Phật. Chết là gì quý Phật tử biết không? Nếu một người nào không có lòng đại bi, tất cả chúng ta đều mang cái xác của phàm phu. Chúng ta còn mang trong trái tim của mình những giọt máu tham sân và si đó quý Phật tử. Thì tất cả chúng ta đều sợ chết. Mà nếu sợ chết rồi thì quý Phật tử ơi, qua bên kia cửa tử chúng ta không biết đường về. Còn nếu mà quý Phật tử hiểu được chết là gì, là quý Phật tử ơi, mình sẽ làm cho đại bi của mình tỉnh giấc. Trong đạo tràng đại bi tâm có biết chết là gì không? Chết là thời gian nghỉ hè đó quý Phật tử. Chúng ta đang sống ở đây là quý Phật tử đang bước vào lớp học đại bi tâm. Mỗi một Phật tử là một học trò. Nhưng mà giỏi hay dở thì chờ về sau mới biết. Phải không? Tất cả chúng ta ngồi trong đây là quý Phật tử đang bước chân vào lớp học đại bi tâm. Còn chết là gì? Là thời gian nghỉ hè. Còn kiếp sau là gì? Là quý Phật tử ơi, mình lên lớp hay mình ở lại lớp thôi. Mình ở đây mà mình học giỏi, mình lên lớp Tây Phương Cực Lạc. Còn ở đây mà mình học dở quá, quý Phật tử ơi, xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bây giờ thầy hỏi thiệt, đạo tràng đại bi tâm, học giỏi hay học dở? Nghe nói ở lại lớp xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh, vỗ tay lẹ quá. Vậy thì đạo tràng đại bi tâm, toàn bộ tất cả chúng ta là học sinh giỏi hết phải không? Học sinh giỏi là phải làm sao? Học cho thuộc hai chữ đạo đức đi quý Phật tử à. Là con của Bồ Tát Đại Bi rồi thì quý Phật tử phải làm sao? Học thuộc lòng hai danh từ đạo đức. Ở đây chữ đạo không phải đê a đa o đao nặng đạo đâu. Phải không? Quý Phật tử phải làm sao cho nó có cái hồn của chữ đạo, cái hồn của chữ đức, chính là cái hồn của Đại Bi Tâm đó. Còn mình đạo đức, mình nói bằng miệng không à, tôi đi tu, tôi có đạo đức, tôi ăn chay trường, tôi có đạo đức, chưa chắc đâu quý Phật tử. Có đôi khi chúng ta ăn trường chay mà nói không bao giờ trường chay. Ăn trường chay có nghĩa là gì? Trong buổi ăn của mình không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Nhưng mà chưa chắc lời nói của mình, chưa chắc lời nói của mình không có vị mặn nước mắt của chúng sinh nghe. Có nhiều người ăn chay mà mở miệng ra làm cho con người ta khóc tại chỗ luôn đó quý Phật tử. Ăn chay trường mà chửi xối xả vô mặt người ta. Ăn thì không có vị mặn nước mắt mà nói mở miệng ra là mang vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Cho nên ăn có thể là trường trai nhưng mà nói chưa có trai trường đâu. Cho nên mong rằng quý Phật tử phải làm sao con của Bồ Tát Đại Bi phải hiểu rõ, phải trọn vẹn, phải toàn diện nha quý Phật tử. Con của Bồ Tát Đại Bi vào trong đạo tràng Đại Bi Tâm, trì thần chú Đại Bi là phải làm sao có cái hồn của Đại Bi. Đừng bao giờ sống bằng cái xác vật vờ vật dưỡng. Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh lúc mà ban đầu đi đó.
Trần Huyền Trang cũng đi bằng cái xác vật vờ vật dưỡng đó quý Phật tử à. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng đại bi tâm này, mỗi một Phật tử là một Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh đó. Trong tâm của mình có bốn đứa đệ tử, tùy theo mình dạy nó và tùy theo mình nghe lời đứa nào, phải không? Trong tâm của mình lý trí là Tôn Ngộ Không, lý trí của mình là trí tuệ Tôn Ngộ Không, không có cái gì cố chấp hết. Cái vũ khí của Tôn Ngộ Không là cây thiết bản thẳng thừng, không méo mó, không móc meo gì cả, phải không? Còn đệ tử thứ hai của mình là gì? Tình cảm đời thường trư bát giới. Vũ khí của nó là gì? Cái cào cỏ. Nó móc người ta dữ lắm luôn quý Phật tử à, phải không? Cái cào cỏ nó móc vô không à, phải không? Người đệ tử thứ ba là khả năng chịu đựng xa ngộ tịnh gồng gánh trên vai. Đứa đệ tử cuối cùng là vượt lên chính mình, Tiểu Bạch Long đó. Cho nên đạo tràng của chúng ta hôm nay, người nào mà thấy trời là mưa, quý Phật tử ơi, mình đi bộ không có con Tiểu Bạch Long cho mình cởi, không có vượt lên chính mình, thấy trời mưa rồi không dám đi. Hồi nãy đó thầy đi có ba cô Phật tử leo lên chiếc xe mà chở đoàn Phật tử tới đây nè, đi trễ đi, còn đừng có gian xe của thầy đi, tội nghiệp lắm, cách xa thiệt là xa vậy đó, vậy mà chạy bộ lại để mà leo lên có gian xe của thầy tới đây. Cho nên tuy rằng là thế gian thấy Phật tử nó đang chạy bộ, nhưng mà trong tâm quý Phật tử ơi, đang cởi trên lưng con Tiểu Bạch Long vượt lên chính mình đó. Quý Phật tử thấy không? Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao đại bi tâm trong con người của mình phải có hồn, đừng bao giờ sống bằng một cái xác vật vờ vật dưỡng. Chúng ta sống mà tâm của mình không có không, Tôn Ngộ có không à, phải không? Cái gì cũng có hết chứ không có Tôn Ngộ Không. Quý Phật tử thấy trư bát giới đẹp không? Đẹp không quý Phật tử? Vậy đó mà ai cũng thích mình là trư bát giới hết. Trư bát giới là gì? Là nặng nề. Trư bát giới là gì? Là âm u. Trư bát giới là gì? Là lười biếng giải đãi. Trư bát giới là gì? Là tham ăn tham ngủ đó quý Phật tử à. Trư bát giới thấy cái gì khó là không muốn đi rồi, phải không? Coi phim Tây Du Ký, cái gì mà khó là trư bát giới không muốn làm. Trư bát giới có nghĩa là thấy trời mưa là không muốn đến đạo tràng linh đứng để trì chú đại bi. Cho nên thầy mừng lắm, đạo tràng của chúng ta hôm nay ngồi trong đạo tràng toàn là Tôn Ngộ Không không đó. Quý Phật tử ơi, chúng ta là lý trí tuyệt vời, là trái tim của đại bi đó. Hôm nay trời mưa thật, nhưng mà quý Phật tử có biết không, nếu mà đứng về phút thì đây là trời đang rưới mưa qua tán thán công đức của mình. Nói về đức, đây là cam lồ của Bồ Tát Ban Thế Âm đang tặng cho quý Phật tử đó. Hôm nay người nào mà áo tràng lam ướt hết, quý Phật tử ơi, tâm của mình thấm nhuần cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta mãi mãi đều được Quan Thế Âm thị hiện và luôn luôn che chở cho quý Phật tử. Quý Phật tử ơi, nếu mà mình niệm mình trì chú Đại Bi Quan Thế Âm mà trái tim của mình luôn luôn lúc nào cũng có Quan Âm ở trong đó, quý Phật tử ơi, Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn lúc nào cũng phóng ra muôn ngàn tia hào quang để che chở cho chúng ta hết. Tâm của chúng ta có cảm, Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện liền đó quý Phật tử. Cho nên đó, quý Phật tử ơi, có nhiều người đó, người ta không hiểu Bồ Tát nào, Đức Phật nào cũng có một ngày lễ vía hết, tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm tới 3 ngày? Phải không? 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, phải không quý Phật tử? Rồi tất cả chúng ta ai cũng lấy làm lạ hết. Rồi quý Phật tử đến người này hỏi, đến người kia hỏi. Quý Phật tử đến quý thầy, đến quý cô hỏi. Có đôi khi các thầy, các cô trả lời cho quý Phật tử, ba cái ngày đó là cái ngày sinh ra, ngày xuất gia, ngày thành đạo. Hoặc là ngày sinh ra, ngày thành đạo, ngày nhập Niết Bàn của Bồ Tát Quan Âm. Nói như vậy là quý Phật tử ơi, nói để trấn an quý Phật tử thôi.
Làm gì mà quý Phật tử, làm gì mà chúng ta biết được Bồ Tát Quan Âm sanh ngày 19 tháng 2 hay 19 tháng 6? Chúng ta làm gì biết Bồ Tát Quan Âm thành đạo 19 tháng 9 hay 19 tháng 2? Phải không? Cho nên tất cả chúng ta đừng có trả lời theo kiểu đó. Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 2 cũng vía, Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 6 cũng là ngày vía, Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 9 cũng là ngày vía. Có nghĩa là quý Phật tử có biết không, một năm trời Bồ Tát Quan Âm đều xuất hiện cả. Bồ Tát Quan Âm không bao giờ ngừng lại ở một bất cứ một thời gian nào, không dừng lại ở bất cứ một không gian nào. Có một lần, cái gia đình đó, hai vợ chồng từ ở trên chung cư đi xuống đi chợ. Đứa con nó còn bé, khoảng 7 tuổi, 8 tuổi. Rồi hai vợ chồng để con ở nhà, đi xuống dưới lầu để đi chợ. Thì trên đoạn đường đi chợ thì chung cư phát quả. Trong chung cư tự nhiên nó có quả quạng lớn lắm quý Phật tử à. Mà đứa con còn mắc kẹt ở trên cái lầu tư á. Hai vợ chồng đi về thì lấy lửa nó cháy hết trơn cái chung cư rồi. Khóc quá trời luôn, mà ở dưới thì tất cả những người chữa lửa người ta đã làm nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng mà đứa con còn nằm ở trong lửa. Thì bé gái 8 tuổi đó ngày thường, mẹ của bé dạy bé đó, khi con nào mà con gặp tất cả những cái sợ hãi đau khổ đó, con cứ chắp tay niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì ở trên cái chung cư đó có cái đạo tràng thờ Bồ Tát Quan Âm. Con bé nó thấy lửa cháy nó sợ quá luôn rồi. Nó chui dưới cái bàn đó quý Phật tử à. Nó chui xuống dưới cái bàn mà thờ Phật Quan Âm đó. Nó ngồi nó khóc, nó nói: Bồ Tát Quan Âm ơi cứu con với, lửa nóng quá, Bồ Tát Quan Âm ơi cứu con với. Lúc bấy giờ con bé ở trong cái bàn tự nhiên thấy có một chú, thấy có một chú lính cứu hỏa đi xăm xăm, đi xuyên qua lửa, bồng cô bé đi ra, đi xuống lầu, đi xuống đất, để đứa bé ngồi bên gốc cây. Nhưng mà tất cả mọi người thấy đứa bé đi xuống mà không thấy chú lính nào hết, mà chỉ có cô bé thấy Bồ Tát Quan Âm đang bồng mình đi xuống. Thì lúc bấy giờ, hai vợ chồng mừng quá, lên nhìn trên cái lịch và thấy rằng đó là ngày 19 tháng 2. Cho nên từ đó người ta mới chọn ngày 19 tháng 2 là ngày thể hiện cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm. Và cũng có một lần nữa, một đoàn thuyền đang đi. Một con thuyền chở rất là nhiều người đi trên cái biển lớn lắm quý Phật tử. Cơn sóng nó dập dồn dữ dội luôn. Quý Phật tử ơi, biết trên tàu đó biết bao nhiêu con người. Phân nửa người đó thì tin, nghe theo lời ông thuyền trưởng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn phân nửa kia thì không có tin, không thèm niệm. Cho nên rồi khi mà sóng nó vỗ làm bể chiếc thuyền ra rồi đó quý Phật tử, thì những người nào mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Cứu Khổ Cứu Nạn đó thì tự nhiên chụp được những cái miếng dán bể của chiếc thuyền, rồi tự nhiên cái ngọn gió đưa từng tấm dán đưa vào trong chỗ cạn. Còn tất cả những người mà không có niệm Quan Âm đều mất tích trong lòng biển cả hết. Thì tất cả những người còn sống sót đó sau này biết rằng cái ngày mà lâm nạn của mình chính là ngày 19 tháng 6, là ngày Quan Âm thị hiện cứu khổ cứu nạn đối với Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Âm thị hiện cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng ta đều ngày 19 hết. Cho nên nó có những cái chuyện mà khi mà Bồ Tát thị hiện cứu khổ đó đều trùng ngày 19 hết. Còn quý Phật tử thấy có hai gia đình đó, hai vợ chồng, một đứa con. Thì cái người ăn cướp này, cái tên ăn cướp này theo dõi hai vợ chồng, hai đứa con dữ lắm. Bởi vì cái tượng Phật Bồ Tát Quan Thế Âm bằng ngọc bích mà người mẹ đeo ở trên cổ, thằng ăn cướp nó đi theo hoài luôn. Hai vợ chồng đi giả ngoại, đi vào trong rừng đi giả ngoại vậy mà thằng ăn cướp đó nó đi theo dõi hoài. Khi mà hai mẹ con ngồi ở trong một cái gờ đá, người chồng đi tìm thức ăn đi về để hai vợ chồng với đứa con giả ngoại, thì bất chợt người mẹ nhìn thấy phía bên kia có một tên nó gườm gườm. Người mẹ nghi ngờ, lột cái tượng Phật Quan Âm trao cho đứa con của mình, bảo nó chạy vào trong rừng đi. Thằng ăn cướp nó chạy tới, nó cầm cây dao, nó thấy đứa bé chạy vào trong rừng, nó biết rằng thằng nhỏ này cầm tượng Quan Âm bằng ngọc bích. Quý
Người Phật tử ơi, nó cầm cây dao, nó gượt theo thằng nhỏ, nó gượt quá trời. Thằng nhỏ vừa chạy vừa nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, chạy chối chết. Chạy một hồi ở trên trước mặt nó cái vách đá treo leo hết chạy luôn. Nó ngồi nó dựa vô vách đá, nó tuột xuống luôn. Nó nhìn thấy thằng ăn cướp mặt ngoài thấy ghê lắm, cầm cái kiếm cái dao găm bự gì nè. Kể như là cuộc đời nó tan rồi. Thằng đó đâm một phát, quý Phật tử ơi, nó đâm làm sao không biết nữa, nó trúng vô cục đá. Cái mảnh đá đó quý Phật tử làm sao từ ở trong đá văng vô con mắt của nó. Nó ôm con mắt của nó dụng cây dao xuống. Thằng nhỏ bắt đầu ôm tưởng Quan Âm chạy về má nó. Phải không? Khi mà nó chạy về bên cạnh mẹ nó rồi thì mẹ nó và cha nó cũng đang chạy lại. Cả gia đình gặp nhau ôm đứa con quá trời, trên tay vẫn còn cầm Bồ Tát Quan Thế Âm. Và coi trong lịch đó là ngày 19 tháng 9. Đó là tất cả những cái thị hiện cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử à. Cho nên ở trong kinh Quán Thế Âm, nếu mà cần một vị Phật thị hiện thì Quán Thế Âm hiện ra Phật để cứu khổ chúng sinh. Hiện là Bồ Tát sẽ là Bồ Tát cứu khổ chúng sinh. Hiện ra tất cả thân thinh văn duyên giác đều hiện ra để cứu khổ chúng sinh. Nếu cần hiện ra tỳ kheo, tỳ kheo ni thì Bồ Tát Quan Âm cũng hiện ra tỳ kheo ni để cứu độ tất cả chúng sinh. Thậm chí có thể hiện ra trưởng lão nè, rồi người nữ của trưởng lão nè, rồi đồng nam nè, rồi đồng nữ nè, quý Phật tử, để cứu độ chúng sinh thì Bồ Tát Quan Âm đều hiện thân để cứu độ hết. Thậm chí hiện ra thân trời rồng dạ so quỷ thần, tất cả Bồ Tát Quan Âm đều hiện thân ra để cứu khổ chúng sinh hết. Có thể hiện ra thân lúa mè tre lao, đá núi bụi bặm, sông ngồi ao rạch, nơi nào cần Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm thị hiện. Có hai cha con đó trì chú đại bi cũng giống như quý Phật tử vậy nè. Một ngày kia đi lên rừng, rồi bất chợt lạc vào trong rừng sâu. Lạc ba ngày rồi quý Phật tử à, đói quá, không có gì ăn hết. Cho nên hai cha con ngồi tựa vào trong gốc cây. Đói rồi, hai cha con nói thôi bây giờ xếp bằng trì chú Quan Âm chờ Phật rước. Đói mà bụng rủng tay chân hết. Quý Phật tử ơi, ngồi đó mà trì chú Quan Âm, trì chú vì chú đại bi, rồi hai cha con ngủ thiếp đi. Khi hền sáng hai cha con giật mình thức dậy. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái loài nấm nó mọc xung quanh hai cha con vậy đó. Hai cha con mừng quá trong thời gian đi lạc mà. Bắt đầu lấy đá đập thành lửa, lấy cỏ khô, lấy củi khô nhốt bếp lên, lấy cái nấm đó nướng ở trong rừng để ăn. Nhờ cái nấm rừng đó mà sống được qua ngày. Quý Phật tử thấy không? Cần hiện thân làm nấm, cần hiện thân làm từng lá cải, cần hiện thân làm từng hạt lúa. Bồ Tát Quan Thế Âm đều hiện thân cứu khổ hết. Cho nên quý Phật tử ơi, có đôi khi mình ăn cơm đó, trong chén cơm của mình, từng hạt gạo, từng hạt cơm là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử à. Mình đang ăn thân của mẹ yêu thương đó. Bồ Tát Quan Thế Âm muốn cho tất cả chúng ta ăn thân thể của người, để trong lòng của quý Phật tử có một chút đại bi tâm. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình ăn cơm, mình ăn hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà quý Phật tử ơi, trong tâm của mình có một chút lòng từ bi không quý Phật tử? Có không? Có luôn tới chết hay là có một chút rồi hết? Quý Phật tử ơi, lòng đại bi của mình chợt có, chợt không, chợt còn, chợt mất. Mình ngồi trong đạo tràng đại bi, mình đang nghe pháp hoặc mình đang trì chú đại bi, lòng đại bi của mình đang thức dậy. Nhưng mà quý Phật tử ơi, khi mà mình rời khỏi linh ứng tự này rồi, quý Phật tử còn có giữ trong trái tim của mình đại bi tâm Đại Đà Ra Ni nữa hay không? Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta cố gắng quý Phật tử ơi, trái tim của mình phải là trái tim của đại bi. Và hiện tại bây giờ quý Phật tử đang là những học sinh trong trường học đại bi. Quý Phật tử ơi, mình làm sao cho chữ đạo của mình có hồn, chữ đức của mình có hồn. Cái hồn của đạo là gì? Yêu thương. Cái hồn của đức là gì? Tha thứ đó quý Phật tử. Cho nên có đôi khi nói tôi là người đạo đức, nhưng mà mình không biết cái hồn của hai từ đạo đức. Phải không? Thấy ông đó hiền hiền, thấy ông đó cái mặt không có hung dữ, nói ông này đạo đức. Chàng ơi, ông ác ở trong ruột hơn cái gì luôn nữa. Phải không? Cho nên đừng bao giờ nhìn cái mặt, đừng bao giờ nghe cái lời nói trong bụng.
Thầy mong quý Phật tử làm sao trong tâm của mình phải có cái hồn của đạo là yêu thương, trong tâm của mình phải có cái hồn của chữ đức cho quý Phật tử, tức là tha thứ. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đại bi tâm phải luôn yêu thương và luôn tha thứ. Cầu nguyện đạo tràng của chúng ta, đạo tràng đại bi tâm, luôn luôn lúc nào cũng phải trang trải đại bi tâm trong vạn nẻo đường. Đừng bao giờ quý Phật tử làm cho đại bi tâm của mình đến ngõ cụt. Chúng ta phải làm sao đến với nhau bằng hoa sen, đến với nhau bằng cam lồ vị, đến với nhau bằng nhành dương liễu trên tay. Nhành dương liễu có nghĩa là gì? Nhành dương liễu có nghĩa là gì quý Phật tử? Tùy duyên nhưng bất biến. Nhành dương liễu trên tay của Bồ Tát Quan Âm ngã xuống nhưng vội vàng đứng lên. Quý Phật tử ơi, người nào nói tôi tu riết sao mà tôi chán quá rồi bỏ chùa đi là đánh mất nhành dương liễu rồi đó. Trong đạo tràng của chúng ta, người nào mà nói rằng tôi vô chùa riết rồi tôi không muốn đi nữa, vô trong chùa tôi tu riết sao tôi chán quá, tôi mệt mỏi quá, người đó trên tay đã mất nhành dương liễu. Còn người nào vô trong đây tu, ngồi đâu ngủ đó là đánh mất cam lồ trên tay của Bồ Tát Quan Âm. Xè tay ra coi, hồi xưa Bồ Tát Quan Âm tặng cho mình tay bên đây cái bình dương liễu, tay bên kia cái bình cam lồ, tay bên kia là nhành dương liễu đó quý Phật tử. Bây giờ xè tay ra coi, còn cái bình, còn cái nhành dương không? Còn không? Mô Phật, con đánh mất ở chỗ nào con cũng không biết nữa, phải không? Trong cái quá trình lên xuống của mình từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh và trở lại làm người, đôi tay của mình đã từng cầm nhành dương, đôi tay của mình đã từng cầm bình cam lồ của Bồ Tát Quan Âm. Nhưng rồi quý Phật tử ơi, mình đã bị ma dương cướp mất từ lâu rồi. Nó giật trên tay của mình bình cam lồ, nó giật trên tay của mình nhành dương liễu đó quý Phật tử. Tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Cho nên cầm nhành dương là yêu thương, cầm tịnh bình là luôn luôn tha thứ. Cho nên tay của mình mất nhành dương, mình mất đi cái hồn của chữ đạo. Tay của mình mất đi bình cam lồ, mình mất đi cái sự tha thứ, tức là mất đi cái hồn của chữ đức thiêng liêng. Cho nên bây giờ đôi tay của mình không còn đạo, đôi tay của mình không còn đức. Quý Phật tử ơi, hãy tìm về đạo tràng linh đứng này. Mỗi một đêm rằm, mỗi một đêm mùng một, hãy cố gắng dùng quyền âm trong tận trái tim mình để đọc chú Đại Bi. Không có đọc bằng cái miệng nữa nghe quý Phật tử. Mình đọc bằng cái miệng không mà la cho thiệt lớn không à, phải không? Cho nên cố gắng đọc bằng quyền âm vi diệu của mình. Tức là quyền âm ở đây không phải là kêu mình đừng có đọc ra tiếng. Mình có quyền đọc ra tiếng, nhưng mà quý Phật tử phải làm sao mình đọc trong tâm yêu thương và tâm vô ngã. Thì cái lời của mình mới là quyền âm vi diệu. Còn mình trì chú Đại Bi mà mình mất đi yêu thương, mình trì chú Đại Bi mà mình còn bản ngã, mình trì chú Đại Bi mà mình còn nói bữa nay tôi trì chú Đại Bi được 108 biến, tôi đến đây tôi đi tu Đại Bi được mười mấy lần rồi, tức là Đại Bi của mình không có hồn đó quý Phật tử. Trì chú Đại Bi phải làm sao cho nó có quyền âm nghe quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta bữa nay tâm sự với Bồ Tát Đại Bi, quý Phật tử mệt mỏi chưa? Mệt chưa? Chưa mệt mà vỗ tay chậm quá như vậy mà nói chưa mệt. Nếu mà quý Phật tử nghe Pháp mà khỏe, thầy hỏi mệt chưa? Dạ, vỗ tay thiệt là nhanh liền. Đằng này nói chưa mà nói yếu xìu, vỗ tay còn thưa thớt, phải không quý Phật tử? Vậy thì trong đây cái người mệt thì nhiều, cái người ít mệt cũng ít luôn, phải không? Ngồi dưới chân Bồ Tát Đại Bi, quý Phật tử ơi, quý Phật tử có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không quý Phật tử? Cái ngày rằm tháng trước, thầy có ra đây và thầy có đến đây luôn. Thầy thấy quý Phật tử ngồi trì chú Đại Bi. Nhưng mà kỳ thật so với ngày hôm nay, quý Phật tử ơi, ngày hôm ấy không hạnh phúc bằng. Bởi vì ngày hôm nay mình có cam lồ rưới nơi đầu, phải không? Cho nên hôm nay hạnh phúc hơn. Tuy rằng là cái thân của mình nó lạnh lắm quý Phật tử à, lên trên đây đã lạnh rồi, ngồi trong đêm này gió cũng đã lạnh rồi,
biển cả nó thổi cũng đã lạnh rồi, phải không? Rồi trời mưa thân của mình cũng lạnh rồi, nhưng mà thầy mong rằng trái tim của mình luôn ấm áp. Trái tim của mình luôn ấm áp, đó là trái tim của mình đã thức dậy đó quý Phật tử. Cho nên là người con của Phật, thầy mong rằng tất cả chúng ta phải sống trong ánh hào quang của Bồ Tát Quan Âm. Đừng bao giờ để cho hào quang này mất đi quý Phật tử à. Tất cả chúng ta sống trong đây phải làm cho Bồ Tát Quan Thế Âm có hồn sống. Bồ Tát Quan Thế Âm chính là từng bước chân đi của quý Phật tử. Bồ Tát Quan Thế Âm chính là đôi tai nhiệm màu của mình. Nếu một người nào trì chú đại bi mà bằng cái hồn của mình đó quý Phật tử, một cái cách nấu cơm của mình thôi, một buổi cơm chay của mình dâng cúng cho chư tăng, hoặc là mình nấu cơm cho một đạo tràng tu một ngày an lạc, mình công quả, mình trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, trong canh của mình, trong cơm của mình đều có hương vị của cam lồ thủy hết đó. Cho nên mình làm sao mình trì chú đại bi mà lúc nào đại bi cũng có hồn sống hết quý Phật tử. Mình làm sao đại bi của mình đó mà cả gia đình của mình đều sống trong cái sự ấm áp của tình thương. Quý Phật tử phải làm sao cho đại bi tâm luôn sưởi ấm trong gia đình, đại bi tâm luôn Phật hóa gia đình. Đừng bao giờ để cho người trì chú đại bi mà gây lộn với người trì chú đại bi. Nhớ một điều, đây là một điều cấm kỵ của đạo tràng đại bi tâm. Người trì chú đại bi không bao giờ giận người trì chú đại bi. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm. Người này giận người kia, tức là chúng ta đã làm cho thân thể của Bồ Tát Quan Thế Âm chảy máu. Cho nên đại bi tâm đừng bao giờ giận hờn nhau. Quý Phật tử dám hứa trước Bồ Tát đại bi không? Tất cả chúng ta phải hứa trước Bồ Tát Quan Thế Âm rằng: Mẹ Quán Thế Âm yêu thương muôn thuở của chúng con, chúng con toàn thể đạo tràng đại bi tâm hôm nay quỳ dưới chân của mẹ hiền muôn thuở. Mỗi một đứa con là mỗi một phần thân thể của mẹ hiền. Từ đây cho đến mãi mãi muôn đời sau, nếu chúng con còn gặp nhau, chúng con đều sống trong đạo tràng đại bi tâm. Chúng con xin hứa, chúng con không cãi với nhau, chúng con không trống trái nhau, chúng con luôn xích lại gần nhau, chúng con luôn bắt gặp nhau trong cùng một tần số đại bi tâm. Được không quý Phật tử? Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải làm sao thể hiện được trái tim của mình trong cuộc sống này. Thầy cầu nguyện cho tất cả chúng ta, những người ngồi trong đạo tràng này nói riêng và tất cả chúng sinh nói chung, luôn luôn lúc nào cũng được Bồ Tát Quan Thế Âm che chở. Và luôn luôn lúc nào tất cả hương linh, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoại, hai bên cửu quyền thất tổ của quý Phật tử, nhờ công đức của quý Phật tử tìm đến đạo tràng trì chú đại bi này, mà tất cả hương linh của những người quá cố đều được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thầy cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng đại bi tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đều có trái tim của Bồ Tát, đều sống trong cái hồn của Bồ Tát đại bi, đều bắt gặp nhau, đều kết nối yêu thương với nhau, và nhất là luôn bắt gặp nhau trong trái tim của Bồ Tát. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng đại bi tâm. Mình nói đại bi nhiều lắm, mình trì đại bi nhiều lắm, mình hiểu đại bi nhiều lắm, mình nghe đại bi nhiều lắm quý Phật tử à. Nhưng mà chưa có ai làm cho đại bi của mình có hồn cả. Quý Phật tử làm sao đại bi của mình phải có một chút hồn sống mới được? Quý Phật tử có biết không, nếu một người Phật tử nào mà trì thần chú đại bi, người đó thầy ví dụ như là một bác sĩ, khi mà trì chú đại bi có hồn rồi, Bồ Tát Quan Thế Âm, quý Phật tử ơi, phóng từng tia hào quang xuống bàn tay của người bác sĩ đó. Bồ Tát đại bi luôn luôn lúc nào cũng sống ở trong mênh mông vô lượng như thế này. Một vị bác sĩ đang trì chú đại bi, đang rung động đại bi, thì đôi tay của người bác sĩ đó chiêu cảm từng sợi tơ quang của Bồ Tát đại bi, giúp cho người bác sĩ đó, lạ lùng lắm quý Phật tử à, giúp cho người bác sĩ đó đôi tay của họ trở nên đôi tay của thiên thủ thiên nhãn. Cho nên chữa lành tất cả những vết thương rất khó, mà người bác sĩ khác không thể nào làm được. Bởi vì sao vậy?
vì trong tâm của người bác sĩ đó đang trì chú đại bi, làm cho đại bi của mình có hồn sống đó. Một người họa sĩ cũng vậy. Một người họa sĩ đang vẽ những bức tranh, nếu mà tâm của họa sĩ đó đang trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, Bồ Tát Đại Bi Mẹ Hiền Quang Thế Âm của chúng ta phóng từng tia hào quang vào đôi tay của họa sĩ, họa sĩ sẽ vẽ từng bức tranh có hồn. Đó chính là cái hồn của Đại Bi đó. Cho nên tất cả chúng ta trì Đại Bi mà quý Phật tử chưa tìm được quyền âm của Đại Bi. Trong đạo tràng của chúng ta có ai lắng nghe được quyền âm của Đại Bi không? Có không quý Phật tử? Ta trì Đại Bi, ta phải lắng nghe được quyền âm của Đại Bi. Quyền âm Đại Bi là cái gì? Thầy xin thưa với quý Phật tử, quyền âm của Đại Bi có nghĩa là lòng yêu thương của chúng ta. Có nhiều người Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Luân Kiết Đế mà cứ như vậy đọc hoài mà lòng yêu thương của mình chưa có, âm thanh yêu thương của mình chưa thức giấc. Tất cả chúng ta sống trong cái cuộc đời này, quý Phật tử ơi, ai cũng có lòng yêu thương, ai cũng có dấu hiệu đại bi trong trái tim của mình hết. Nhưng mà tất cả chúng ta đã để cho lòng yêu thương của mình ngủ quên đó quý Phật tử à. Hôm nay ông ở chùa Linh Ứng đã tạo ra một cảnh trí trang nghiêm, tôn tạo thánh tượng Đại Bi Quan Thế Âm cao 67 mét đó quý Phật tử à, để cho tất cả chúng ta câu hỏi về bên chân của Bồ Tát, để cho tất cả chúng ta lắng nghe được tiếng lòng của mình, lắng nghe được trái tim của mình thổn thức, lắng nghe được trái tim của mình yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta làm sao từng lời từng chữ trong bài chú Đại Bi, quý Phật tử phải làm cho Đại Bi xuất tượng. Quý Phật tử có đến lên chánh điện chùa Linh Ứng chưa? Ông trụ trì ở đây đã thỉnh 84 tượng Quan Âm Đại Bi xuất tượng đó. Bây giờ xong rồi quý Phật tử đó, mình đến chánh điện mình sẽ xem qua 84 tượng trong chú Đại Bi, tức là 84 thân hình mà Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm hiện thân ra để cứu độ chúng sinh đó. Cho nên tất cả chúng ta là con của Phật, là con của Bồ Tát Quan Thế Âm mà mình không biết 84 cái thân tượng của Ngài là một điều vô cùng thiếu sót đó quý Phật tử à. Là một người con của Phật, tất cả chúng ta phải hiểu rằng Bồ Tát Quan Thế Âm không phải chỉ riêng ở thánh tượng trước mặt mình đâu. Sở dĩ mà ông trụ trì ở đây tạo cho quý Phật tử một cái thánh tượng tuyệt vời cao 67 mét. Quý Phật tử biết tại sao nó cao 67 mét không? Con số 6 có nghĩa là thân của Bồ Tát Quan Âm thành tựu bằng lục độ ba la mật đó quý Phật tử. Còn con số 7 có nghĩa là thân của Bồ Tát Quan Thế Âm thành tựu cả không gian, thành tựu cả thời gian luôn đó. Cho nên con số 7 có nghĩa là thành tựu ở thời gian chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi lại chủ nhật. Cho nên 67, con số 7 là con số thành tựu về thời gian. Mẹ Quan Âm của chúng ta không bao giờ bị thời gian làm cho chùn bước. Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là mẹ yêu thương của chúng ta, không bao giờ để cho thời gian nó làm cho mình chậm trễ. Cho nên con của mình ở bất cứ nơi đâu, khi tiếng của nó vang xin cầu khẩn, mẹ Hiền Quan Thế Âm đều hiện thân đến cứu khổ. Phải không quý Phật tử? Cho nên vượt qua được thời gian rồi đó. Con số 7 cũng vượt qua khỏi không gian đó quý Phật tử à. Chỗ quý Phật tử ngồi là 1, trên trời là 2, sau lưng là 3, trước mặt là 4, bên trái là 5, bên phải là 6, chính giữa khoảng trống này là 7. Cho nên chính 7 cái điểm này mà nó thành tựu được không gian. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm Mẹ Hiền muôn thuở của chúng ta đã vượt qua khỏi không gian, không bao giờ để cho không gian làm cho mình vướng víu, không để cho không gian làm chậm bước chân của mình khi tất cả những đứa con còn lặng ngập trong biển khổ của cuộc đời. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm vượt qua khỏi không gian, đứng lên giữa thời gian, cưỡi trên con thuyền Bát Nhã Ba La Mật Đa để cứu khổ muôn loài đối với Phật tử
nay, cái hạnh phúc nhất của tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này là quý Phật tử đang ngồi bên chân của Bồ Tát Quan Thế Âm cao 67 mét. Còn số 6 là con số lúc độ Ba La Mật. Đạo tràng Đại Bi Tâm, ai đã hiểu được, ai đã biết được, ai đã đọc được lục độ Ba La Mật đâu, giơ tay lên. Có không? Lục độ Ba La Mật có nghĩa là 6 con đường mà Bồ Tát phải đi qua. Mà những đứa con của Bồ Tát mặc áo tràng lam, người nào khoác lên trên mình chiếc áo tràng lam, chiếc áo giới màu lam, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải mở một chuyến hành trình xuyên phiền não, để tất cả chúng ta sống trọn với một cuộc đời của người con Phật. Đó là lục độ Ba La Mật. Ba La Mật là gì? Ba La Mật là sang bên kia đó quý Phật tử. Cho nên hiểu nôm na Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn sang bên kia bờ giác. Nhưng mà kỳ thật Ba La Mật có nghĩa là gì? Là thay đổi thói quen của mình. Cho nên bố thí Ba La Mật là tất cả chúng ta phải bố thí thay đổi thói quen của mình. Cánh cửa thứ nhất để cho người con Phật thành tựu được tâm đại bi. Bây giờ quý Phật tử, thường thường chúng ta có thói quen, chúng ta bố thí mà chúng ta đợi người khác cảm ơn mình. Bố thí như vậy không phải là bố thí của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình bố thí cho người ta mà mình cứ nghĩ rằng tôi là người giàu, bà là người nghèo, tôi là người có của, bà là người nghèo không có của, tôi cho bà là người nhận, tôi là kẻ ban ơn. Như vậy không phải là bố thí theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên từ đây về sau, người nào mà diễm phúc ngày mùng một ngày rằm mà bí hoặc Phật tử mỗi tối đến đây trì đại bi tâm đại đà ra ni, quý Phật tử phải bố thí thay đổi thói quen của mình, tức là bố thí Ba La Mật. Quý Phật tử ơi, mình cho một người nào đó, mình cầm một gói quà, trong đó có một gói mì cũng được, một chai nước tương cũng được, một bịch muối cũng được, một ký lô gạo cũng được, quý Phật tử ơi. Khi mà chúng ta cầm một gói quà mình tặng cho một bà lão nghèo cùng, khi cho xong rồi, quý Phật tử vòng tay lại và nói, con xin lỗi bà. Được không quý Phật tử? Mình xin lỗi bà cụ ở đây có nghĩa là, bà ơi, con đã mượn của bà gói quà này từ lâu lắm rồi. Con đã đi tìm bà để con gửi trả lại. Nhưng mà trong hành trình sanh tử xuống lên lên xuống vô lượng kiếp, cho nên con tìm bà hoài, con tìm bà mãi không gặp. Và hôm nay trong đạo tràng Đại Bi Tâm con đã gặp được bà. Con xin gửi lại cho bà gói quà năm xưa. Con xin lỗi bà. Bố thí như vậy là bố thí Bồ Tát Quan Thế Âm đối với Phật tử. Bố thí như vậy là bố thí Đại Bi Tâm. Đạo tràng hôm nay ai là Phật tử Đại Bi Tâm đâu? Chậm quá quý Phật tử ơi. Hỏi một câu, ai là Bồ Tát, ai là Phật tử trong đạo tràng Đại Bi Tâm mà giơ tay cũng chậm nữa thì làm sao làm Đại Bi Tâm được đây? Mình là con của Bồ Tát Quan Âm, mình là Phật tử của đạo tràng Đại Bi Tâm, hỏi là đưa tay lên liền. Bởi vì tất cả chúng ta đều là trái tim của Đại Bi cả đó quý Phật tử à. Chúng ta không còn là một con người bình thường ngồi ở đây để trì chú nữa đâu. Mà quý Phật tử ơi, mình là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm đó. Mỗi một Phật tử là một phần thân thể của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tất cả chúng ta phải cùng nhau sát cánh bên nhau, xích lại gần nhau, bắt gặp nhau trong cùng một tần số Đại Bi Tâm. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới có thể trở thành những thành viên của Đại Bi Tâm được. Đã là Đại Bi Tâm rồi thì phải bố thí theo Đại Bi Tâm nghe quý Phật tử. Bố thí Ba La Mật là không phải cho người ta nhiều lắm. Có nhiều người nghĩ sai lầm là tôi cho ít quá cho nên tôi không phải là bố thí Ba La Mật.
Còn có nhiều người nói rằng là tôi nghèo quá, tôi không đủ sức, tôi cho ít quá, cho nên tôi không có ba la mật được. Quý Phật tử nào hiểu như vậy là chúng ta đã hiểu sai về ba la mật. Bố thí ba la mật là gì? Bố thí mà tất cả gia đình của chúng ta đều vui hết. Mình bố thí mà mọi người trong gia đình của mình đều tham gia hết đó quý Phật tử. Cho nên một người nào đó mà đem 200-300 kg gạo đến tất cả các chùa, gửi vào trong chùa để cúng dường Tam Bảo, mà dặn ni sư rằng: ni sư ơi, con cúng cho ni sư 200 kg gạo, ni sư đừng cho vợ con hay. Cúng dường như vậy không phải là bố thí ba la mật, quý Phật tử hiểu không? Mình bố thí làm sao cả gia đình mình đều bố thí, cả gia đình đều vui vẻ hết, đó là bố thí ba la mật. Cho nên đó, mỗi một ngày gia đình của mình ăn cơm 3 lon gạo, mỗi một buổi đó quý Phật tử. Cả gia đình mình, thầy ví dụ như mình xúc 3 lon gạo vào trong nồi để nấu cơm. Quý Phật tử ơi, mình hốt lại một nắm mình để qua bên đây để dành. Cho nên một ngày như vậy mình đã để dành được 2 nắm gạo rồi, phải không? Một tuần được 14 nắm rồi, một tháng mình cứ nhân hoài đi. Quý Phật tử ơi, rồi chúng ta một ngày nào đó có một cụ đi ngang nhà mình gõ cửa xin gạo. Quý Phật tử ơi, mình đem cái số gạo mà cả gia đình của mình để dành đó, mình cho bà cụ. Quý Phật tử ơi, ta đã thành tựu được bố thí đại bi tâm rồi đó. Đâu có cần mình phải bố thí nhiều đâu, mà bố thí như vậy là bố thí bằng cả một tấm lòng. Bố thí mà chúng ta không có so đo, không có tính toán. Một người nào đó giàu lắm, chúng ta đi ra chợ, chúng ta nói rằng là bữa nay mua 10 bao gạo đến cúng chùa. Ở trong nhà mình đã dự định như vậy, nhưng mà khi đến chỗ mua gạo rồi, tự nhiên thay đổi ý định mua 5 bao cúng thôi. Quý Phật tử ơi, mình đã mất đi 90% đại bi tâm của mình rồi. Khi đi cúng chùa, không tính toán cúng bao nhiêu hết. Tùy duyên, không bao giờ tính trước. Quý Phật tử à, mình đi đến đó, mình tự tâm, mình phát tâm, mình cúng dường. Đừng có tính trước cái gì hết. Quý Phật tử nhớ, mình đi vào trong chùa mình cúng không có nói rằng là nhiều hay ít, mà chỉ có cái tâm của mình rộng hay hẹp mà thôi. Nếu cúng dường với cái tâm rộng, mình là Bồ Tát Đại Bi Tâm. Còn mình cúng dường mà nói thiệt ra mình cúng dường cả tấn gạo mà tâm của mình hẹp hòi quá. Mình cúng dường 1 tấn gạo mà tâm của mình cứ dính hoài quý Phật tử à. Cúng dường cho chùa Linh Ứng 1 tấn gạo hồi năm rồi, mà tới năm nay cũng còn nhắc 1 tấn gạo nữa. Như vậy là đâu phải cúng dường, không phải bố thí đại bi tâm Đà Ra Ni đâu. Cho nên mình trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, chúng ta phải để đại bi hiện thân trong cuộc sống của mình. Trì chú đại bi không phải Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia 108 biến, không phải đâu quý Phật tử à. Con số 108 biến có nghĩa là 108 phiền não thôi. Trì chú đại bi 108 biến để mình tận diệt phiền não của mình đó quý Phật tử. Cho nên đại bi mình phải làm sao cho nó hiện thân trong cuộc sống. Trì chú đại bi làm sao cho con mắt của mình Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Mình trì chú đại bi làm sao cho lỗ tai của mình có đại bi, làm sao lỗ mũi của mình có đại bi, làm sao cho cái lưỡi của mình cũng có đại bi luôn. Đạo tràng của chúng ta trì chú đại bi làm sao 84.000 lỗ chân lông của chúng ta đều phát ra 84.000 tia hào quang đại bi tâm Đại Đà Ra Ni. Trì chú như vậy có nghĩa là quý Phật tử ơi, mỗi một Phật tử là một bài thần chú, chứ không phải mở cuốn sách ra đâu nghe quý Phật tử. Người nào trì chú mà còn đọc, còn nhớ trong đầu, hoặc là cầm cái bổn trì chú, tức là ta, đại bi tâm là đại bi tâm. Phải không? Còn mình trì chú đại bi, bỏ cái bổn mình thuộc lòng, thì mình là mình, thuộc lòng là thuộc lòng. Chừng nào mà quý Phật tử đi ở đâu, đại bi tâm cũng có mặt ở đó. Trong cái thân của mình, hồn đại bi đang ngự trị trong ta. Mình đi đến một cành hoa, mình đều có
đại bi tâm trên đó. Quý Phật tử ơi, hoa nó cũng có cảm nhận như mình, hoa nó cũng cần một lời sống như mình. Mình tưới nước hoài hoa nó cũng sống đó, nhưng mà cái sống mà bằng nước, quý Phật tử ơi, giống như mình thôi, cũng vô thường, cũng chết chóc thôi. Nếu một người có tâm đại bi, khi chúng ta đến gần một đó hoa, thì quý Phật tử nên rót cái tâm của mình vào từng cánh hoa. Mình trì chú đại bi, mình rót vào từng cánh hoa. Không phải đứng cạnh cánh hoa này rồi quý Phật tử Nam Mô Hắc Ra Đát Na, không phải đâu quý Phật tử. Trì chú đại bi rồi, quý Phật tử ơi, xem từng cánh hoa này là từng người bạn của mình. Mình đụng vào trong một cái vật cứng mình biết đau, thì khi quý Phật tử chân qua, quý Phật tử ơi, cái kéo cây dao cắt cái thân của hoa, cái thân của hoa cũng biết đau nữa đó. Người Phật tử nào mà không có những cảm nhận, không có những cái tư tưởng đồng cảm với hoa, quý Phật tử ơi, chúng ta đem hoa đến, rồi chúng ta cắt cụp, rồi chúng ta ghim vào trong bình nước một cách vô cảm lạnh lùng. Tức là quý Phật tử ơi, mình chân hoa chưa có cái hồn của đại bi tâm. Ở trong đạo tràng, quý Phật tử ngồi trong đây, đại đa số là Phật tử nữ, tất cả chúng ta ai cũng ít nhất hơn một lần đã từng chân hoa cúng Phật, phải không? Cho nên hôm nay Thầy mong rằng tất cả chúng ta sau này mỗi lần chân chân qua cúng Phật, mình phải làm sao cho qua mình một chút hồn đại bi tâm. Trước khi chân qua, mình nói rằng hỡi tất cả những đó qua tuyệt vời, hỡi những người bạn đồng tu của chúng tôi, qua đã trang nghiêm cho Phật cũng như tôi trang nghiêm cho đạo tràng, xin qua hãy cho phép tôi cắt tỉa hoa lại để đem hoa cúng dường cho Phật. Mình phải tâm sự mình với hoa, mình rót cái tâm đại bi của mình vào trong hoa. Quý Phật tử có dám hứa già có thể làm được không? Là người con Phật phải làm được nghe quý Phật tử. Mời mốt đó quý Phật tử ơi, chúng ta chân hoa mà chúng ta đồng cảm với hoa, chúng ta rót vào trong hoa cái hồn của đại bi tâm đó. Người nào có hồn của đại bi tâm khi chân hoa, hoa không bao giờ tàn sớm hết. Mình chân hoa lâu héo lắm. Còn người nào chân mà tâm hồn vô cảm lạnh lùng, quý Phật tử ơi, chân buổi sáng buổi trưa là nó cong cái đầu nó xuống rồi. Bởi vì nó cảm nhận cái tâm của mình tham sân si phiền não, cho nên hoa nó chịu không nổi, nó héo xuống. Còn tất cả chúng ta chân hoa mà mình tặng cho hoa một sự mát mẻ tuyệt vời của đại bi tâm, mình tặng cho hoa sự mát mẻ, sự ấm áp tuyệt vời của đại bi tâm, quý Phật tử ơi, hoa mãi mãi thẳng đứng, hoa mãi mãi không tàn đó. Cho nên mới mốt về thử đi nghe quý Phật tử, mình đến đạo tràng mình chân hoa, rồi mình thầm thầm mình nói chuyện với hoa. Nói chung mình giống như một người bạn hay là một đứa em bé bỏng của mình, quý Phật tử nâng niu nhẹ nhàng từng cánh hoa. Mình làm mạnh, mình sợ hoa nó đau, cũng giống như mình khi mà mình bị đứt tay mình đau như thế nào, hoa nó cũng đau như thế đó. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới có thể nhập vào trong hoa. Và chúng ta đưa được đại bi tâm của mình vào trong muôn loài vạn vật. Bồ Tát Quan Thế Âm là mẹ yêu thương, nói chung Bồ Tát Quan Thế Âm là thị hiển cuộc sống giữa cuộc đời này. Cho nên chúng ta còn đi được là Bồ Tát Quan Thế Âm còn trước mặt chúng ta. Chúng ta còn hít thở là mẹ yêu thương vẫn còn sống bên cạnh chúng ta. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm tức là cuộc sống này đó quý Phật tử, là trật tự của cuộc sống. Cho nên người nào sống mà thuận theo trật tự, gọi là trật tự của vũ trụ, là quý Phật tử ơi, mình sống dai lắm. Trật tự của vũ trụ là gì? Là yêu thương, là tha thứ đó. Cho nên người nào mà sống mà sân hận, mà để bụng hoài là nghịch lại với cái trật tự của vũ trụ. Cái trật tự của vũ trụ có nghĩa là đại bi tâm, là lòng yêu thương. Trật tự của vũ trụ là gì? Là ăn chay, không bao giờ sát sanh hại vật. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là một người mẹ yêu thương, mà tất cả chúng ta đều là những đứa con trong. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này nói riêng, và tất cả con người có mặt ở ngoài kia nói chung, quý Phật tử ơi, chúng ta là con của Bồ Tát mẹ yêu thương. Phật tử nam là A
tất cả chúng ta đều là người anh, người chị, đều là con của mẹ yêu thương hết, đều là con của Bồ Tát Quan Thế Âm hết. Còn tất cả chúng sinh, con trâu, con bò, con chó, con heo, con mèo, quý Phật tử ơi, con cá, con cua, con sò, con ngốc, quý Phật tử ơi, con trùng, con dế, con gián, con rùa, con muỗi, vân vân và vân vân. Tất cả những chúng sinh đó đều là những đứa em bé bỏng của mình đó quý Phật tử. Cho nên mình trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, mình là người anh, người chị, còn tất cả chúng sanh xung quanh mình đều là những đứa em bé bỏng vô cùng. Vậy đó mà mình ngồi mình trì chú, cái lâu lâu mình giật mình vỗ vô chân mình một cái, chát em mình đã chết. Phải không? Mình ngồi mình trì chú đại bi đó, tức là mình làm sao cho cái hồn đại bi trong tâm của mình giật mình tỉnh giấc. Nhưng mà mình trì đại bi hoài mà cái hồn đại bi không bao giờ thức giấc, mà nó mãi mãi chìm trong quên lãng và nó ngủ quên truyền kiếp luôn quý Phật tử à. Rồi mình cứ trì cái xác của đại bi hoài. Cho nên mình ngồi mình trì mà mình cứ quên Nam Mô Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni, rồi những đứa em bé bỏng của mình nó trở thành những cái xác vụn về trên bàn tay của mình. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mỗi lần mà chúng ta vỗ một cái chát, con mũi nó không còn hình thù trên bàn tay của mình nữa, tức là con mũi đó đã từ giã cuộc sống của nó rồi. Quý Phật tử ơi, linh hồn của nó chia ra làm hai. Một là nó bám vào đôi tay của chúng ta, một là nó đứng phía bên kia cõi vô hình để nó chờ đợi mình đó. Cho nên quý Phật tử, chúng ta xòe cái bàn tay của mình ra coi nó còn con mắt ở trong đó không? Bồ Tát Quan Âm nói tất cả những đứa con của người đều có con mắt trong tay hết đó. Bây giờ quý Phật tử nhìn lén xuống bàn tay của mình coi nó còn con mắt không? A-di-đà-phật, con không thấy, phải không? Không phải nó mất đâu quý Phật tử à, nó vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà quý Phật tử ơi, quán khí của quan hồn nó làm cho mờ đi con mắt trong lòng bàn tay của chúng ta. Không phải chỉ có một cái chát chết con mũi đâu, mà quý Phật tử ơi, con gián nè, con chuột nè, con nhện nhện nè, quý Phật tử ơi, rồi con cá quý Phật tử đánh dậy, rồi con gà quý Phật tử cắt cổ nó nữa, phải không? Cho nên đôi tay này quý Phật tử ơi, muôn ngàn quan hồn nó bám trên đôi tay của mình, một nửa quan hồn nó ở lại trên tay, một nửa quan hồn nó đứng ở phía bên kia. Thầy nói ví dụ như một cô thôi, trong cuộc sống của mình đánh mất đại bi tâm của mình rồi, mình không còn cái hồn của đại bi của mình nữa. Quý Phật tử ơi, mình đã gieo biết bao nhiêu quán khí giữa cuộc đời này. Một con mũi nữa linh hồn đứng đó chờ. Thầy ví dụ trong cuộc sống của mình giết khoảng chừng 5-3 triệu con mũi thôi, phải không? Thì 2 triệu rưỡi linh hồn của nó nằm bên kia nó chờ mình rồi. Trong suốt cuộc đời của mình, mấy con cá nó chết thôi, thầy tính gọn gọn thôi, khoảng chừng 500.000 con cá nó chết thôi, thì 250.000 linh hồn đứng bên kia nó chờ mình. Quý Phật tử ơi, con gà của mình trong một đời của mình đó, quý Phật tử ít nhất của mình đó, mình gom gom lại mình ăn cũng hết 10 con thôi, tính ít thôi nha. 10 con gà thôi thì 5 linh hồn nó nằm ở bên đó rồi. Quý Phật tử ơi, ở bên kia cửa tử linh hồn nó đứng nó chờ mình. Bởi vì sao? Vì loại hình tư tưởng của mình. Mình trì chú đại bi, mình niệm đại bi mà loại hình tư tưởng của mình không có một dấu hiệu của đại bi. Phải không? Mình trì chú đại bi thì mình làm sao trong tư tưởng của mình có một khung hình của đại bi chứ? Mình trì chú đại bi mà khung hình của mình không có một chút yêu thương và tha thứ, thì mình trì chú đại bi cuối cùng rồi, quý Phật tử ơi, trì đại bi thật nhiều mà kết quả đại bi chẳng có bao nhiêu hết đó. Đến đạo tràng thì mình ngồi mình trì chú đại bi, mình thuộc lòng, mình đọc hay lắm, mình ngân nga, mình lên xuống, mình trầm bổng rất là đều đặn quý Phật tử à. Nhưng mà mình chưa bao giờ cho đại bi nó nhập vào trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ biến đại bi thành cái hồn sống trong từng bước chân đi của mình. Thì quý Phật tử ơi, mình tu biết bao nhiêu mà loại hình tư tưởng của mình không có Bồ Tát, không có Bồ Tát đại bi. Mình ngồi mình trì chú đại bi mà tâm của mình nó rung động bằng tất cả những cái sự sân hận tham lam, thì quý Phật tử miệng đọc đại bi mà loại hình tư tưởng là loại hình tham sân si, quý Phật tử thấy không?
Cho nên thầy nói cho tất cả chúng ta nghe, khi linh hồn của mình đi qua bên kia cửa tử, chúng ta gặp hai loại hình. Một loại hình quán khí bên ngoài, một loại hình tư tưởng sân hận bên trong. Hai loại hình này nó kết hợp với nhau thành ra một hình thù của nghiệp lực. Tại sao chúng ta niệm Phật, chúng ta không tạo cho mình hình ảnh của Phật? Cái lỗi lầm lớn nhất của những người con Phật và của những người xuất gia tu học, chúng ta là người niệm Phật mà chúng ta chưa bao giờ tạo cho tâm mình một khung hình của Phật. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà quý Phật tử chưa bao giờ vẽ trong tâm của mình một khung hình của vô lượng quang. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình chưa bao giờ tạo trong tâm của mình một khung hình vô lượng thọ. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình chưa bao giờ tạo trong tâm của mình một khung hình vô lượng công đức. Quý Phật tử ơi, mình niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta chưa tạo trong tâm của mình một khung hình Đại Bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Chưa bao giờ chúng ta tạo cho mình một khung hình Đại Bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý Phật tử có đọc kinh Phổ Môn, quý Phật tử sẽ thấy rằng trước khi mà chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm đó thì chúng ta phải có Phạm Âm nè, Hải Triều Âm nè, Thắng Bỉ Thế Gian Âm nè. Chừng nào quý Phật tử thắng bị thế gian âm thì quý Phật tử ơi, mình mới thành tựu Quán Thế Âm. Thắng bị thế gian âm có nghĩa là gì? Là những âm thanh trần tục của cuộc đời đó. Thế gian âm mà mình thắng qua, mình vượt qua được những âm thanh của cuộc đời. Âm thanh của cuộc đời là gì? Tham lam. Quý Phật tử vượt qua âm thanh tham lam trong tâm mình chưa? Vượt qua chưa quý Phật tử? Cái tiếng vỗ tay này nó mang đầy hai ý nghĩa. Một là thưa thầy con đã vượt qua, còn hai là thưa thầy con còn tham lam lắm. Ý nghĩa nào quý Phật tử? Ý nghĩa thứ nhất phải không? Tất cả chúng ta còn tham lam lắm quý Phật tử ơi. Nếu người nào nói con không còn tham lam nữa, ở trong đây có hai người không còn tham thôi. Một là người nằm trong bụng mẹ, hai là người nằm trong quan tài. Hai người đó không tham thôi. Còn tất cả chúng ta ngồi ở đây, áo vàng cũng như áo lam, xuất gia cũng như tại gia, còn nhúc nhích, còn đói bụng biết ăn, còn khát nước biết uống nước đó quý Phật tử, là chúng ta còn có lòng tham. Nhưng mà chúng ta đi theo dấu chân của Bồ Tát Đại Bi, chúng ta tận trừ lần lần tất cả những cái độc tố của tham lam. Cho nên quý Phật tử ơi, mặc áo lam rồi, quý Phật tử phải cố gắng làm sao giải độc cho mình mới được. Đừng có mặc áo tràng lam rồi mà quý Phật tử không chịu giải độc cho mình nha. Ở đây đạo tràng của mình đó, có ai giải độc tham không? Có nghĩa là bây giờ người ta đến cho mình tiền rồi mà một chút người ta đến, người ta quên người ta cho nữa. Mình nói A Di Đà, bữa nay tôi giải độc lòng tham, tôi không lấy nữa đâu. Có không? Có người nào dám giải độc như vậy không? Cho nên ở trong kinh Tán Thán Phật có một câu bạch hào quyển chuyển ngũ tu di. Quý Phật tử có thuộc câu đó không? Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, có thuộc câu đó không? Đó là lời tán thán Đức Phật A Di Đà đó quý Phật tử. Tán thán Phật A Di Đà có nghĩa là nói giữa chặng mài của Đức Thế Tôn có một sợi tơ màu trắng mịn màng lắm. Sợi tơ đó quấn quanh năm ngọn núi tu di. Đức Thế Tôn dùng sợi tơ trắng giữa chặng mài quấn quanh năm ngọn núi tu di, dơ núi lên hạ núi xuống, đưa núi qua bên phải, đưa núi qua bên trái. Quý Phật tử ơi, chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà của mình dùng sợi tơ trắng nhỏ ở giữa chặng mài quấn quanh năm ngọn núi tu di, đưa lên đưa xuống, đưa qua đưa lại. Quý Phật tử tin không? Vỗ tay là tin hay không tin?
Người nào nói là con đọc câu đó rồi con tin liền là quý Phật tử mê tín. Vừa đọc xong mà tin liền là mê tín, bởi vì quý Phật tử tưởng tượng đi, cái lòng, cái cọng lông trắng giữa chặng mày nó mảnh như sợi tơ. Còn cái núi Tu Di là cái núi diệu cao, nó nằm ở ngoài cõi ta bà của mình chứ không nằm ở trong đất này đâu. Mà quý Phật tử nghe cái cọng lông trắng mà nó quấn một lượt năm ngọn núi Tu Di, nó đưa lên đưa xuống mà tin liền là mê tín dị đoan đó. Một niềm tin không có căn cứ, niềm tin không có biết lai lịch, một niềm tin không rõ lịch sử, mình tin như vậy là mê tín rồi. Phải không? Thiệt sự ra bây giờ quý Phật tử năm ngọn núi Tu Di mình còn không biết nó nằm ở đâu nữa, rồi làm sao mà tin đây nữa? Phải không? Núi Tu Di là núi diệu cao, mà diệu cao có nghĩa là nó cao hoài, nó không dừng lại được, gọi là núi diệu cao đó quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử làm ăn đi, trong tủ mình có tiền rồi, bây giờ quý Phật tử muốn làm ăn có tiền nữa không? Muốn làm nữa không? Làm hoài nó có hoài thì cứ đi làm thôi. Tới chừng già rồi vẫn còn đi làm, già nữa thì cứ đi làm nữa. Chừng nào tôi bị đột quỵ tai biến nằm một chỗ, tôi vẫn còn suy nghĩ chuyện đi làm nữa, chứ không chịu nghỉ nữa quý Phật tử à. Cho nên tiền tài đó là ngọn núi diệu cao thứ nhất. Tất cả chúng ta không ai mà chê tiền hết, phải không quý Phật tử? Có ai chê tiền không? Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, một người có đại bi tâm, có đại đà ra ni, một người Phật tử có trái tim của Bồ Tát, tham tiền cũng trật mà chê tiền cũng trật luôn. Bởi vì tiền là gì? Quý Phật tử biết không? Tiền là gì quý Phật tử biết không? Phương tiện Bồ Tát lực đó. Tiền là phương tiện Bồ Tát lực. Nhưng mà vì tất cả chúng ta tham đắm nó quá nhiều rồi quý Phật tử ơi, mình quên đi cứu cánh lực của mình. Phải không? Mình quên đi cái cứu cánh lực của mình, để cho cái đồng tiền nó sai sử, để cho lòng tham của mình nó biến đổi con người của mình. Quý Phật tử ơi, còn mình chê tiền có nghĩa là mình sai luôn. Mình làm sai chứ tiền không làm sai đâu quý Phật tử. Cho nên người Phật tử có tâm đại bi, chúng ta muốn làm sao trong đại bi tâm có hồn, quý Phật tử phải biết nhìn tiền theo đôi mắt của đại bi. Mình cầm tiền bằng thiên thủ, mình nhìn đồng tiền bằng thiên nhãn. Quý Phật tử ơi, người nào cầm đồng tiền mà không có con mắt trong lòng bàn tay, mình cầm tiền bằng bàn tay lông lá của ma đó quý Phật tử. Cho nên có hai người Phật tử, mỗi một người có 8 triệu đồng trong túi. Người thứ nhất đi vào trong làng nướng, kêu tất cả những đứa em vô tội của mình nướng trên lửa hồng. Phải không? Lôi đầu từ đứa ra. Mình là anh cả mà mình đi vào trong quán, mình lôi em mình ra mà lựa cái thằng nào còn sống, chứ thằng nào chết ngộp là không ăn nha. Mình tàn nhẫn với những đứa em của mình quá quý Phật tử à. Mình ăn thịt em của mình, mình xé xác em của mình, mà mình phải lựa nó tươi, nó còn sống. Mình ăn trong sự đau đớn và giãy giụa của những đứa em vô tội mình mới vừa bụng mình. Có 8 triệu đồng đi vào trong làng nướng, lôi đầu từng đứa em của mình, những thằng mang tên là con tôm, con cua, con mực, rồi mình nướng, mình lật qua, mình lật lại, rồi mình xé thịt em mình ra, mình ăn, mình uống rượu bên men đắng, để rồi mình có những nụ cười bên nỗi đau của những đứa em vô tội. Còn một Phật tử kia cầm 8 triệu đồng, nhưng mà người đó không đi vào làng nướng mà đi vô làng ếch ô ếch để gửi 8 triệu này. Nhờ tất cả những tấm lòng vàng cho tôi gửi 8 triệu này, để mà tôi giúp một chút tấm lòng của tôi, để tìm lại những nụ cười cho những đứa trẻ sức môi. Quý Phật tử thấy đồng tiền nó có tội không? Người thứ nhất cầm 8 triệu đồng đi vào trong làng nướng, đôi tay này là đôi tay lông lá của ma. Người thứ hai cầm 8 triệu này đi vào trong làng SOS để mà tìm lại nụ cười cho những đứa trẻ sức môi, đôi tay này là thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Quan Âm đó. Hãy mong rằng đạo tràng của chúng ta từ đây trở về sau, khi ngồi